kinh tế tư nhân có tác dụng và xu thế phát triển nhanh trong nền KTQG. Các công ty nhà nước có hiệu quả kinh doanh kém, đầu tư nước ngoài tiến vào Trung Quốc khiến cho phương hướng sản nghiệp của Trung Quốc gặp nhiều nguy cơ. Năng lực đổi mới ngành nghề của Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Làm các chuyên gia nghiên cứu nên ngôn luận của bọn họ không cần nghiêm cẩn, bảo thủ như quan chức chính phủ, thường đưa ra các lời nói kinh người, mặc dù chưa chắc là quan điểm chủ lưu cũng không thể làm mọi người phục. Nhưng nó khiến cho mọi người cảm thấy không khí tươi mát, làm mọi người phải suy nghĩ nhiều hơn. Dù là Triệu Quốc Đống, Trung Dược Quân hay Cố Vĩnh Bân cùng Tăng Lệnh Thuần, thậm chí ngay cả Lỗ Năng cùng Lưu Như Hoài cũng đều cảm thấy 6 ngày này có nhiều tác dụng. Không chỉ có cơ hội tiếp xúc gần với Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Thư ký Tỉnh ủy Dương Kính Quang, hơn nữa còn được thảo luận với các chuyên gia nghiên cứu của Ủy ban Kế hoạch Phát triển, làm quan niệm của bọn họ có thay đổi, càng làm bọn họ có thể đứng trên vai người khổng lồ nhìn nhận vấn đề ở bậc thang mới. Ở thời đại bùng nổ thông tin này, các chuyên gia ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển thường hay nhận được các số liệu của cả nước nên cảm nhận rõ ràng nhiều vấn đề. Khi tiếp xúc với các chuyên gia này mặc dù chưa chắc có thể tìm được con đường thích hợp cho mình nhưng tí nhất cũng là cơ sở để anh tự suy nghĩ, tìm hiểu. Ngồi đi Khả Phàm. Triệu Quốc Đống rất thân thiết mời Tăng Khả Phàm ngồi, hắn cũng từ sau bàn làm việc đi ra. Tăng Khả Phàm hiện được coi là bí thư quận ủy có nhiều năm trên cương vị gần nhất Ninh Lăng. Ngoài bí thư huyện ủy Thương Hóa, Cao Xuyên Gia, cũng chỉ có y là bí thư huyện ủy được giữ lại từ thời Hoàng Lăng, những người khác sau vài lần điều chỉnh đã mất sạch. Lang Thế Quần, Vân Lĩnh mặc dù lên từ thời Hoàng Lăng, nhưng vừa nhận chức chưa lâu thì Hoàng Lăng đã bị bắt, hơn nữa không tính là người của Hoàng Lăng, ngược lại còn có quan hệ mật thiết với Lục Kiếm Dân. Trong mắt người ngoài thì Thư Chí Cao trước khi rời khỏi Ninh Lăng đã bố trí tốt cho người của mình. Khuê Dương vẫn đứng thứ ba của Ninh Lăng, các phương diện đều tốt, Tăng Khả Phàm làm bí thư huyện ủy 2 năm mà vẫn khiến Khuê Dương phát triển tốt. Đương nhiên anh nếu yêu cầu phát triển thì khó tránh khỏi xuất hiện vài vấn đề. Ví dụ như việc cải tạo thị trấn dẫn đến không ít tranh luận, thậm chí vài lần quần chúng vây cửa huyện ủy, ủy ban, chẳng qua Khuê Dương đều tự mình giải quyết được vấn đề, không cần thị xã giải quyết. Cho nên Tăng Khả Phàm tự nhận mình làm tốt. Dù là khi Hoàng Lăng làm bí thư thị ủy cũng đã khen công việc của Khuê Dương. Nhưng Tăng Khả Phàm không ngờ Triệu Quốc Đống sau khi làm bí thư thị ủy thì tình hình Khuê Dương lại liên có chút thay đổi. Tăng Khả Phàm đúng là khó đoán được trong đầu vị bí thư thị ủy trẻ tuổi này nghĩ gì. Ai cũng nói bí thư Triệu chú trọng phát triển kinh tế, Tăng Khả Phàm cảm thấy ở điểm này Khuê Dương không kém mà. Mặc dù tốc độ tăng trưởng năm nay của Khuê Dương bị Thổ Thành, Đông Giang vượt qua, nhưng đó là vì Thổ Thành liên tục đưa được mấy hạng mục lớn vào. Mà Đông Giang do khu công nghiệp Đông Giang được thị xã ủng hộ nên mới được vậy. Hơn nữa tổng GDP của hai quận, huyện này vẫn kém so với Khuê Dương vẫn giữ vững vị trí thứ ba. Đương nhiên không thể tính khu khai phát thị xã vào đó. Theo lý thuyết mình không phải người của Hoàng Lăng, ngay cả Cao Xuyên cùng Lang Thế Quần cũng có thể ngồi lại cương vị và làm tốt, tại sao Bí Thư Triệu lại nhìn chằm chằm vào mình? Chẳng lẽ hắn muốn điều chỉnh mình để người của hắn vào đó? Câu hỏi này đã hiện lên trong đầu Tăng Khả Phàm khá lâu ngày. Thực ra khi Thư Chí Cao đi, Tăng Khả Phàm biết mình sợ là phải ngồi ở vị trí Bí Thư huyện ủy Khuê Dương cả đời, không chừng còn sớm bị mất vị trí cho người nhưng y không cam tâm. Tăng Khả Phàm tự nhận mình làm ở Khuê Dương không thua bất cứ ai ở các quận, huyện lân cận. Tổng GDP của Khuê Dương kém Tây Giang nhưng vì trụ cột của Tây Giang hơn xa Khuê Dương. Hơn nữa Tăng Lệnh Thuần khi làm bí thư quận ủy, Hoàng Lăng chú trọng phát triển kinh tế nội thành. Mặc dù người được lợi nhất là khu khai phát nhưng Tây Giang với khu công nghiệp Lâm Cảng cũng có ưu thế đặc biệt, đưa được không ít hạng mục tới. Mà khu Hà Nam do vị trí địa lý đặc thù khiến không ít hạng mục thương mại, dịch vụ tiến vào. Ví dụ như khu Hà Nam bây giờ đang xây dựng khách sạn 4 mùa cấp 3 sao, nghe nói bởi vì bị khách sạn Kiến Quốc, Vương Triều bên khu Giang Đông kích thích, hơn nữa cầu nối giữa khu Hà Nam cùng khu Giang Đông sang năm sẽ được xây dựng cho nên nhà đầu tư nói muốn nâng cấp khách sạn 4 mùa thành 4 sao. Đến lúc đó trong vòng 2-3 năm tới Ninh Lăng sẽ xuất hiện 3 khách sạn 4 sao. Tây Giang dù là về sản nghiệp trụ cột hay vị trí địa lý đều có ưu thế quá rõ. Chỉ cần lãnh đạo chủ yếu không mất lý trí thì các quận, huyện khác nếu muốn đuổi kịp Tây Giang là không tưởng. Ví dụ như Hoa Lâm bây giờ phát triển rất nhanh nhưng Hoa Lâm vẫn chỉ đứng thứ hai. Hoa Lâm khác các quận, huyện khác, Hoa Lâm có thể thoát khỏi vị trí huyện nghèo cấp quốc gia, trở thành huyện đứng đầu ở Ninh Lăng là do 2-3 năm Triệu Quốc Đống làm chủ tịch, bí thư Hoa Lâm đã đưa ra quy hoạch chiến lược vượt xa người thường.
Dùng từ một người khiến cả một nơi phát triển là rất thích hợp với Triệu Quốc Đống. Tăng Khả Phàm vì thế cũng từng nói chuyện với Thư Chí Cao về Triệu Quốc Đống, Thư Chí Cao đã không ngừng khen Triệu Quốc Đống. Hoa Lâm 2-3 năm qua đã nắm bắt cơ hội tốt phát triển ngành da trở thành sản nghiệp trụ cột của Hoa Lâm, nhất là đưa vào các công ty lớn mảng chế biến thực phẩm và sữa, càng ổn định địa vị huyện mạnh về công nghiệp thực phẩm của thị xã, thậm chí cả tỉnh An Nguyên. Hơn nữa nó còn có ưu thế về ngành du lịch khiến cho Hoa Lâm vững vàng ở vị trí thứ hai trong các quận, huyện toàn Ninh Lăng. Khuê Dương không thể so sánh với Tây Giang, nhưng nếu muốn cho Khuê Dương mãi đứng sau Hoa Lâm thì Tăng Khả Phàm không cam tâm. Trong mấy năm Hoàng Côn làm bí thư Hoa Lâm, mặc dù Hoa Lâm có tốc độ phát triển không chậm nhưng tốc độ phát triển mấy năm qua của Khuê Dương đều vượt qua Hoa Lâm, không ngừng kéo gần khoảng cách với Hoa Lâm. Năm ngoái hai nơi chỉ còn cách nhau 200 triệu. Chẳng qua năm nay khi Đường Diệu Văn làm bí thư huyện ủy Hoa Lâm đã liên tục đưa ra các động tác khiến tốc độ phát triển của Hoa Lâm năm nay vượt qua Khuê Dương, khoảng cách lại kéo dài. Nhưng Tăng Khả Phàm không sợ, y cũng có quy hoạch của mình, chỉ là chưa chính thức bày ra mà thôi. Tăng Khả Phàm không rõ tại sao bí thư thị ủy Triệu Quốc Đống lại không hài lòng với mình. Y không cho rằng chuyện cùng Minh Sương khiến Triệu Quốc Đống nghĩ đến việc thí điểm chế độ phòng làm việc cho đại biểu nhân dân của Đại hội đại biểu nhân dân, qua đó không hài lòng với bí thư huyện ủy Khuê Dương là mình. Vậy mình làm mất lòng hắn ở đâu? Là vì mình vốn là người của Thư Chí Cao. Thư Chí Cao và Triệu Quốc Đống không có nhiều mâu thuẫn mà. Hơn nữa Thư Chí Cao sớm rời khỏi Ninh Lăng. Không có uy hiếp gì với Triệu Quốc Đống, đây không phải lý do. Người như Lang Thế Quần rõ ràng là người của Lục Kiếm Dân còn được Triệu Quốc Đống dùng tốt, thậm chí còn khen ngợi. Mà Thiết Minh không có năng lực tốt mà cũng được hắn chấp nhận. Chẳng lẽ do Thiết Minh là người của Trung Dược Quân sao? Đây không phải lý do. Triệu Quốc Đống không phải vì anh là người của ai mà bỏ qua. Điểm này Tăng Khả Phàm rất tin tưởng. Nhưng tại sao hắn lại muốn nhằm vào mình? Điều này làm cho Tăng Khả Phàm không rõ, cũng không phục. Quyển 14, chương 72. Triệu Quốc Đống không ngờ việc mình thí điểm ở Khuê Dương lại khiến Tăng Khả Phàm phải suy nghĩ nhiều như vậy. Cách làm của Củng Minh Sương làm Triệu Quốc Đống dấy lên vài suy nghĩ. Làm bí thư thị ủy, chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã, hắn đương nhiên hy vọng khi mình rời khỏi Ninh Lăng. Ninh Lăng không chỉ có thành tích huy hoàng về kinh tế, hơn nữa còn để người ta nhớ đến về chế độ. Sự phát triển kinh tế và đổi mới thể chế của Ninh Lăng vừa mới đạt hiệu quả, mà nếu có cơ hội để tiến hành cải tiến từ hệ thống đến cơ chế thì hắn cảm thấy nên thực hiện. Bí thư Triệu, trạm phát điện Vọng Nguyệt Hạp đã khởi công giai đoạn 2 một thời gian, bây giờ đã tiến vào giai đoạn thi công toàn diện, lượng công trình rất lớn, là áp lực lớn đối với đường xá Khuê Dương chúng tôi. Rất nhiều đoạn đường không chịu nổi xe trọng tải lớn đi qua, mà điều này cũng làm dân chúng địa phương phản ứng nhiều. Tăng Khả Phàm cố lấy bình tĩnh nói đến chuyện chính. Điều này cũng trong dự đoán. Tôi biết ý của anh, có phải là kêu than cho đường từ Khuê Dương đến Ninh Lăng. Trạm phát điện Vọng Nguyệt Hạp giai đoạn 1 đã có hiệu quả rõ ràng, nó có tác dụng lớn đối với đảm bảo điện cho cả khu vực An Đông. Giai đoạn 2 được đầu tư với quy mô lớn hơn nữa, mà việc này lại không có quan hệ trực tiếp tới lợi ích của Khuê Dương, có phải là cảm thấy không công bằng không? Triệu Quốc Đống cười cười hỏi lại một câu. Câu nói sắc bén của Triệu Quốc Đống làm mặt Tăng Khả Phàm nóng lên. Bí thư Triệu, tôi đây là nói thật, xây dựng trạm phát điện Vọng Nguyệt Hạp nhất định là việc tốt, ít nhất cũng mang đến công ăn việc làm cho ngành xây dựng của Khuê Dương chúng tôi. Giai đoạn 1 do tập đoàn Đông Năng phụ trách một mình, giai đoạn 2 có mấy nhà cùng hưởng, thị xã cũng có cổ phần, Khuê Dương chúng tôi không dính được vào đó nhưng quy mô giai đoạn 2 hơn xa giai đoạn 1. Đường từ Ninh Lăng đến Khuê Dương. Bạch Mã đến Khuê Dương là con đường chính cho các xe trọng tải lớn và máy móc cơ giới đi qua, đường nhiều chỗ bị hư hỏng nặng. Tôi bây giờ muốn đi nhờ xe một chút không biết có được không? Đi nhờ xe là gì? Triệu Quốc Đống cười nói. Khuê Dương chúng tôi và huyện Bạch Mã, đường Giang đều muốn một lần nữa làm lại đường đến Bạch Mã nhưng thiếu tài chính. Hơn nữa con đường này hiện tại do công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Điện Vọng Nguyệt Hạp sử dụng với tần suất rất cao. Cho nên hai huyện đều có ý cùng với công ty Thủy Điện Vọng Nguyệt Hạp cải tạo con đường này, cải tạo thành con đường quốc lộ cấp 2 có thu phí, ba nhà cùng chung cổ phần. Tăng Khả Phàm nói, mảng này hình như không đúng nghiệp vụ chính của công ty Vọng Nguyệt Hạp thì phải. Các anh thực ra muốn bọn họ bỏ tiền, bọn họ sẽ đồng ý sao? Triệu Quốc Đống từ chối cho ý kiến. Chuyện rất đơn giản, Khuê Dương và Bạch Mã thoáng cái bỏ nhiều tài chính như vậy để làm đường đúng là có chút khó khăn.
Hơn nữa con đường này bị hư hỏng nặng có quan hệ lớn đến hạng mục Vọng Nguyệt Hạp, dần dần ảnh hưởng đến công trình Vọng Nguyệt Hạp. Gần tháng nay bọn họ đã có hơn 20 xe gặp sự cố trên đường này. Càng chủ yếu là dân chúng hai bên quốc lộ Khuê Bạch than oán lớn, thậm chí còn xuất hiện tình huống cản đường, điểm này chính công ty Vọng Nguyệt Hạp đã cảm nhận được. Tăng Khả Phàm thản nhiên nói. Hơn nữa chúng tôi cũng không phải để bọn họ đầu tư không được lợi gì. Ba nhà cùng bỏ tiền ra, sau đó xin tỉnh cho thành lập trạm thu phí, từng bước thu hồi vốn đầu tư. Các anh nói chuyện với công ty Vọng Nguyệt Hạp chưa? Triệu Quốc Đống nói. Đã nói chuyện qua, bọn họ không từ chối. Bên Bạch Mã cũng đã tiếp xúc với bọn họ, tôi đoán có hy vọng. Chẳng qua tôi xin mời bí thư Triệu ngài ảnh hưởng một chút, trao đổi ý kiến với mấy cổ đông lớn của công ty Vọng Nguyệt Hạp, xúc tiến việc tốt có lợi cho dân, cho nước này. Tăng Khả Phàm thực ra cũng không hy vọng quá cao vào đề nghị này. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Lưu lượng xe từ Khuê Dương đến Bạch Mã có nhiều không? Tăng Khả Phàm nói. Bí thư Triệu, lưu lượng xe từ Khuê Dương đến Bạch Mã không thấp. Ngài cũng biết Bạch Mã là huyện giàu tài nguyên, hàm lượng than có thể nói đứng đầu tỉnh, hơn nữa mấy năm gần đây còn phát hiện ra đất làm gốm. Khuê Dương thậm chí toàn bộ nhu cầu than bùn của Ninh Lăng chúng ta chủ yếu đều đến từ Bạch Mã. Tôi không phủ nhận quốc lộ Khuê Bạch bị hư hỏng cũng có nguyên nhân này, nhưng Khuê Dương trên thực tế là nơi trung chuyển cho các quận, huyện khác của toàn Ninh Lăng. Mà Bạch Mã hiện nay cũng là huyện có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất đường Giang. Bọn họ có một lượng lớn hàng hóa chạy qua quốc lộ Khuê Bạch, có lẽ lưu lượng xe sang năm còn nhiều hơn nữa. Bạch Mã phát hiện tài nguyên đất sét phong phú thì Triệu Quốc Đống cũng biết. Mấy năm nay quốc gia tăng cường thăm dò khoáng sản khu vực Trung Tây, lục tục phát hiện nhiều mỏ quặng có giá trị ở An Nguyên. Ví dụ như Vân Lĩnh có trữ lượng đất sét lớn đã được xác nhận. Bây giờ huyện ủy, ủy ban Vân Lĩnh cũng đang muốn khai thác. Bởi vì con đường này bị hư hỏng nghiêm trọng khiến dân chúng hai bên muốn ra ngoài và phát triển kinh tế cũng bị một vài ảnh hưởng. Có 8 xã, thị trấn có quốc lộ Khuê Bạch chạy dọc qua nên dân chúng phản ứng rất mạnh. Huyện cũng đã cân nhắc việc này và cảm thấy dù từ góc độ nào cũng phải nhanh chóng cải tạo lại đường. Khuê Dương chúng tôi muốn tranh thủ khởi công xây dựng sau Tết, cố gắng đến cuối sang năm sẽ xong. Tăng Khả Phàm bổ sung thêm. Hai người Triệu Quốc Đống, Tăng Khả Phàm bắt đầu nói chuyện rộng ra. Mấy năm gần đây Khuê Dương phát triển vừa ổn định vừa nhanh chóng, Triệu Quốc Đống khá hài lòng với việc này. Hắn cũng không có thành kiến gì với Tăng Khả Phàm, theo hắn thấy Tăng Khả Phàm còn hơn mấy bí thư huyện ủy khác như Cao Xuyên cùng Thiết Minh. Sở dĩ không có động Cao Xuyên là bởi vì nghĩ đến việc Ngụy Hiểu Lam mới đi hơn năm, trụ cột kinh tế Thương Hóa khá yếu kém, thay đổi quá nhiều sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển. Để chủ tịch mới nhận chức quen tình hình, nắm giữ cục diện rồi điều chỉnh. Về phần Thiết Minh, Triệu Quốc Đống cũng quyết định nên tìm cơ hội thích hợp để trao đổi với Trung Dược Quân. Đối với việc điều chỉnh này là không thể chậm trễ. Tình hình tào tập không lạc quan gì, việc đưa tập đoàn Giang Trung cũng không phải việc hay. Tập đoàn này cho rằng huyện ủy, ủy ban tào tập không thực hiện lời hứa, không xử lý hết mấy vấn đề còn lưu lại của tập đoàn Tam Cửu. Dân chúng cũng không ngừng mắng mỏ cho rằng huyện bán nước cầu Vinh, tổn hại lợi ích nhân dân. Ở tình huống như vậy Triệu Quốc Đống cảm thấy muốn xử lý vấn đề mà Tam Cửu lưu lại thì không có đủ quyết tâm, kinh nghiệm công tác cơ sở là không thể làm được. Về phần Tăng Khả Phàm, Triệu Quốc Đống khá tán thành. Khuê Dương làm khá tốt, hắn cũng không có ý điều chỉnh Tăng Khả Phàm. Chính xác mà nói do biểu hiện của Tăng Khả Phàm khá tốt, Khuê Dương phát triển nhanh và ổn định nên trước đó hắn không quá chú tâm vào Khuê Dương. Hắn đến Ninh Lăng hơn năm cũng chỉ chú ý được vài điểm mà thôi. Trọng điểm ở Tây Giang, Hoa Lâm và khu khai phát phát triển mạnh, như vậy có thể nhanh chóng tạo thành hiệu ứng dây chuyền, làm địa vị của Ninh Lăng tăng lên. Mà các điểm khó khăn như Đông Giang, Phong Đình cùng Thương Hóa thì cũng phải cố gắng giúp các nơi này đột phá. Giải quyết vấn đề phía trước thì Ninh Lăng có điểm sáng trong phát triển, giải quyết vấn đề phía sau có thể bù cho sự phát triển không cân đối của Ninh Lăng. Mà bây giờ trọng điểm và điểm khó khăn của Ninh Lăng thì theo Triệu Quốc Đống thấy mình bố trí về cơ bản đã thành hình. Mấy quận, huyện phát triển đều có điểm sáng đầy sinh động. Cho nên hắn cũng nên chuyển sang các nơi phát triển vừa tầm là Khuê Dương, Thổ Thành, Tào Tập cùng Vân Lĩnh. Huyện ủy Khuê Dương có thể giải quyết những phản ánh của dân chúng làm tôi rất vui. Lợi ích nhân dân không phải việc nhỏ, giải quyết vấn đề liên quan tới lợi ích sát sườn của nhân đa na, vấn đề quần chúng quan tâm nhất là trách nhiệm và nghĩa vụ của đảng ủy, chính quyền các cấp. Tôi đồng ý với suy nghĩ của anh.
công ty đầu tư phát triển quốc gia và tập đoàn Đông Năng cùng tỉnh thì tôi sẽ ra mặt phối hợp. Huyện các anh cần làm tốt công tác chuẩn bị của mình. Bên Bạch Mã thì tôi sẽ thông qua thị xã trao đổi với Đường Giang, sớm chuẩn bị hết mọi chuyện. Tăng Khả Phàm chăm chú lắng nghe lời Triệu Quốc Đống nói. Y có chút kinh ngạc khi Triệu Quốc Đống tỏ thái độ nhanh chóng và rõ ràng như vậy. Nhưng về việc cải tạo quốc lộ có cần lập trạm thu phí hay không thì tôi nghĩ các anh cần phải trưng cầu ý kiến nhiều mặt. Nhất là ý kiến quần chúng hai bên đường. Không nên vì làm quốc lộ xong rồi thu phí khiến quần chúng phản đối. Vấn đề này đã xảy ra ở nhiều nơi, hơn nữa thu phí mặc dù có thể thu lại tài chính nhưng cũng mang lại không ít ảnh hưởng đối với khu vực lân cận. Điểm này phải cân nhắc lâu dài một chút. Bí thư Triệu, ngài nói tôi sẽ ghi nhớ. Vấn đề này chúng tôi cũng đã cân nhắc. Nếu như có thể làm thành quốc lộ miễn phí là tốt nhất. Quốc lộ này mà nói đối với Khuê Dương và Bạch Mã đều rất quan trọng. Bạch Mã là huyện có tài chính mạnh nhất Đường Giang có lẽ không vấn đề gì. Bên Khuê Dương tôi cũng có thể thay mặt huyện ủy, ủy ban Khuê Dương tự tin lên tiếng có thể gánh vác được. Chỉ là còn công ty Vọng Nguyệt Hạp thì sao? Tăng Khả Phàm trầm ngâm một chút và nói, y muốn từ việc này để dò xét cảm nhận thật sự của Triệu Quốc Đống với mình. Nếu đối phương cố ý muốn điều chỉnh mình thì chỉ sợ sẽ kéo dài để chuẩn bị thành tích cho người thay thế mình. Quyển 14, chương 73. Tôi nói rồi, các anh cứ chuẩn bị, về phần các cổ đông kia thì tôi hy vọng có thể giải quyết trước Tết. Triệu Quốc Đống rất quyết đoán nói làm Tăng Khả Phàm có chút chấn động. Về phần giải quyết thu hồi tài chính thì tôi nghĩ các anh phải nhìn về lâu dài. Ví dụ như vay các khoản tài chính của cả Khuê Dương và Bạch Mã với lãi suất 0%. Triệu Quốc Đống cũng suy nghĩ xem nên giải quyết vấn đề này như thế nào. Bí thư Triệu, đây cũng là một biện pháp, nếu như có thể vay tiền với lãi suất 0% và với thời gian dài một chút thì áp lực tài chính đối với Khuê Dương chúng tôi và Bạch Mã sẽ giảm đi nhiều. Tăng Khả Phàm thoáng cái thoải mái hơn nhiều, mặc dù còn không thể hoàn toàn xác định suy nghĩ của Triệu Quốc Đống, nhưng trong lời của Triệu Quốc Đống để lộ một chút đối phương không có ý đồ gì khác. Nhưng chuyện cùng Minh Sương là như thế nào? Khả Phàm, Khuê Dương hai năm nay phát triển kinh tế khá tốt, hơn nữa việc đẩy mạnh xây dựng đô thị và cải thiện đời sống nhân dân cũng tiến hành với lực độ không nhỏ. Có thể nói mấy năm qua Khuê Dương đã thay đổi nhiều. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế cho thoải mái và nói. Mấy việc này làm rất tốt nhưng không biết anh có chú ý đến là khi quan niệm về pháp luật của dân chúng càng lúc càng tăng lên, ý thức giữ gìn lợi ích cá nhân cũng tăng cao. Nửa năm trước tôi và Bí thư Lam Quang đã nói chuyện đến các sự kiện quần thể kiện lên thị xã, tỉnh. Tình hình này ở Khuê Dương cũng không quá lạc quan. Tăng Khả Phàm trong lòng bắt đầu trầm xuống, đúng là bây giờ mới tới. Triệu Quốc Đống không nhìn ra Tăng Khả Phàm vừa đổi sắc mà nói tiếp. Nước ta từ trước đến giờ vẫn là chính quyền chiếm vị trí chủ đạo, dân chúng ở thế yếu nhưng giờ đã dần thay đổi. Ý thức suy quyền của dân chúng đã hồi phục khiến cho không ít chính quyền địa phương trong thời gian dài mình là trung tâm lợi ích khó có thể thích ứng, không thể không trực tiếp đối mặt rất nhiều mâu thuẫn và xung đột. Nếu như xử lý không tốt thì rất có thể tạo thành các sự kiện quần thể, tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Tôi nghĩ ở điểm này lãnh đạo chủ yếu của đảng ủy, chính quyền địa phương cần phải có nhận thức rõ ràng. Tăng Khả Phàm cười khổ một tiếng. Đây chẳng lẽ là lý do để điều chỉnh mình sao? Nếu Khuê Dương là như vậy thì Tào Tập thì sao? Chúng ta cần phải tỉnh táo, khách quan đối mặt với cục diện này, đồng thời cũng phải cân nhắc làm như thế nào để thông qua các con đường giảm thiểu các mâu thuẫn đột xuất, nhất là có vài mâu thuẫn ẩn giấu dễ bị các ngành chức năng bỏ quên mà tạo thành mâu thuẫn lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển. Tôi cảm thấy ở việc này Khuê Dương cũng đã có chút hành động. Triệu Quốc Đống nhìn thẳng vào mặt Tăng Khả Phàm, hắn cảm thấy Tăng Khả Phàm hình như có vẻ rất nghiêm túc. Nhưng chỉ mấy biện pháp đó chỉ là bị động ứng phó, thậm chí là đối phó một cách bất đắc dĩ. Tôi cảm thấy chúng ta cần chủ động dùng phương thức tích cực ứng phó. Cố gắng cải tiến công việc của mình, xúc tiến công việc của chính quyền càng thêm thích ứng với thời đại mới. Tăng Khả Phàm phát hiện mình có lẽ hiểu lầm ý trong lời của Triệu Quốc Đống, thậm chí hoàn toàn sai lầm. Vì thế trong lúc nhất thời y không kịp suy nghĩ, không thể không vội vàng dùng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu để hóa giải sự xấu hổ này. Nếu như Triệu Quốc Đống hỏi ý kiến của mình về việc này thì mình không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng qua Tăng Khả Phàm dù sao cũng là người làm quan nhiều năm, lập tức liên lạc chuyện của Củng Minh Sương với lời nói của Triệu Quốc Đống. Mặc dù y không thích Củng Minh Sương nhưng so với việc bây giờ Triệu Quốc Đống không có ý điều chỉnh mình, và việc đưa Củng Minh Sương thành điển hình thì đúng là không quan trọng gì. Nghĩ thông điểm này,
Tăng Khả Phàm liền hiểu ra, đầu óc cũng trống trải hơn. Nếu bí thư thị ủy không điều chỉnh mình, mà hy vọng Khuê Dương tiến hành thí điểm ở việc này thì không vấn đề gì. Cùng Minh Sương muốn thí điểm cái gì mà văn phòng của đại biểu nhân dân, muốn thực hiện chức trách giám sát các ngành chức năng cũng không sao cả. Đúng như lời bí thư Triệu nói, làm như vậy sẽ có thể hóa giải mâu thuẫn cho các chính quyền mà, sao không thể làm. Cuộc nói chuyện sau đó trở nên thuyết phục hơn nhiều, Tăng Khả Phàm cũng không còn trầm muộn như trước mà trở nên nhiều lời hơn. Hơn nữa nói ra nhiều quan điểm khiến Triệu Quốc Đống có không ít thay đổi về cái nhìn với Tăng Khả Phàm. Hơn năm nay Triệu Quốc Đống không có nhiều cơ hội tiếp xúc trực tiếp như thế này với Tăng Khả Phàm, rất nhiều lúc chỉ là trao đổi một công việc cụ thể. Hôm nay kéo dài từ quốc lộ đến vấn đề Khuê Dương gặp phải khi phát triển. Triệu Quốc Đống cũng không e ngại nói ra vài ý tưởng của mình, làm Tăng Khả Phàm cảm thấy đây là cơ hội tốt để hòa hợp với Bí Thư Triệu. Nhất là khi Bí Thư Triệu chú trọng chế độ văn phòng của đại biểu nhân dân như vậy. Tăng Khả Phàm đương nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Cùng Minh Sương theo Tăng Khả Phàm thấy là nhân vật gây rối, lắm chuyện. Cũng may về phương hướng chính thì tên này cũng nắm giữ được, vì thế để cùng Minh Sương thí điểm cũng không sao. Triệu Quốc Đống cũng hiểu được mình trước đây có chút coi thường Tăng Khả Phàm. Nhất là lúc trước khi đám người Mã Vạn Phúc nói việc thí điểm chế độ phòng làm việc kia ở Khuê Dương không quá thuận lợi, Khuê Dương có chút tiêu cực, chủ yếu là do thái độ của huyện ủy, ủy ban khá mập mờ. Triệu Quốc Đống còn nghĩ cuộc nói chuyện hôm nay có chút khó khăn. Tăng Khả Phàm là bí thư huyện ủy nhiều năm kinh nghiệm, dùng lệnh hành chính mặc dù có thể ép Tăng Khả Phàm phục tùng, nhưng khi tư tưởng của lãnh đạo chủ yếu Khuê Dương không thông thì thí điểm sẽ khó thành. Cơ quan hành chính có thể tìm ra đủ lý do từ chối đại biểu nhân dân giám sát. Nếu không có huyện ủy, ủy ban huyện ủng hộ thì anh căn bản không thể tạo thành một thói quen chịu người giám sát. Không ngờ cuộc nói chuyện với Tăng Khả Phàm lại chót lọt như vậy. Nó làm cho tâm trạng Triệu Quốc Đống khá tốt. Mà Tăng Khả Phàm cũng vui vẻ, giải tỏa được khúc mắc trong lòng, Tăng Khả Phàm cảm thấy mình dù như thế nào cũng phải nắm bắt cơ hội này, dùng hành động thực tế chứng minh năng lực của mình. Triệu Quốc Đống nhận được điện đã là 4 giờ chiều, lúc này lên cũng không kịp ăn tối, hơn nữa hắn cũng không tiện đến bữa ăn đó. Đường sắt An Tương sắp hoàn thành, Hứa Gia Ninh lấy thân phận Bộ trưởng Bộ Giao thông đến An Nguyên khảo sát. Thuận tiện muốn khảo sát một chút tình hình xây dựng đường sắt ở An Nguyên. Dù là Ứng Đông Lưu hay Tần Hạo Nghiên đều khá chú trọng, chuyên môn nói chuyện với Hứa Gia Ninh về việc xây dựng đường sắt ở An Nguyên. Đương nhiên việc này không có quan hệ gì tới Triệu Quốc Đống. Khi thư ký của Hứa Gia Ninh gọi cho Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không hiểu nổi. Trên thực tế Nhược Đồng không có quan hệ mật thiết với lão già, nhất là cô của Nhược Đồng càng lạnh nhạt với mấy ông anh. Hứa Gia Ninh làm quan chót lọt cũng không có quan hệ gì tới Lưu Gia, chính xác mà nói thậm chí còn gây phản tác dụng. Chẳng qua bố mẹ Nhược Đồng coi như có quan hệ mật thiết với Hứa Gia Ninh. Dù sao hai người bọn họ chỉ làm việc ở Bộ Ngoại giao, ít dính dáng đến mảng chính trị khác của quốc gia. Khi Triệu Quốc Đống lấy Nhược Đồng, vợ chồng Hứa Gia Ninh cũng tham gia hôn lễ. Cô của Nhược Đồng cũng đã tặng một đôi ngọc bội cho Triệu Quốc Đống và Nhược Đồng. Chẳng qua Triệu Quốc Đống và vị bộ trưởng bộ đường sắt Hứa Gia Ninh này không có nhiều quan hệ, cũng chỉ là Tết hàng năm đến nhà một chút mà thôi, thời gian nói chuyện không nhiều. Lần này Hứa Gia Ninh đến An Nguyên lại chủ động gọi mình, làm Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc. Đương nhiên nếu chú bác gọi, Triệu Quốc Đống còn không đến mức không biết lễ phép. Hắn lập tức lên An Đô, đoán có lẽ bọn họ ăn xong cũng tầm 8 giờ, coi như đến nghe vị bộ trưởng Hứa Gia Ninh dạy bảo. Ngồi trong xe, Triệu Quốc Đống cẩn thận suy nghĩ. Hứa Gia Ninh là đại biểu của phái cải cách ôn hòa, có chút không ăn ý với Lưu Gia có quan điểm chính trị không rõ ràng. Đây có lẽ là nguyên nhân y cảm Lưu Gia không có tiền đồ. Từ quan điểm chính trị thì thấy Hứa Gia Ninh khá gần với Tô Giác Hoa, đều chủ trương coi trọng cả kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân, thích hợp thả ngành lũng đoạn, đưa vào cơ chế cạnh tranh. Trong cải cách kinh tế cũng phải vừa đảm bảo đạt thành tích vừa ổn định xã hội. Việc này lại khá nhất trí với Liễu Đạo Nguyên. Quyển 14, chương 74. Bởi vì một nhóm người tùng lập về chính sách chính trị và kinh tế khiến cho nhiều phương diện trở nên phức tạp, khiến cho lực hướng tâm của quần thể này thoạt nhìn không rõ ràng như các phái khác, nhiều quan điểm có vẻ mâu thuẫn khiến cho mấy phương đều hy vọng được quần thể này ủng hộ chủ trương chính trị của mình. Về phần tình hình thực tế là như thế nào thì khó nói. Như hiện nay mà nói Triệu Quốc Đống chỉ như kẻ nhìn hoa trong sương. Với cấp bậc của hắn đúng là chưa đủ tầm để nhận xét. Triệu Quốc Đống cũng biết chuyện nhà mình, hắn bây giờ vẫn chỉ có thể vùi đầu làm tốt công việc của mình.
Mặc dù hắn khiến vài nhân vật cấp quan trọng có ấn tượng nhưng đó mới chỉ là ấn tượng mà thôi. Mình nếu muốn tiến thêm một bước làm sâu sắc ấn tượng của bọn họ thì cần không ngừng tích lũy, phải đạt được nhiều thứ thuyết phục kẻ khác. Triệu Quốc Đống đến Ando đã lên đèn. Hắn liên lạc với Hứa Gia Ninh. Hứa Gia Ninh còn đang ngồi nói chuyện với Chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nghiên, như vậy không thể gặp Triệu Quốc Đống rồi. Về nhà, chỉ sợ chưa ngồi ấm mông đã phải đi ra. Đi dạo phố, Triệu Quốc Đống không có sở thích này nên hắn không biết đi đâu. Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ bảo Bành Trường Quý chạy xe vòng vòng trên đường. Đợi không được bao lâu điện thoại di động của hắn đã vang lên. Hứa Gia Ninh nhấp ngụm trà Bích Loa Xuân. Mặc dù biết rõ uống trà tối sẽ mất ngủ nhưng y vẫn thích dùng nước trà để đầu óc tỉnh táo. Đối với cháu rể sắp tới, Hứa Gia Ninh có chút tò mò. Y không ngờ Phó Thủ tướng Tô Giác Hoa lại có chút ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống. Theo y nhớ khi Tô Giác Hoa làm Chủ tịch tỉnh An Nguyên thì đó là chuyện nhiều năm trước. Lúc ấy Triệu Quốc Đống chẳng qua mới là thanh niên 25, 26 tuổi. Phó Thủ tướng Tô Giác Hoa vậy mà vẫn nhớ Triệu Quốc Đống đến tận bây giờ. Hứa Gia Ninh trong lúc vô tình nói chuyện với Tô Giác Hoa về việc xây dựng hệ thống giao thông của An Nguyên. Tình huống nhắc đến tư tưởng và hành động đổi mới của An Nguyên khi xây dựng giao thông. Nhất là năm 94 An Nguyên đã chủ động thu hút đầu tư bên ngoài vào với hình thức BOT, thực hiện xây dựng đồng thời hai đường cao tốc An Quế, An Du, đây coi như là điểm sáng trong xây dựng đường cao tốc của Trung Quốc thời gian đó. Mà người làm ra động tĩnh lớn như vậy chính là bí thư thị ủy trẻ nhất trong lịch sử An Nguyên. Hứa Gia Ninh lập tức nghĩ đến Triệu Quốc Đống, mặc dù y có cảm tưởng bình thường với Triệu Quốc Đống. Theo y thấy Triệu Quốc Đống có thể có chút năng lực nhưng đó chỉ là thứ yếu. Nhưng người này có thể vững vàng ôm lấy chân lãnh đạo chủ yếu là khá tốt. Từ Ninh Pháp đến Thái Chánh Dương, thậm chí còn có Liễu Đạo Nguyên, cùng với Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Điện ảnh Quốc gia, qua tính, người này đều có thể giữ quan hệ tốt. Vì thế chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã bò lên vị trí cán bộ cấp giám đốc sở. Chỉ riêng năng lực này đã không có nhiều người có thể so sánh. Nhưng người được Phó Thủ tướng Tô Giác Hoa khen nhất định không phải người bình thường. Tô Giác Hoa bình thường không đánh giá người. Người mà được y đánh giá thì nói rõ biểu hiện của người này được y có ấn tượng rất sâu, có chỗ đáng giá khen ngợi, hoặc là loại không còn thuốc chữa. Sau đó Hứa Gia Ninh cũng đã điều tra một chút. Không nằm ngoài suy đoán của y, năm 1994 Triệu Quốc Đống đúng là đã làm phó chủ nhiệm văn phòng quản lý đường cao tốc Sở Giao thông An Nguyên, lúc ấy chỉ là một đơn vị mới thành lập vậy mà Triệu Quốc Đống dám can đảm mời tập đoàn Hòa Hoàng, Hong Kong khảo sát cao tốc An Quế cùng cao tốc An Du. Cuối cùng hai đường cao tốc này chẳng những cùng được tiến hành xây dựng, dẫn nhà đầu tư Hong Kong tiến vào, hơn nữa còn khiến tập đoàn Hòa Hoàng đầu tư vào cảng Ninh Lăng, khiến cảng Ninh Lăng nhanh chóng thành cảng lớn nhất sông Ô Giang. Nếu như nói Thủ tướng Văn Quốc Cơ có ấn tượng với Triệu Quốc Đống là do trận lụt bão năm 98, khi ấy Triệu Quốc Đống có biểu hiện quá chói mắt, cả công và tư đều khiến truyền thông chú ý. Như vậy Ủy viên trưởng Lục Kiến Bang thưởng thức Triệu Quốc Đống chính là do biểu hiện xuất sắc của hắn ở Bộ Năng lượng. Vì thế lần đó Ủy viên trưởng Lục Kiến Bang sang thăm bốn nước Nam Á đã chỉ đích danh hắn đi cùng. Rất nhiều chi tiết này khi Hứa Gia Ninh đến Bộ Đường sắt làm việc mới biết được. Có thể lọt vào mắt hai vị lãnh đạo trung ương đã là hiếm có. Mặc dù lúc ấy ở tình hình đặc thù nhưng theo lý thuyết cũng không phải một cán bộ cấp huyện có thể hy vọng, vậy mà Triệu Quốc Đống này làm được. Đến bây giờ ngay cả Phó Thủ tướng Tô Giác Hoa phụ trách công nghiệp, giao thông vẫn còn ấn tượng tốt đối với hắn. Điều này làm Hứa Gia Ninh muốn nhân chuyến đến An Nguyên tìm hiểu thêm về Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống đến rất đúng giờ, mặc bộ đồ Âu phục màu xám, nhìn qua khá phong độ. Thư ký đã vào rót trà và biết lãnh đạo muốn nói chuyện với người trẻ tuổi này nên y chủ động rời đi. Hứa Gia Ninh có thể nhận ra Triệu Quốc Đống trông rất bình tĩnh, rất thản nhiên nhưng không hề có vẻ tùy ý, khinh thường. Xem ra vị bí thư thị ủy này mới hơn 30 tuổi cũng có khí chất tốt. Trước đây Hứa Gia Ninh không chăm chú tìm hiểu về Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống đến bình thường đều là đi cùng Nhược Đồng vốn là cô bé có tính cách lạnh nhạt, không thích gần gũi với người. Cùng trang lứa của Lưu Gia cũng không có mấy người thân thiết với cô bé ngoài Lưu Kiều. Triệu Quốc Đống lúc ở Bộ Năng lượng cũng khá ẩn mình, Hứa Gia Ninh không biết người này trước mặt người ngoài có như vậy hay không, nhưng trước mặt người Lưu Gia chính là như vậy. Triệu Quốc Đống trước khi đến cũng đã suy nghĩ xem nên gọi Hứa Gia Ninh là như thế nào. Đây là cuộc gặp riêng hay gặp mặt vì công việc, hay là nửa công nửa tư?
Đường sắt An Tương mặc dù có đoạn dài chạy qua đường sắt nhưng tuyệt đối không cần vị bộ trưởng bộ đường sắt nói chuyện với bí thư thị ủy Ninh Lăng. Hơn nữa đường sắt An Tương tiến triển thuận lợi, gặp khó khăn không phải vì nguyên nhân ở Ninh Lăng mà do vấn đề địa chất. Hứa Gia Ninh lần này đến chỉ là tỏ vẻ quan tâm tới công trình trọng điểm của quốc gia mà thôi, đảm bảo hạng mục này hoàn thành thuận lợi. Nếu như nói chỉ gặp mặt mang tính cá nhân thì có vẻ hơi quái dị. Hắn và Hứa Gia Ninh còn chưa đến mức quan hệ mật thiết để nói chuyện riêng. Ngồi đi Quốc Đống. Sau khi thư ký rời đi, Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ chào. Chú đi có mệt không? Đừng khách khí với chú biết tính cách của cháu không thích như vậy. Ngồi đi, không có ý gì khác, chú đến An Nguyên chỉ là muốn xem tiến triển của đường sắt An Tương, cháu làm bí thư thị ủy của đoạn chính trong đường sắt An Tương, có nhiều công việc cần cháu ủng hộ, phối hợp. Hơn nữa chúng ta còn có quan hệ họ hàng cho nên cũng muốn tâm sự với cháu. Hứa Gia Ninh có vẻ khá dễ gần, thường xuyên tập luyện làm y trông trẻ hơn vài tuổi, chẳng qua vết nhăn trên tán đã lộ ra tuổi thật của y. Chú cũng quá khách khí rồi. Đường sắt An Tương có tác dụng lớn đối với sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng bọn cháu. Đảng ủy, ủy ban và dân chúng Ninh Lăng đều sớm mong ngày đường sắt An Tương hoàn thành và thông xe. Nó sẽ xúc tiến Ninh Lăng thành vị trí đầu mối quan trọng của đường sắt khu vực An Đông. Nếu đã tới thì dù như thế nào cũng phải chiếm tiện nghi một chút. Ga xe lửa Ninh Lăng bây giờ chỉ là trạm cấp 3 nhưng lượng nghiệp vụ đã vượt xa trạm cấp 3. Một khi đường sắt An Tương thông xe có thể lập tức xin xây dựng thành trạm cấp 2. Hơn nữa với vị trí địa lý của Ninh Lăng thì cũng có điều kiện xây dựng làm trạm cấp 1, nhất là Ninh Lăng còn có cả giao thông đường thủy tốt, đương nhiên cũng cần phải đầu tư mạnh vào ga xe lửa. Việc này bề ngoài mặc dù không có quan hệ nhiều đến đảng ủy, chính quyền Ninh Lăng nhưng ga xe lửa mà xây dựng theo cấp 1 sẽ khiến Ninh Lăng trở thành trung tâm kinh tế của khu vực An Đông, thậm chí của An Nguyên. Triệu Quốc Đống đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hứa Gia Ninh cười nhìn Triệu Quốc Đống. Người này đúng là không hề khách khí, ba câu đã nói đến sự phát triển của Ninh Lăng, tạo đầu mối đường sắt quan trọng của An Nguyên đâu phải chuyện đơn giản. Hoàn thành thông xe đường sắt An Tương và xây dựng ga xe lửa Ninh Lăng thành cấp 2 không có gì khó, nhưng đầu mối quan trọng thì ít nhất phải là nhà ga cấp 1, phải cải tổ nhiều, mà điều kiện Ninh Lăng có đủ không? Quyển 14, chương 75. Quốc Đống, xem ra Ninh Lăng đầy tham vọng, đường sắt An Tương hoàn thành là khiến cho thị ủy, ủy ban Ninh Lăng xác định Ninh Lăng thành vị trí đầu mối quan trọng của đường sắt khu vực An Đông sao? Hứa Gia Ninh cười trêu chọc. Chú! Trước mặt chú thì cháu không dám nói bừa, nhưng Ninh Lăng có điều kiện thành đầu mối đường sắt quan trọng. Bên đường sắt thì chú hiểu hơn cháu, chú là người trong nghề nhưng Ninh Lăng từ nhu cầu vận chuyển hàng hóa đến phát triển kinh tế thì cháu cũng có chút quyền lên tiếng. Triệu Quốc Đống rất tự nhiên cười giải thích. Chú xin lắng tai nghe, chẳng qua vừa gặp mà đây chỉ là cuộc nói chuyện riêng thì cháu cũng không nên suy nghĩ nhiều làm gì. Hứa Gia Ninh nói chuyện rất ôn hào. Triệu Quốc Đống cũng không hề khiêm tốn giới thiệu qua tình hình phát triển kinh tế của Ninh Lăng năm ngoái, đồng thời cũng giới thiệu tương lai phát triển của các sản nghiệp trụ cột của Ninh Lăng, cũng báo cáo chi tiết về tình hình xây dựng cảng Ninh Lăng và quốc lộ ở Ninh Lăng. Hứa Gia Ninh nghe rất chăm chú, nhất là khi Triệu Quốc Đống nói về ảnh hưởng vận chuyển giao thông, hàng hóa của cảng Ninh Lăng, ga Ninh Lăng, cùng với thị ủy, ủy ban Ninh Lăng đang tích cực quy hoạch xây dựng sân bay Ninh Lăng. Hứa Gia Ninh đúng là rất rung động. Chẳng qua y không biểu hiện gì ra ngoài mặt. Triệu Quốc Đống cũng không cảm giác được gì, có gì nói đó. Hứa Gia Ninh lấy thân phận cá nhân nói chuyện với hắn là tốt nhất, hay lấy thân phận bộ trưởng bộ đường sắt hiểu tình hình cũng tốt. Tình hình đường sắt là ở đó, anh nên có khả năng phân tích và sức phán đoán của mình, không cần phải nói quá làm gì. Hắn thực ra lại không biết Hứa Gia Ninh lúc này đã không quá chú ý đến việc Ninh Lăng muốn tạo thành đầu mối quan trọng của đường sắt của khu vực An Đông. Hứa Gia Ninh bây giờ nghĩ chính là sự phát triển sau này của Triệu Quốc Đống. Liễu Đạo Nguyên khi nói chuyện với y về Triệu Quốc Đống thì khen không dứt miệng, làm Hứa Gia Ninh cảm nhận thậm chí khen quá. Đương nhiên về tình về lý Liễu Đạo Nguyên không cần phải khen Triệu Quốc Đống không có lý do. Y cũng có thể hiểu khen quá nhiều khi ngã sẽ càng đau. Nhưng Liễu Đạo Nguyên đánh giá Triệu Quốc Đống đúng là quá cao nên Hứa Gia Ninh có chút không tin. Nhưng hôm nay y cảm thấy có lẽ mình đánh giá thấp Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc, Hứa Gia Ninh hình như không đặt tâm tư vào điều mình giới thiệu. Chẳng qua hắn cũng không có gì không hài lòng cả, hắn chỉ ngồi đó lặng lẽ đợi Hứa Gia Ninh. Hứa Gia Ninh rất nhanh cảm nhận được điểm này nên lắc đầu nói. Xin lỗi chú nghĩ đến việc khác, Quốc Đống,
lời cháu nói chú cũng nhớ kỹ. Tương lai của Ninh Lăng rất sáng. Chú thấy việc Ninh Lăng thành đầu mối giao thông quan trọng của khu vực An Đông không phải là không thực tế, là ảo tưởng, rất có tính thực tiễn. Điều này do vị trí địa lý đặc biệt cùng tiềm lực phát triển kinh tế của Ninh Lăng. Cháu cũng có tư tưởng mới ở việc này, nhưng nó cần đầu tư rất lớn. Vì thế cháu cần phải căn cứ vào tình hình tài chính của Ninh Lăng mà chia thành từng bước đẩy mạnh. Triệu Quốc Đống gật đầu đồng ý với Hứa Gia Ninh. Ninh Lăng hiện nay đặt mục tiêu cao. Đương nhiên nó cũng có quan hệ lớn đến tốc độ phát triển rất nhanh của Ninh Lăng. Các khoản nợ về tài chính cũng tăng lên. Mặc dù thu tài chính của Ninh Lăng cũng tăng cao nhưng cũng phải cân bằng với khoản nợ tăng lên. Hắn đã trao đổi vài lần với Cố Vĩnh Bân về việc này. Cố Vĩnh Bân cũng nhắc hắn phải chú ý khống chế khoản nợ một cách hợp lý, đưa ra yêu cầu chậm xây dựng vài hạng mục nhưng Triệu Quốc Đống không đồng ý. Hắn biết 1-2 năm nay là thời kỳ rất quan trọng đối với Ninh Lăng, phải từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất để tăng sức thu hút đầu tư. Nếu như mục tiêu của Ninh Lăng chỉ là thành phố công nghiệp đơn thuần thì Triệu Quốc Đống sẽ không đưa ra quy hoạch như vậy. Tư tưởng của hắn chính là lợi dụng vị trí địa lý, hệ thống giao thông của Ninh Lăng, biến Ninh Lăng thành đô thị trung tâm của khu vực. Vì thế chẳng những cần phát triển kinh tế nhanh, hơn nữa còn mạnh về các phương diện khác nữa. Dù không thể chói mắt, huy hoàng như Thâm Quyến thì ít nhất cũng thành viên Minh Châu chói mắt của tỉnh An Nguyên, thậm chí là cả khu vực. Vì thế trước đó hắn cần kiên trì vay vốn để đầu tư vào cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện cho Ninh Lăng phát triển về sau. Về quan điểm này sau nhiều lần trao đổi với Trung Dược Quân, cuối cùng cách đây không lâu hắn và Trung Dược Quân đã có ý kiến thống nhất. Thành tích có đôi khi dùng số liệu chói mắt và công trình bề mặt để thể hiện, những lời này áp dụng vào bây giờ, sau này vẫn thế. Có vài thứ không phải ở động cơ mà là kết quả. Đối với Triệu Quốc Đống mà nói chỉ cần có thể giúp hắn làm cho kinh tế Ninh Lăng phát triển, làm cho đô thị Ninh Lăng tốt đẹp hơn, làm cho dân chúng Ninh Lăng giàu có hơn là đủ rồi. Chuyện dần lệch khỏi Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống cũng không biết là Hứa Gia Ninh cố tình hay không mà đề tài rất rộng nhưng luôn vây quanh tình hình phát triển kinh tế của quốc gia. Kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng nóng, vấn đề cơ cấu khá đột xuất. Ví dụ như ngành thép, vật liệu xây dựng, thiết bị điện, bất động sản đều đầu tư rất nhiều, mà thị trường bất động sản càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Trong nước xuất hiện tình huống như vậy là rất bình thường, nhất là khi chính quyền địa phương xúc tiến phát triển đô thị khiến hiện tượng tăng trưởng nóng càng nhiều hơn. Điều này có quan hệ rất lớn đến việc từ trung ương đến địa phương luôn xác định một nơi dựa vào GDP, quan điểm này mặc dù tạo ra chút tranh luận nhưng cũng không thể thay đổi được. Hứa Gia Ninh khá khách quan nói. Hơn nữa công việc trung tâm của chính quyền địa phương các nơi vẫn là phát triển kinh tế, cho nên trong thời gian dài sắp tới thì vẫn sẽ có nhiều tranh luận về đề tài này. Quốc Đống, cháu thấy sao? Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ ý đồ mà Hứa Gia Ninh gọi mình tới đây. Hắn không ngờ nhân vật cấp cao như Hứa Gia Ninh lại có hứng thú với mình. Hắn cảm thấy mình vẫn rất tỉnh táo xác định vị trí của mình. Mặc dù gần đây kinh tế Ninh Lăng phát triển nhanh, được truyền thông trong nước khen ngợi nhưng mới chỉ là bề ngoài mà thôi. Nếu như hắn cảm thấy đó là cơ sở để hắn trở nên nổi bật thì đó là sự sai lầm. Theo hắn nhớ trong cơn khủng hoảng tài chính thế giới sắp tới thì các ngành như thép, vật liệu xây dựng, du lịch đều bị ảnh hưởng rất mạnh, đòn trừng phạt nặng nề nhất vẫn chủ yếu rơi vào các công ty tư nhân, mà các công ty nhà nước lại thoát ra toàn bộ, điều này làm cho rất nhiều người không thể chấp nhận. Khi ấy trong và ngoài nước không ngừng tranh luận nhưng không thể nghi ngờ đó là một tín hiệu. Nó khiến các công ty tư nhân phải điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, xác định vị trí của mình, phải biết học tập nhẫn nhịn, không nên cố gắng tranh giành lợi ích với công ty nhà nước khổng lồ. Phát triển kinh tế có quy luật và tính giai đoạn, trong một thời gian phát triển quá nóng không đại biểu gì cả. Trung ương đưa ra chính sách khống chế là điều cần thiết. Nhưng cháu cảm thấy cần phải khống chế trong phạm vi đúng mực, nhất là phải nhằm vào các thân phận kinh tế khác biệt thì cũng cần có chính sách công bằng. Nhất là hiện nay công ty tư nhân đang phát triển cực nhanh, làm như thế nào vừa có thể khống chế vừa bảo vệ tính tích cực của bọn họ, cháu cảm thấy Trung ương cần cân nhắc kỹ. Hứa Gia Ninh không ngờ Triệu Quốc Đống lại nói đến việc này. Y suy nghĩ một chút và nói. Trung ương khi đưa ra chính sách sẽ có sự nghiên cứu, nhưng vẫn chỉ nhằm vào vài ngành nghề đặc biệt. Đó là xuất phát từ đại cuộc chứ không phải nhằm vào thành phần kinh tế nào cả. Thành phần kinh tế sớm được bàn luận. Bây giờ đưa ra tranh luận không có bao ý nghĩa. Hơn nữa kinh tế tư nhân đang phát triển nhanh là điều không có gì phải nghi ngờ. Làm như thế nào xử lý chuyện này thì chú nghĩ Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Ngân hàng Nhà nước Trung ương và Bộ Thương mại sẽ biết chừng mực. Cháu thấy chưa chắc,
Hiện nay kinh tế tư nhân phát triển nhanh, đúng là đã có tác dụng không ít, người sử dụng chính sách cụ thể nếu như tư duy có thành kiến, trong tay nắm giữ quyền lực thì sẽ có thể làm theo quan điểm, suy nghĩ cá nhân của mình. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Hứa Gia Ninh vốn không định dây dưa nhiều ở đề tài này với Triệu Quốc Đống, nhưng Triệu Quốc Đống có vẻ có hứng thú khiến Hứa Gia Ninh phải nói tiếp. Hai người nói rất nhanh đến các vấn đề khác ở phương diện kinh tế. Triệu Quốc Đống lúc này mới ý thức được Hứa Gia Ninh gọi mình tới là có ý đồ gì, quyết không đơn giản chỉ là gặp mặt mà còn có hàm nghĩa rất sâu, hắn cũng mơ hồ hiểu ra. Quyển 14, chương 76. Ra khỏi khách sạn, Triệu Quốc Đống một mình đi bên cạnh dòng Mai Giang. Hắn muốn mình tỉnh táo để suy nghĩ. Không thể nghi ngờ Hứa Gia Ninh đã lộ ra vài ý tứ, nếu như ngay cả điểm này hắn không nhận ra thì đó là sỉ nhục trí tuệ của hắn và Hứa Gia Ninh. Nhưng mà, Triệu Quốc Đống ngồi trên ghế đá lặng lẽ suy nghĩ, trong đó có rất nhiều vấn đề hắn còn chưa rõ, phải cẩn thận suy nghĩ. Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, hiện nay hình thái chính trị của Trung Quốc đã khá ổn định, cơ chế trong đảng cũng đã được xác lập. Đủ loại nhân tố chống đối tuy có nhưng ảnh hưởng không nhiều. Việc tự do ngôn luận đang được đẩy mạnh. Chỉ cần anh có một quan điểm thì có thể đưa ra trong đảng, cũng có thể thông qua truyền thông thảo luận, chỉ cần không vượt tuyến là có thể được đưa lên. Có nhiều kênh truyền thông được lãnh đạo trung ương coi đó là tấm gương để hiểu ý dân chúng. Ví dụ như tờ Southern Weekend với những luận bàn sắc bén liên tục đưa ra các vấn đề xấu tại các nơi khiến cho chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn, nhưng nó lại hấp dẫn nhiều sự chú ý của dân chúng. Mà lãnh đạo trung ương cũng muốn thông qua tờ nhật báo này để giám sát tốt công tác hành chính của chính quyền địa phương, để hiểu dân tình. Lại ví dụ như tài chính rất khách quan không ngừng đưa ra những tấm màn đen phía sau thị trường chứng khoán, khiến cho một vài kênh truyền thông và học giả kinh tế tranh luận, mới khiến cho không khí dư luận trong nước càng thêm tự do, cũng khiến lãnh đạo trung ương có thể từ các góc độ khác nhau mà quan sát vấn đề. Đồng thời không khí tự do của truyền thông cũng có tác dụng thúc đẩy đối với đảng. Hình thái chính trị bình thường hóa khiến cho mọi người có thể khá lý trí phân tích đối đãi một vấn đề, mặc dù là mang tính châm chích thì cũng có thể thể hiện một cách đầy lý lẽ. Dù là ai cũng không thể thuyết phục ai thì phải thông qua chế độ tập trung dân chủ của đảng để thể hiện. Bởi vì không khí chính trị như vậy mới khiến cho đảng dần hình thành nhiều phái với quan điểm khác nhau. Chính xác mà nói đó là những người phát ngôn cho các tập đoàn lợi ích khác nhau. Dù sao nước lớn như Trung Quốc vừa muốn tạo ra sự tự do ngôn luận, tích tụ dân trí, đồng thời cũng muốn trong quyết định cuối cùng sẽ thể hiện tư tưởng của Trung ương là lớn nhất. Nếu không khi xuất hiện hỗn loạn thì quốc gia sẽ không phải là quốc gia nữa. Vậy quan điểm chính trị của mình là gì? Triệu Quốc Đống thầm hỏi mình như vậy. Mình rất nhiều lúc là tham khảo những gì đã biết trước. Mình vô thức coi những thứ đó là chính xác và đưa vào trong công việc, nhưng nó có thật sự thuộc về mình không? Triệu Quốc Đống có chút mờ mịt, hình như bây giờ còn chưa. Chẳng qua theo kinh nghiệm tăng lên, Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy mình đã dần xác lập vài quan điểm, cũng không hoàn toàn áp dụng những thứ trong trí nhớ. Bởi vì theo thời đại và hoàn cảnh thay đổi khiến nhiều thứ đã khác so với hắn biết. Ví dụ như hoàn cảnh của Ninh Lăng vậy, mặc dù trước đây hắn có biết nhưng chỉ là ký ức bề ngoài. Nếu như chỉ có lý luận bề ngoài mà hắn không phải trải qua các cương vị công tác ở Ninh Lăng rồi cứ như vậy vận dụng vào thực tế là không thể. Cho nên điều mấu chốt nằm ở chỗ hắn đã từ từ hình thành thế giới quan và nhân sinh quan, đối với những thứ trong công việc của hắn thì nó đã thuộc về hắn. Mặc kệ nó có đạt được gì hay không, hay là hắn suy nghĩ được gì nhưng cũng không quan trọng. Triệu Quốc Đống cần chính là kết quả. Hứa Gia Ninh gọi hắn đến không thể nghi ngờ là đại biểu gì đó. Mặc dù trong lời nói không thể hiện quá nhiều nhưng Triệu Quốc Đống cũng hiểu được đôi chút. Vấn đề nằm ở chỗ mình có gì đáng để đối phương tốn thời gian gặp riêng như vậy. Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu bản thân. Cán bộ cấp phó tỉnh chưa chắc đã lọt vào mắt Hứa Gia Ninh. Hơn nữa bây giờ hắn mới là cán bộ cấp giám đốc sở, hình như còn quá sớm. Là quan điểm của mình phù hợp hứng thú của bọn họ ư? Cũng không phải, nếu nói ra thì cách làm hiện nay của mình phù hợp với quan điểm phái Ninh Pháp hơn. Nhưng Ninh Lăng lại đẩy hắn từ tỉnh An Nguyên ra ngoài. Thời buổi này biến ảo khôn lường. Ở cấp độ này của Triệu Quốc Đống đúng là rất khó khăn để liên quan đến người ở tầm Trung ương. Có lẽ là do vài điều mình làm khiến Trung ương chú ý ư. Lý do này có vẻ cũng không ổn. Gió thổi mạnh vào mặt Triệu Quốc Đống nhưng lúc này trong lòng hắn lại đang rất nóng. Dù là như thế nào thì hắn cũng được người chú ý tới. Dù bọn họ nghĩ gì thì đó cũng là một cách đưa hắn lên cao.
Bành Trường Quý không biết Triệu Quốc Đống ra sao mà cứ lặng lẽ ngồi ở ghế đá. Y có chút lo lắng nhưng nhìn bề ngoài thì không thấy bí thư Triệu bị đả kích. Mà y cũng hiểu tính cách của bí thư Triệu nên đoán chắc không sao. Bây giờ làm lãnh đạo cũng không dễ, Ninh Lăng phát triển nhanh như vậy không có chút bản lĩnh là không được. Bí thư Triệu mặc dù còn trẻ nhưng sự quyết đoán và bản lĩnh thì ít người có thể so sánh. Vợ Bành Trường Quý nguyên quán ở Vinh Sơn, khi y đi lính ở đây đã lấy vợ, khi ấy Vinh Sơn khá phát triển, đứng hàng đầu của tỉnh. Y lúc hết nghĩa vụ không thể ở lại Vinh Sơn nên phải về Hoa Lâm. Bố mẹ vợ còn không thích vì Ninh Lăng chỉ là nơi đồi núi xa xôi. Bố mẹ vợ y bây giờ vẫn còn sống, mấy anh chị em vợ đều làm việc ở công ty tại Vinh Sơn. Có người mất việc, về hưu sớm, có người kinh doanh nhỏ nhưng đều không dễ dàng, kinh tế gia đình khá khó khăn. Bành Trường Quý 2 năm trước cũng đã tới Vinh Sơn thì thấy nơi này rất tiêu điều, không có sức sống mấy. Một nơi xem có tương lai phát triển hay không thì chủ yếu nhìn vào nơi đó có bao công trình đang thi công xây dựng là biết ngay. Ninh Lăng bây giờ dù là khu Giang Đông hay là khu Hà Nam đều là công trường xây dựng, xe chở vật liệu xây dựng chạy suốt ngày đêm, đây là điều mà trước đây chưa từng có. Khu khai phát thị xã và khu lâm cảng lại rất nhộn nhịp với đủ các nhà máy, nhà xưởng mọc lên, không ngừng mở rộng ra bên ngoài, hệ thống điện chiếu sáng kéo dài, tiếng máy móc chạy chói tai, tiếng kim loại va vào nhau, tất cả đều thể hiện sự sôi động ở đây. Đi dọc theo bờ sông là anh có thể thấy được đủ các loại tàu chở hàng cập cảng, không ngừng lui tới. Các xe tải chở hàng ở cảng Ninh Lăng chuyển hàng đến ga Ninh Lăng, các toa tàu không ngừng chuyển hàng hóa đi. Chỉ cần anh ở trong đó là biết đây là đô thị đầy sức sống. Có đôi khi Triệu Quốc Đống họp hoặc đi xe Kesida xuống dưới khảo sát không dùng đến xe, Bành Trường Quý thích lái xe đến khu lâm cảng hoặc khu khai phát cảm nhận sức sống ở đây. Điều này làm cho y cảm thấy hình như cơ thể mình cũng hấp thu một phần sức sống nhộn nhịp của nơi này. Tất cả đều là do quy hoạch, mục tiêu mà Bí thư Triệu đặt ra. Không có Bí thư Triệu, thị xã Ninh Lăng tuyệt đối không thể phát triển được như vậy. Điểm này không ít cán bộ bình thường trong thị ủy, ủy ban dám nói thẳng. Bành Trường Quý không nghĩ được xa nhưng y biết nếu đổi là người khác tuyệt đối không làm tốt được như vậy. Triệu Quốc Đống không coi mình là người cứu thế. Cuộc gặp Hứa Gia Ninh tối nay mang đến nhiều tin tức mới mẻ khiến hắn không kiềm nổi sự hưng phấn. Đương nhiên nó cũng làm hắn mê man. Hắn suy nghĩ mãi mà không biết mình làm như thế nào lại lọt vào mắt bọn họ. Hắn cố gắng nhớ lại mỗi câu nói của Hứa Gia Ninh, chìa khóa hình như nằm ở mấy câu nói cuối cùng. Chẳng lẽ là... Đột nhiên cả người Triệu Quốc Đống trở nên chấn động, câu nói cuối cùng của Hứa Gia Ninh, phải nắm bắt cơ hội, xúc tiến bay lên, hơn nữa Hứa Gia Ninh còn vỗ vai mình. Nắm bắt cơ hội, xúc tiến bay lên. Lời này lúc ấy hắn không để ý mà hắn cho rằng Hứa Gia Ninh lấy thân phận Bộ trưởng Bộ Đường Sắt nói như vậy, cho rằng có phải là nên lợi dụng việc đường sắt An Tương hoàn thành thông xe để biến Ninh Lăng thành đầu mối giao thông quan trọng của khu vực An Đông. Nhưng bây giờ xem ra mình đã hiểu nhầm. Nghĩ đến mấy hôm trước khi lên báo cáo về chế độ đại biểu nhân dân và chế độ giám sát tài chính cấp thôn với trưởng ban Hàn đã đề cập đến việc Bí thư Ứng khi đón tiếp một vị phó trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương dẫn tổ công tác đến An Nguyên khảo sát việc bồi dưỡng, rèn luyện, sử dụng cán bộ trẻ tuổi đã đánh giá khá cao về mình, cũng khiến cho lãnh đạo ban tổ chức cán bộ trung ương chú ý. Chẳng lẽ là, tim Triệu Quốc Đống không nhịn được đập rất mạnh. Quyển 14, chương 77. Hứa Gia Ninh đến An Nguyên khảo sát không lâu, y chỉ đến khảo sát đoạn đường sắt An Tương qua Vĩnh Lương và Ninh Lăng, đường hầm qua Tà Nguyệt Lĩnh, hầu hết thời gian là để trao đổi ý kiến với lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh An Nguyên. Theo cách nói của Nhật báo An Nguyên, Bộ trưởng Hứa rất chú ý đến việc xây dựng đường sắt của An Nguyên. Mặc dù đường sắt đô thông là đường sắt mang tính địa phương nhưng Bộ cũng hết sức chú ý. Bởi vì nó liên quan đến quy hoạch của Bộ Đường sắt về tuyến đường xuyên Đông Bắc từ Thông Thành đến Nghi Sương, Hồ Bắc. Đường sắt này một khi xây dựng xong sẽ hình thành đường sắt liên thông khiến cho từ An Nguyên sang các tỉnh phía Đông có thêm một con đường, cải thiện sự liên lạc giữa An Nguyên với các tỉnh phía Đông. Tỉnh ủy, ủy ban An Nguyên vì thế cũng đã bàn với Bộ Đường sắt, hy vọng Bộ Đường sắt có thể kéo dài đoạn đường từ Nghi Sương đến Thông Thành, qua Nam Hoa đến An Đô, như vậy sẽ giảm bớt áp lực tài chính cho An Nguyên. Hứa Gia Ninh trong chuyến đi này đã bàn luận khá nhiều với Ứng Đông Lưu và Tần Hạo Nghiên, chủ yếu chính là giải quyết vấn đề quy hoạch đường sắt của An Nguyên. Đối với yêu cầu mà An Nguyên đưa ra, y không dám tự tiện tỏ thái độ mà nói sẽ về bộ nghiên cứu, cuối cùng còn xin trình lên Quốc vụ viện quyết định. Thép phó trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương,
Trương Nhược Cốc, Phó Bộ trưởng Bộ Đường Sắt, Hứa Gia Ninh cùng một vị Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương đến, gần đây lục tục có vài lãnh đạo chủ yếu các bộ ngành quan trọng đến An Nguyên khảo sát, điều này khiến cho cuối năm vốn bận giờ càng thêm bận vì nghiệp vụ tiếp đón. Nhưng chuyện này chính quyền địa phương có mong còn không được, không chừng bộ nào đó xuống sẽ mang tới vài chính sách và hạng mục. Đối với địa phương mà nói đó là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Triệu Quốc Đống trong thời gian này lại nhàn nhã rất nhiều. Sau lần gặp Hứa Gia Ninh, hắn hiểu ra nhiều điều. Rất nhiều thứ anh muốn giấu cũng tốt, nổi tiếng cũng tốt nhưng điều cần đến nó vẫn sẽ đến, có trốn cũng không được. Hơn nữa đây cũng không phải chuyện xấu. Từ góc độ nào đó mà nói anh có thể hiểu sâu thêm về hình thái chính trị của quốc gia, chỉ có tích cực tham gia vào đó anh mới có thể càng chính xác cẩn thận nắm giữ bước đi của mình không sai. Tối đó sau khi cẩn thận phân tích cách làm và quan điểm của mình trong công việc, cũng cẩn thận tự hỏi hắn cho ra vài suy nghĩ trước đó không nghĩ đến. Hắn cảm thấy nếu chỉ dừng lại ở cấp cán bộ giám đốc sở thì anh không cần suy nghĩ quá nhiều, năng lực quan trọng nhất là sự chấp hành. Chính sách của tỉnh anh phải hiểu thấu, sau đó căn cứ tình hình thực tế mà áp dụng xuống dưới, đạt hiệu quả tốt đẹp. Đây là cán bộ lãnh đạo đủ tư cách thậm chí là ưu tú. Nhưng anh muốn lên đến cán bộ cấp tỉnh thì nếu như chỉ dừng lại ở việc chấp hành chính sách bên trên thì sẽ không đủ. Đương nhiên anh chỉ là một người tận tâm tận lực trong công việc cũng có thể miễn cưỡng đủ tư cách. Nhưng nếu anh muốn làm ra thành tích, tiến lên một bậc thì vẫn chưa đủ. Anh phải có quan điểm của mình về các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, dân sinh, văn hóa. Có lẽ anh trọng điểm am hiểu phương diện nào đó, nhưng tối thiểu anh phải hiểu đôi chút về mọi phương diện. Sau khi hiểu rõ điểm này, Triệu Quốc Đống cũng bắt đầu tổng kết một vài quan điểm và ý tưởng trong công việc. Ý đồ là gì? Mục đích là gì? Sách lược đẩy mạnh như thế nào? Làm như thế nào đảm bảo chính sách có thể được thực thi, đạt hiệu quả? Có thể nói đây là việc không hề đơn giản. Cũng may Vân Duệ là thư ký tốt, rất nhiều việc hắn chỉ cần thoáng chỉ điểm một chút là Vân Duệ có thể chọn những thứ mà Triệu Quốc Đống cần để đưa lên. Trên tỉnh đã truyền ra tin tức, Diêu Văn Chí có thể không ngồi bao lâu trên ghế thị trưởng An Đô nữa. Kinh tế An Đô phát triển trì trệ, Tôn Liên Bình có ý kiến rất nhiều đối với Diêu Văn Chí. Hơn nữa Miêu Trấn Trung là phó bí thư phụ trách tổ chức cũng không có ấn tượng tốt đối với Diêu Văn Chí. Hai người này cùng nhất trí khiến tình hình của Diêu Văn Chí không ổn. Lần trước khi ban tổ chức cán bộ trung ương đến khảo sát cán bộ thì có một đối tượng trọng điểm là Diêu Văn Chí. Mà kết quả cuối cùng là như thế nào thì không ai biết. Nhưng có một điều có thể khẳng định là bộ máy An Đô sẽ được điều chỉnh, hơn nữa Diêu Văn Chí đi là rất lớn. Diêu Văn Chí đi ai sẽ thay thế? Phó bí thư thị ủy Nghiêm Lập Dân hay phó thị trưởng thường trực Chu Hoành Vĩ? Hay là điều từ thành phố, thị xã khác tới hoặc là sở ban ngành nào đó của tỉnh? An Đô là thành phố cấp phó tỉnh, thị trưởng là cán bộ cấp phó tỉnh. Từ góc độ nào đó mà nói thị trưởng An Đô không thua gì phó chủ tịch tỉnh bình thường. Bao người thèm thuồng chức thị trưởng An Đô này. Diêu Văn Chí chưa đi đã có không ít người nhìn chúng vị trí này. Bí thư thị ủy Vĩnh Lương, Lòng Ứng Hoa, bí thư thị ủy Hoài Khánh, Đàm Lập Phong, thậm chí bí thư thị ủy Miên Châu, Kiến Dương cũng đều có ý cạnh tranh. Một cuộc chiến đã diễn ra. Triệu Quốc Đống cũng suy nghĩ đến điều kiện của mình, không phải không có hy vọng nhưng khó khăn quá lớn. Nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn mới đến Ninh Lăng một năm rưỡi, công việc Ninh Lăng mới có khởi sắc. Bây giờ muốn hắn đi, hắn về tình cảm không muốn, về phần khác sợ là tỉnh ủy, nhất là bí thư Ứng sẽ không đồng ý. Nếu như Triệu Quốc Đống lúc này có mưu cầu thì sẽ làm bí thư Ứng có cái nhìn. Cho nên Triệu Quốc Đống cảm thấy không nên có ý gì nữa. Nhưng câu nói trước khi hắn rời đi của Hứa Gia Ninh là gì? Chẳng lẽ Hứa Gia Ninh không biết tình hình của mình? Điều này là không thể. Hứa Gia Ninh nếu hẹn mình tới, hơn nữa nói chuyện nhiều như vậy thì nhất định đã tìm hiểu về mình. Hứa Gia Ninh có lẽ cũng nghĩ đến việc mình nếu muốn tranh chức thị trưởng An Đô thì sẽ có lợi hại như thế nào mới đúng. Triệu Quốc Đống cho rằng mình phải xem lại một chút. Vị trí thị trưởng thành phố An Đô mặc dù là cơ hội nhưng thứ nhất tin Diêu Văn Chí đi mới là tin đồn, thứ hai cũng còn phải xem ý của tỉnh. Mình rốt cuộc có nên tranh đoạt hay không cũng phải xem đã. Bỏ máy xuống, Lam Quang thở dài một tiếng, chuyện này không dễ làm. Chức bí thư đảng ủy chính pháp mà y kiêm nhiệm đáng lẽ sớm nên được tháo xuống nhưng nên do ai tiếp nhận. Lam Quang đã thông qua quan hệ trên tỉnh hỏi nhưng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chưa có câu trả lời thuyết phục. Chỉ nói hiện nay tỉnh ủy tạm thời chưa cân nhắc. Tạm thời chưa cân nhắc nói cách khác không phải không cân nhắc mà là cảm thấy chuyện này không gấp, hoặc không thấy ai thích hợp nên mới thế.
hơn nữa bên thị ủy Ninh Lăng cũng chưa thông qua người đề cử. Điều này cũng khó trách Mã Nguyên Sinh sốt ruột, tuổi của Mã Nguyên Sinh đã gần đến điểm, có thể nắm bắt cơ hội này để đi lên một bước, dù không làm hết khóa cũng là lên một bậc. Chứ nếu không sau đây anh muốn lên cấp phó giám đốc sở trước khi về hưu thì phải đi tranh vị trí với đầy người vào chức phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân hoặc phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân. Có thể nói lần này là cơ hội tốt nhất. Lam Quang đã bóng gió nói với Triệu Quốc Đống rằng mình kiêm chức quá lâu là không thích hợp, hy vọng thị ủy có thể nhanh chóng cân nhắc người thích hợp. Nhưng mỗi lần Triệu Quốc Đống đều nói chờ một chút, sau hai lần Lam Quang biết mình không nên nhiều lời ở việc này nữa. Mã Nguyên Sinh làm việc khá tốt, có nghiệp vụ, nhiều quan hệ, có khí phách, điểm này Lam Quang cảm thấy Triệu Quốc Đống cũng đồng ý. Chủ yếu là khúc mắc giữa Mã Nguyên Sinh và Triệu Quốc Đống. Trước đây khi Mã Nguyên Sinh còn làm phó cục trưởng đã có mâu thuẫn với Triệu Quốc Đống lúc còn làm chủ tịch Hoa Lâm. Nhất là khi ấy bí thư đảng ủy chính pháp kiêm cục trưởng cục công an, Nghiêm Lập Dân đứng phía sau mâu thuẫn với Triệu Quốc Đống rất sâu. Về sau khi Triệu Quốc Đống làm thường vụ thị ủy kiêm bí thư quận ủy Tây Giang, Mã Nguyên Sinh lại thành quân tiên phong chống đối Triệu Quốc Đống của Nghiêm Lập Dân. Tuy nói thời thế đã khác, Triệu Quốc Đống đã là bí thư thị ủy sẽ không so đo chấp nhặt với Mã Nguyên Sinh. Trên thực tế Triệu Quốc Đống khá hài lòng với công việc của Cục Công an thị xã, nhưng đó là hài lòng về công việc, còn nói đến việc lên chức của Mã Nguyên Sinh sẽ không đơn giản như thế. Mã Nguyên Sinh đã mấy lần tìm Lam Quang, hy vọng Lam Quang có thể làm cầu nối nói giúp một chút. Điều này làm Lam Quang thấy áp lực. Thực ra Mã Nguyên Sinh cũng được, Lam Quang đến Ninh Lăng làm việc thì khi ấy Nghiêm Lập Dân mới lên làm phó bí thư thị ủy, tuy nói có vẻ một tay che trời bên hệ thống chính pháp nhưng Mã Nguyên Sinh là thân tín do Nghiêm Lập Dân đề bạt lại không hề coi thường mình, rất tận tâm tận lực làm việc mình phân công. Vì thế sau khi Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy, Lam Quang cũng cố gắng hòa hoãn quan hệ giữa Mã Nguyên Sinh và Triệu Quốc Đống. Nhất là trong hội nghị lần đó Triệu Quốc Đống không hề khách khí nhằm vào tác phong làm việc của Cục Công an, làm Lam Quang toát mồ hôi. Nếu Triệu Quốc Đống thật sự cách chức Mã Nguyên Sinh để lập uy thì sẽ làm y rất khó xử. Quyển 14, chương 78. Đập nước Đà Khê thuộc địa phận thị trấn Đà Khê, Tào Tập, cách nội thành Đông Giang 15 km. Đây là con đập được xây dựng từ những năm 60 thế kỷ trước. Mặc dù trải qua hơn 40 năm mưa gió nhưng bởi vì được tu sửa thường xuyên nên không bị đọng bùn quá nghiêm trọng, trận bão lịch sử năm 1998 cũng không tạo nhiều ảnh hưởng đối với nó. Diện tích mặt nước mặc dù không thể nói là rất lớn nhưng lại nằm lân cận dãy Hoàng Lĩnh, xe Việt giã tiến vào không có vấn đề gì. Dãy Hoàng Lĩnh cũng tương tự như núi Diệu Phong, núi Hốt Luân, đây là dãy núi một mạch, chỉ là có nhiều ngọn núi cao chạy thẳng về phía Tây, chạy qua phía Nam Tào Tập đi vào địa phận Hoa Lâm. Giản Hồng đến rất sớm, chưa đầy 9 giờ sáng cô đã có mặt ở trên bờ con đập Đà Khê. Làm chủ nhà cô không thể không đến sớm, mà đến cùng với cô còn có Vương Lệ Mai, phó chủ tịch Đông Giang. Bây giờ mặc dù là mùa khô nhưng lượng nước của con đập Đà Khê vẫn không hề thấp, dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu trông rất đẹp. Con đập chứa này đảm bảo nước cho mùa đông xuân cùng với việc gánh vác điều tiết lũ trong mùa mưa. Mạc Đạo Quân hành tảo, canh hữu tảo hành nhân ni. Người đến trước được làm vua, người đến sau phải nhận thua làm thần. Từ phía xa xa có thể nhận ra một chiếc xe Việt giã với biển số địa phương trông rất bình thường nhưng Giản Hồng nhìn cái là nhận ra xe của ai. Vương Lệ Mai ngồi trên xe Cherokee bị lắc lư đến giờ vẫn thấy choáng váng đầu óc. Cô cẩn thận nhìn một chút và cười hì hì nói. Cục trưởng Mã đúng là người cần mẫn. Lão Trương, dừng xe, chúng ta xuống thôi, xe lắc như vậy thì có lẽ bữa sáng cũng phải bay mất. Giản Hồng nói với lái xe. Vâng. Lái xe rất thành thạo dừng xe lại. Bí thư Giản, Chủ tịch Vương, tôi ở đây đợi hai vị. Không cần đâu Lão Trương, anh về trước đi. Đến lúc đó có cần dùng xe tôi sẽ gọi cho anh. Giám đốc và Vương Lệ Mai xuống xe liền vui vẻ hơn đôi chút. Đứng trên núi gió thổi qua mặc dù làm người ta rét run nhưng không khí tươi mát của đồi núi lại làm con người có cảm giác khác. Mã Nguyên Sinh đứng bên cạnh hút thuốc. Từ xa đã nhìn thấy xe Cherokee quay trở lại, rồi y thấy Giản Hồng và Vương Lệ Mai vẫy tay với mình. Đi thôi cục trưởng Mã, anh một mình đứng đây không thấy cô đơn sao? Giản Hồng nắm chặt áo nhung thở ra một làn sương trắng. Hồng tỷ, chỉ sợ bây giờ trong lòng cục trưởng Mã đang rất nóng. Vương Lệ Mai nói vẫn sắc bén như vậy, lúc không có ai hoặc lúc đi riêng cô thường gọi Giản Hồng là Hồng tỷ. Làm phó chủ tịch Đông Giang mấy tháng. Vương Lệ Mai đã nhấm nhấp hương vị khác của vị trí này mang tới.
mặc dù cô đã từng làm trưởng phòng thông tin, tránh văn phòng ủy ban quận nhưng nói thật đó đều là vị trí hầu hạ người khác. Lãnh đạo đơn vị nào mở miệng cô cũng phải chạy theo phục vụ, làm không tốt lãnh đạo lại mắng cho. Nhất là ở Tây Giang tên Tông Kiến trước đây quá háo sắc, luôn muốn tìm cách gây khó dễ cho cô, nếu không được như ý sẽ dùng lời lẽ để châm chọc cô, làm cho Vương Lệ Mai đã không ít lần phải thầm rơi lệ. Cuối cùng hạnh phúc cũng tới, cô nhảy ra khỏi Tây Giang sang Đông Giang, tuy nói Đông Giang nghèo nhưng khởi điểm thấp sẽ dễ đạt được thành tích, hơn nữa do Đông Giang lạc hậu lâu khiến lãnh đạo, cán bộ đều muốn đuổi theo. Hơn nữa bộ máy mới được điều chỉnh, Giản Hồng và Hoắc Vân Đạt cùng tạo bộ máy, hai người không xa lạ gì với Vương Lệ Mai khiến cô như cá gặp nước. Vương Lệ Mai cũng được phụ trách quản lý công việc mà cô thích nhất. Đó là thu hút đầu tư, văn hóa, du lịch, thương mại. Nhất là thu hút đầu tư được tiếp xúc nhiều với bên ngoài nhất, cũng có thể là công việc dễ phát huy bản lĩnh của mình nhất. Vương Lệ Mai làm càng lúc càng thích. Mấy tháng qua mặc dù có mệt nhưng trong lòng lại thoải mái. Hơn nữa làm phó chủ tịch nên Vương Lệ Mai cảm thấy chỉ cần đã hưởng qua thì chỉ sợ cả đời khó có thể quên được. Hư vinh cũng tốt, quan niệm mặt mũi cũng tốt, thích tạo danh tiếng cũng tốt, Vương Lệ Mai cho rằng chỉ cần đạt thành tích thì không sợ người khác nói gì. Cô nghĩ cuộc đời này nếu có thể đứng ở trên cao mới không uổng phí cuộc đời, không cần biết mình đi con đường gì, không cần biết người khác nói gì. Giản Hồng trừng mắt nhìn Vương Lệ Mai cũng biết mình nói hơi quá nên không nói chuyện nữa. Mã Nguyên Sinh đang cố tranh chức bí thư đảng ủy chính pháp không phải bí mật gì, mấy tháng qua Mã Nguyên Sinh đã làm không ít công việc. Nhưng anh làm nhiều hơn nữa chỉ cần bí thư thị ủy không gật đầu thì mọi việc đều vô ích. Hôm nay hẹn bí thư Triệu cùng bí thư Lam ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh như thế này cũng là khá phí công sức. Bí thư Triệu không có nhiều sở thích, uống rượu tuy nhiều nhưng không thích uống. Đánh bài theo như được biết thì Triệu Quốc Đống chưa hề thích chơi trò này. Thời buổi này người không tìm được sở thích là rất hiếm, dù như thế nào cũng phải có một cái. Nhưng Triệu Quốc Đống không chơi bài bạc, nói không phải sợ là do bị người nói mình đánh bạc mà cảm thấy thứ này tốn thời gian. Quan điểm này khá độc đáo và mới mẻ. Giản Hồng lúc ở Hoa Lâm cũng biết quan điểm này của Triệu Quốc Đống. Không phải hắn sợ thua tiền mà là thấy quá lãng phí thời gian. Về phần mọi người ngại nói chuyện đến quan hệ nam nữ, Giản Hồng loáng thoáng biết được Triệu Quốc Đống có quan hệ không rõ ràng với Trình Nhược Lâm kia. Chẳng qua Trình Nhược Lâm đã sớm rời khỏi Ninh Lăng, còn sớm hơn cả khi Triệu Quốc Đống đi, còn thành nữ MC của chương trình cực kỳ nổi tiếng của đài truyền hình Ando, bây giờ hình như không làm MC nữa mà nghe nói tự mở công ty điện ảnh. Không biết Trình Nhược Lâm còn quan hệ gì với Triệu Quốc Đống nữa không? Nhưng có một điều cô có thể khẳng định là lần này về lại Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống trông chững chạc, cẩn thận hơn nhiều, gần như không có tin đồn gì về phương diện này. Nói đi cũng phải nói lại, người đi tới vị trí này đều có sự trầm ổn, đâu dễ bị người túm được nhược điểm. Cục trưởng Mã đến rồi sao? Giản Hồng cười cười bắt tay Mã Nguyên Sinh. Tuổi cao rồi, khó ngủ. Trước 35 tuổi ngủ không biết tỉnh là gì, sau 35 tuổi ngủ không được, lời này quá chính xác. Đến tuổi của tôi đúng là không ngủ được nhiều. Mã Nguyên Sinh khẽ thở dài một tiếng, y và Giản Hồng cũng khá quen. Lúc Giản Hồng làm phó trưởng ban thư ký thị ủy thì cũng phụ trách mảng tiếp dân một thời gian, có không ít qua lại với cục công an. Ồ, cục trưởng Mã, xem anh nói kìa, anh vừa mới độ tuổi trung niên, nói vậy là hơi quá rồi. Giản Hồng cười nói. Cục trưởng Mã tiến bộ thì cũng nên quan tâm nhiều đến công việc Đông Giang chúng tôi. Ý trong câu nói của Giản Hồng, Mã Nguyên Sinh không quá để ý. Việc mình tranh chức bí thư đảng ủy chính pháp là quang minh chính đại, không sợ ai nói gì. Dù sao con người muốn tiến bộ cũng là bình thường mà. Quan hệ giữa quan hệ và Triệu Quốc Đống rất tốt, cũng là một người mà Triệu Quốc Đống đưa từ Hoa Lâm ra. Chức bí thư quận ủy Đông Giang có rất nhiều người chú ý, kéo hơn nửa năm không xác định. Cuối cùng lại để Giản Hồng từ chức tránh văn phòng thị ủy xuống làm. Điều này đủ để nói rõ vị trí của Giản Hồng trong mắt Triệu Quốc Đống. Nếu như có thể làm cho Giản Hồng nói giúp mình vài câu là quá tốt. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc ấy Bí Thư Lam đề xuất gọi cả Giản Hồng theo, Mã Nguyên Sinh cũng đồng ý. Giản Hồng vừa là chủ nhà, thứ hai quan hệ giữa y và Giản Hồng cũng được. Bí Thư Giản, nếu Mã Mỗ thật sự có thể làm được thì cũng là thị ủy tin tôi. Ôi! Chỉ sợ Bí Thư Triệu không coi trọng kẻ thô lỗ như tôi. Mã Nguyên Sinh cười ha hả nói. Giản Hồng cười cười không nói. Lam Quang gọi cho cô đã hiểu ra ý ở trong đó. Lam Quang hẹn Triệu Quốc Đống đến Đông Giang, cô đương nhiên vui vẻ đi cùng.
chủ yếu là Lam Quang muốn cô nói giúp làm cô có chút khó xử. Cô biết đây là do Lam Quang cảm thấy mình có thể nói chuyện được trước mặt Triệu Quốc Đống nên mới thế. Nhưng Lam Quang cũng không biết có một số việc đừng nói là mình, dù là trước đây khi Vưu Liên Hương còn ở Ninh Lăng có nói chưa chắc Triệu Quốc Đống đã chấp nhận. Triệu Quốc Đống có nguyên tắc làm việc của mình, cũng có quan điểm của mình. Các quyết định lớn hắn ít bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng. Cũng may chuyện này người nói chuyện chính là Lam Quang, mình chỉ nói giúp vài câu mà thôi. Nhưng ở chuyện này trừ khi Triệu Quốc Đống muốn để Mã Nguyên Sinh làm bí thư đảng ủy chính pháp, nếu không dù Lam Quang hay Trung Dược Quân có vận động như thế nào cũng không tác dụng gì. Ha ha, Cục trưởng Mã, bí thư Triệu nhìn đúng nhân tài. Cục trưởng Mã có năng lực thì lo gì chứ? Giản Hồng cười nói. An Nguyên chúng ta không phải có câu đợi lâu sẽ có chỗ sao? Ha ha, vậy cảm ơn lời tốt của bí thư Giản. Đúng, bí thư Giản, chồng chị năm nay chuyển ngành phải không? Có muốn làm công an không? Hay là nói với bí thư Triệu một chút đến cục chúng tôi? Mã Nguyên Sinh nói. Quyển 14, chương 79. Giản Hồng hơi động tâm. Mã Nguyên Sinh này đúng là có tin tức nhanh thật. Chồng mình vừa chuyển ngành chưa chính thức phân công công việc. Cô vốn định nhân cơ hội hôm nay nói chuyện với bí thư Triệu xem có vị trí nào thích hợp không. Vậy mà Mã Nguyên Sinh đã biết. Cán bộ bên quân đội chuyển ngành đến địa phương không dễ được bố trí chỗ tốt. Bây giờ chính quyền địa phương thích cán bộ sau khi tốt nghiệp đại học xuống cơ sở công tác hơn. Còn người từ bên quân đội ra lại có cấp bậc cao thì đúng là khó bố trí. Theo quy định thì cán bộ quân đội về địa phương đều là xuống một cấp. Mặc dù là như vậy cán bộ như chồng cô về địa phương cũng phải được bố trí chức phó huyện. Nhưng bây giờ chức phó huyện có quyền còn mấy vị trí trống chứ? Có một vị trí trống là có vô số người nhòm ngó, đâu dễ dàng đến lượt cán bộ chuyển ngành. Đương nhiên tất cả không phải là tuyệt đối, cán bộ từ quân đội về cũng có người được bố trí tốt. Chồng cô trước khi chuyển ngành vẫn suy nghĩ mình có thích nghi với cuộc sống công việc ở địa phương không? Trong quân đội là ngành kỷ luật nên chồng cô cũng dự tính vào cơ quan công an làm. Giản Hồng lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ lại thấy đề nghị của Mã Nguyên Sinh đã đánh trúng suy nghĩ trong lòng mình. Vậy thì tốt quá, Cục trưởng Mã, chồng tôi ở mãi trong quân đội. Quen cuộc sống bên quân đội nên suy nghĩ về làm như thế nào quen với cuộc sống ở địa phương. Nếu như có thể đến cục công an thì có lẽ anh ấy không quá xa lạ, cũng không cảm thấy mất mát nhiều, nhanh quen với công việc mới hơn. Giản Hồng cười đáp lại. Ha ha, chúng tôi rất chào đón. Trong cục có không ít cán bộ chuyển ngành từ quân đội, đều là nhân tài trong cục. Bọn họ được rèn luyện tốt ở quân đội, đi ra có tố chất chính trị tuyệt đối có thể yên tâm. Cục công an chúng tôi cần nhất là tố chất chính trị. Mã Nguyên Sinh đảo đảo mắt rồi nở nụ cười chân thành. Lát nữa bí thư Triệu tới tôi sẽ nói chuyện với bí thư Triệu. Nói thật lão xử lui, cục chúng tôi thiếu một phó cục trưởng phụ trách xây dựng đội ngũ và tư tưởng chính trị. Chồng chị làm chính ủy trong quân đội phải không? Đúng là quá thích hợp. Giản Hồng không thể từ chối cành ô liu mà Mã Nguyên Sinh tung ra. Mã Nguyên Sinh là người khá được, có thể thành tâm thành ý suy nghĩ giúp mình. Đây một phần là mong mình nói giúp y, một phần là do quan hệ của đôi bên. Mình cũng không tiện từ chối ý tốt của đối phương. Cục trưởng Mã, vậy tôi cảm ơn anh. Giản Hồng không nói nhiều vì có những lúc nói nhiều lại mất ý nghĩa. Bí thư Giản nói gì vậy? Chỉ là việc nhỏ mà thôi, tôi phải coi như là cục công an chúng tôi chiêu hiền nạp tướng mới đúng. Mã Nguyên Sinh một bên trả lời một bên quay đầu lại nhìn xuống. Ồ, bí thư Triệu và bí thư Lam đã lên rồi. Triệu Quốc Đống bị Lam Quang kéo mãi nên không thể không đi. Hắn đương nhiên biết Lam Quang thay Mã Nguyên Sinh hẹn mình tới đây câu cá là có ý gì. Ý đồ của Lam Quang và Mã Nguyên Sinh thì hắn hiểu. Nói thật giao chức bí thư kia cho Mã Nguyên Sinh thì hắn cũng yên tâm. Dù sao hơn một năm qua Ninh Lăng có thể phát triển kinh tế nhanh như vậy có một phần nguyên nhân lớn là do ổn định xã hội. Ở điểm này Ninh Lăng tốt hơn nhiều so với Nam Hoa, Hoài Khánh thậm chí Vĩnh Lương. Nhất là ở mảng xây dựng bởi vì Ninh Lăng tiến hành xây dựng cơ sở vật chất với quy mô lớn, Triệu Quốc Đống mới đầu còn có chút lo lắng nên đã gọi Mã Nguyên Sinh đến nói chuyện việc giao dịch công bằng và đề phòng các thế lực xã hội đen tiến vào ngành xây dựng. Mã Nguyên Sinh đã làm khá thành công việc này, mấy tháng liên tục đã diệt trừ vài đám côn đồ trong ngành xây dựng, thậm chí còn có hai tên từ bên Vĩnh Lương sang cũng bị bắt sống. Hơn năm qua Cục Công an liên tục dùng biện pháp mạnh đạt thành tích đáng khen. Phải nói Mã Nguyên Sinh làm cục trưởng cục công an khá xuất sắc. Chức phụ bí thư đảng ủy chính pháp vào tay Mã Nguyên Sinh cũng là hợp tình hợp lý.
Triệu Quốc Đống vẫn chưa quyết định, không phải là muốn làm khó dễ Mã Nguyên Sinh, mà là Triệu Quốc Đống vẫn không cân nhắc được ai sẽ thay Mã Nguyên Sinh làm Cục trưởng Cục Công an. Bí thư Đảng ủy Chính pháp Ninh Lăng không thể do Cục trưởng Cục Công an kiêm nhiệm, đây là điều mà Triệu Quốc Đống xác định. Nói cách khác, Mã Nguyên Sinh có thể tiến vào thường vụ, làm bí thư Đảng ủy Chính pháp nhưng phải từ chức Cục trưởng Cục Công an thị xã. Đây không phải do Triệu Quốc Đống không tin Mã Nguyên Sinh. Nhưng Triệu Quốc Đống vẫn cho rằng thường vụ thị ủy, bí thư Đảng ủy Chính pháp kiêm chức Cục trưởng Cục Công an sẽ có quyền lực quá lớn, nhất là Mã Nguyên Sinh là cán bộ trưởng thành từ Cục Công an. Nếu để y tiếp tục làm Cục trưởng Cục Công an sẽ khiến Cục Công an hình thành một thế giới riêng, dễ xảy ra các vấn đề không cần thiết. Đó không phải điều Triệu Quốc Đống muốn thấy. Trong hệ thống chính pháp, Cục Công an vẫn là một ngành khác thường. Nó có nhân số nhiều, nắm giữ quyền lực hành chính lớn. Trên danh nghĩa nó không bằng viện kiểm sát và tòa án nhưng thực quyền lại hơn hai nơi kia. Thường vụ thị ủy, bí thư Đảng ủy Chính pháp và Cục trưởng Cục Công an khống chế lẫn nhau, có thể ở trình độ nhất định tránh né vài mạo hiểm, rất có lợi cho mình khống chế. Đây là kết luận của Triệu Quốc Đống do hắn từ hệ thống công an đi ra. Triệu Quốc Đống thực ra cũng có một lựa chọn thích hợp cho chức Cục trưởng Cục Công an. Nhưng trước mắt bởi vì đối phương đảm nhiệm vị trí cũng rất quan trọng còn chưa dễ điều động nên Triệu Quốc Đống tạm gác lại. Hắn phải để Lam Quang kiêm chức bí thư Đảng ủy Chính pháp một thời gian, Mã Nguyên Sinh cũng làm Cục trưởng Cục Công an một thời gian. Chẳng qua xem ra cả Lam Quang và Mã Nguyên Sinh đều đã không thể ngồi yên. Triệu Quốc Đống cũng có thể giải thích, dù là ai cũng không dễ dàng gì. Triệu Quốc Đống phát hiện mỗi lần mình ra ngoài giải trí đều gặp vài chuyện như vậy. Ba cô Cổ Tiểu Âu sang Vĩnh Lương gọi cho hắn nói muốn tới Ninh Lăng, hắn cũng không tiện từ chối. Nhưng hôm nay hắn không tiện từ chối lời mời của Lam Quang và Mã Nguyên Sinh. Cũng may mấy cô cũng biết Giản Hồng và Vương Lệ Mai, nhất là Vương Lệ Mai càng quen các cô nên có lẽ cũng nói chuyện vui vẻ với nhau được. Vương Lệ Mai nghe nói mấy người bạn gái của Triệu Quốc Đống tới liền khá phấn khởi. Mấy người ngồi đây cô dù có giỏi nói chuyện cũng không tiện xen lời. Hơn nữa lúc trước nghe Giản Hồng và Mã Nguyên Sinh nói chuyện, cô cũng biết hai người hôm nay có chút chuyện chính cần bàn. Mình hôm nay ở đây khá chán, nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy cô liền kích động bảo Mã Nguyên Sinh cho xe đưa cô về Ninh Lăng chờ mấy người Cổ Tiểu Âu tới. Câu cá bên hồ cũng cần phải có tâm trạng, đập đà khê này có cá dã sinh nên Lam Quang và Mã Nguyên Sinh đều thích câu, nhưng câu được cũng cần có kỹ thuật và kiên nhẫn. Triệu Quốc Đống trên thực tế cũng không thích hoạt động giết thời gian này, nhưng hắn lại hứng thú vì việc Lam Quang đưa ra ý kiến Triệu đi leo dãy Hoàng Lĩnh. Nghe nói trước giải phóng đến những năm 70, 80 thế kỷ trước nơi này vẫn đầy gà hoang, thỏ rừng, chỉ là sau đó người ta săn bắn nhiều nên khiến nó ít đi nhiều. Cũng may mấy năm nay nơi này được bảo vệ nghiêm khắc nên mới dần thấy nhiều thỏ rừng, gà rừng. Trời mùa đông nên nhiệt độ khá thấp, cá cũng lười hoạt động, ít ra ngoài ăn. Chẳng qua đối với hai người giỏi câu như Lam Quang và Mã Nguyên Sinh không có vấn đề gì. Triệu Quốc Đống cũng học theo vứt cần xuống thử vận may. Cả đời này hắn không có mấy lần chính thức đi câu. Chỉ có một lần duy nhất là cùng Phó Bí Thư Tỉnh ủy Dương Thiên Minh khi đó đi câu. Đi câu cùng ai cũng là một vấn đề, giống như hôm nay đi câu với Lam Quang và Mã Nguyên Sinh vậy, bọn họ đi tiếp hắn nhưng hắn lại không quá thích trò này. Bí Thư Triệu, hai năm nay số người của Cục Công an và hai phân cục nội thành về hưu không ít. Cục Công an muốn chiêu mộ thêm một nhóm cảnh sát mới để phong phú ở cơ sở. Sở Công an cũng đã đồng ý, chỉ xem năng lực thừa nhận của tài chính thị xã chúng ta. Tôi cảm thấy tài chính của thị xã không thể không giúp đỡ bên Cục Công an. Theo kinh tế Ninh Lăng chúng ta phát triển dân cư lưu động ở nội thành tăng nhiều, nhất là bên khu Giang Đông và khu khai phát tăng trưởng nhanh. Mặc dù tình hình an ninh trật tự hiện nay khá tốt nhưng nó vẫn là áp lực lớn đối với cơ sở. Cục Công an muốn thành lập phân cục mới ở khu khai phát và khu Giang Đông. Lam Quang dựa lưng vào ghế rồi bắt đầu tìm kiếm đề tài thích hợp. Quyển 14, chương 80. Đây là chuyện tốt. Chẳng qua phải thành lập một phân cục công an thì nếu như không có chỗ dựa hành chính thì sợ rằng rất khó triển khai công việc. Triệu Quốc Đống cảm nhận ánh nắng ấm áp chiếu vào mình rồi lạnh nhạt nói. Tôi nghe nói cơ quan công an đang cải cách thể chế, phổ biến thành lập điển hình. Lão Mã, có chuyện này không? Mã Nguyên Sinh không ngờ bí thư thị ủy lại có kiến thức rộng như vậy, quan điểm cũng mới mẻ độc đáo như vậy. Không ngờ ngay cả vài nơi tiến hành thí điểm mà cũng biết. Bí thư Triệu. Thí điểm này chủ yếu ở các thành phố phát triển ở khu vực duyên hải nước ta. Khu vực đất liền chúng ta chưa thí điểm nhiều. Việc này chính là mở rộng đồn công an,
hoặc là nói rút lại phân cục, càng nhiều là tăng thêm công năng phục vụ, đó là chuyện khá mới ở tỉnh ta. Mã Nguyên Sinh vội vàng tiếp lời, y không hiểu suy nghĩ thật của Triệu Quốc Đống. Lão Mã, chẳng lẽ Ninh Lăng chúng ta không thể đi trước toàn tỉnh? Ninh Lăng chúng ta phát triển nhanh, năm nay đứng đầu toàn tỉnh. Tại sao chúng ta không thể đi đầu về phương diện khác? Tư tưởng không nên bảo thủ như vậy. Triệu Quốc Đống không nhìn Mã Nguyên Sinh mà tiếp tục nhìn mặt nước. Mã Nguyên Sinh đổ mồ hôi. Tư tưởng bảo thủ nếu bị đối phương nhận định thì về cơ bản mình không có hy vọng làm bí thư đảng ủy chính pháp. Y vội vàng cầu cứu nhìn sang Lam Quang. Lam Quang thở dài một tiếng. Lão Mã đúng là trong cuộc nên loạn. Ngay cả chuyện này cũng không nghe ra được. Triệu Quốc Đống nếu nói như vậy nhất định là muốn có ý đổi mới. Bây giờ khi kinh tế Ninh Lăng đang phát triển, các công việc khác đương nhiên cũng cần có điểm sáng. Sao Mã Nguyên Sinh lại không hiểu cơ chứ? Bí thư Triệu, 1-2 năm nay Cục Công an và hai phân cục nội thành có nhiều người nghỉ, lực lượng cảnh sát ít. Cục Công an thị xã nếu đây là muốn nhân danh nghĩa thành lập phân cục mới để thêm biên chế, cách làm ở khu vực Duyên Hải mới là thí điểm, sợ rằng phải trưng cầu Sở Công an đồng ý vì nó liên quan đến việc cải cách cơ chế vận hành của cơ quan công an. Ngoài ra cũng cần đến khu vực Duyên Hải học tập cách làm của bọn họ. Lam Quang nói giúp Mã Nguyên Sinh một chút. Y nói cũng có lý, cải cách cơ chế cảnh sát không phải là điều mà thị ủy, ủy ban Ninh Lăng có thể quyết định được. Nó liên quan đến sự chuyển biến vận hành của cơ quan công an, toàn tỉnh cần có sự bố trí thống nhất, không phải Ninh Lăng muốn đổi là được. Ừ, việc này cần phối hợp với Sở Công an, nhưng tôi cảm thấy Ninh Lăng chúng ta có thể đi trước toàn tỉnh, không nhất định khi tỉnh xác định làm nơi thí điểm, Ninh Lăng chúng ta mới có thể đi trước. Ở điểm này Lão Mã, anh cần chủ động báo cáo với lãnh đạo Sở. Tranh thủ được bọn họ ủng hộ. Tôi cảm thấy Ninh Lăng chúng ta có đủ điều kiện để tiến hành thí điểm. Triệu Quốc Đống bỏ cần và nói. Bí thư Triệu, ngài vừa nhắc tôi cũng hiểu. Mã Nguyên Sinh vội vàng nói. Bí thư Triệu, thí điểm cơ chế cảnh vụ cũng cần tài chính. Tôi thấy Lão Cố còn khó hơn cả thị trưởng Liên Hương trước đây. Từ khi Lão Cố phụ trách tài chính thì đúng là không dễ lấy được tiền, có không ít cục oán giận Lão Cố. Lam Quang nửa đùa nửa thật nói. Thắt chặt một chút cũng là việc tốt, nếu không anh chỉ cần thả lỏng thì nó sẽ tan rã như lâu đài cát. Nhưng có những lúc cần dùng đến tài chính thì chúng ta cũng không thể keo kiệt. Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm về phía trước nói. Ha ha, ai cũng nói công việc của mình quan trọng mà. Còn phải xem người ký tên khống chế chừng mực mà thôi. Lam Quang ám chỉ một chút. Triệu Quốc Đống không đáp lời, cũng không biết sức chú ý đặt vào cần câu hay là hắn giả vờ không nghe thấy. Chỉ thấy Triệu Quốc Đống đột nhiên kêu lên một tiếng. Có rồi. Một con cá nặng khoảng 3-4 cân bị rượt lên kéo theo một vòi nước. Câu được con cá làm Triệu Quốc Đống khá vui vẻ. Nói thật ngồi hơn nửa tiếng mà không có con cá nào đớp mồi đúng là làm hắn khó chịu. Triệu Quốc Đống không thích đến mấy nơi giải trí, đó là điều mà Lam Quang và Mã Nguyên Sinh đều biết. Hai người cũng hay gặp Triệu Quốc Đống nhưng chủ yếu là vì công việc, cùng lắm là ăn bữa cơm rồi nói chuyện công việc mà thôi. Còn đây là lần đầu tiên đi với tư cách cá nhân này. Đây là đột phá hiếm có đối với Mã Nguyên Sinh. Vương Lệ Mai cùng ba cô Cổ Tiểu Âu đến gần 12 giờ mới lên tới nơi. Lúc này đám người Triệu Quốc Đống cũng đã câu cá xong. Có hai đầu bếp chuyên nghiệp được gọi lên nấu ăn cho mọi người. Mấy người còn lại ngồi sang bên ngồi chơi, nói chuyện vui vẻ. Một con hoẵng đã sớm được lột ra và nấu. Nơi này có nhà hàng phục vụ cung cấp các loại thỏ, gà rừng. Bọn họ được cấp giấy phép, chủ yếu là các loại thỏ, gà rừng được thuần hóa. Ngoài ra nơi này còn cung cấp cả con hoẵng toàn thân có 90% là thịt lạc, chúng ăn chủ yếu là cỏ trên núi nên giá khá đắt, một cân từ 40 đến 50 tệ, một con có giá trên 2-3 ngàn tệ nhưng cung vẫn không đủ cầu. Nhà hàng Mao Bình này cũng có lịch sử nuôi con hoẵng, thỏ rừng. Ban đầu dùng các loại bẫy để bắt, bởi vì năng lực sinh sản của con hoẵng mạnh nên chỉ tầm tuổi là bán được. Vì thế dần dần nhà hàng chuyển sang nuôi và nó nhanh chóng thành đặc sản của nhà hàng. Nhà hàng ban đầu nuôi theo lượng khách đặt hàng, về cơ bản không cung cấp ở địa phương mà bán sang Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, An Đô, Trùng Khánh. Ở Ninh Lăng người có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Nhân viên nhà hàng rất nhanh chóng bắc giá nướng lên sau đó bôi hương liệu lên, đưa lên giá nướng. Mấy cô Cổ Tiểu Âu đều rất thích thú với việc ăn dã ngoại như thế này. Hưng phấn đến độ mắt sáng rực lên, tay vung vung.
Lam Quang và Mã Nguyên Sinh thấy thế không khỏi nhìn nhiều một chút và cảm thấy mấy cô em của Triệu Quốc Đống hình như chưa từng tham gia các hoạt động như thế này bao giờ. Ở trên núi mặc dù ngồi cạnh bếp lửa nhưng gió vẫn khá rét, mấy cô bé vì muốn mặc đẹp nên ít ấm. Cổ Tiểu Âu mặc chiếc áo lông, bên ngoài có thêm một áo khoác ngắn, bên dưới là chiếc quần jean bó chặt bờ mông căng tròn và đôi chân thẳng. Kiều San càng đẹp hơn, trời lạnh như vậy mà bên dưới chỉ đi quần tất và váy ngắn. Chỉ có Đồng Úc là bảo thủ một chút, mặc một chiếc áo khoác có cổ chữ V khá sâu lộ ra chiếc áo len bên trong, trời lạnh như vậy mà vẫn thấy rõ khe ngực. Không biết cô có phải là bị Cổ Tiểu Âu và Kiều San ảnh hưởng nên ăn mặc như vậy không? Cũng may còn có chiếc khăn lụa trên cổ nhưng cũng không biết nó có tác dụng chống lạnh hay không nữa. Gió núi thổi tóc ba cô gái bay loạn, Kiều San còn bị sổ mũi. Đầu bếp biết ý nấu bát canh gừng đưa cho các cô uống, uống xong người cũng ấm lên không ít. Hơn nữa mùi mỡ chảy từ thịt nướng thơm đến mê người làm mọi người thèm thuồng. Triệu Quốc Đống và Đồng Úc càng hăng hái làm mấy con cá câu được lúc nãy. Mổ cá, lấy mang, sau đó ướp ngừng, bỏ vài thứ vào bụng, sâu cá đặt lên bếp nướng, rất nhanh mùi cá nướng bay ra. Đầu bếp nhà hàng chuẩn bị khá đầy đủ, lấy các loại gia vị trải lên tấm ni lông to, sau đó biết ý chào khách và rời đi. Lái xe của Mã Nguyên Sinh cũng đã mang bia và đồ uống từ xe Việt dã xuống, đương nhiên cũng có hai chai Ninh Thuần đặc biệt. Đã lâu không tự mình làm, Đống ca, Hồng tỷ, Lệ Mai tỷ, em cắt thịt cho mọi người. San San, bà lấy bát của mọi người lại đây, một người hai con cá nướng, một miếng thịt. Lam ca, Mã ca, tất cả mọi người phải hoàn thành nhiệm vụ của mình đó. Cổ Tiểu Âu hưng phấn vung vung con dao cắt thịt trong tay lên. Khuôn mặt trắng nõn không biết vì ngồi gần đống lửa hay vì kích động mà đỏ ửng lên. Lam Quang và Mã Nguyên Sinh nhìn nhau. Cô em này của bí thư Triệu trông như người nước ngoài, chẳng qua lại nói chuyện đúng khẩu âm Ando. Cô bé này nhỏ hơn mình 20, 30 tuổi mà dám gọi mình là Mã ca, Lam ca sao? Chẳng qua nhìn bí thư Triệu khá vui vẻ, Lam Quang và Mã Nguyên Sinh đều thấy thoải mái. Trong hoàn cảnh như thế này rất dễ kéo gần quan hệ cá nhân. Không chừng sau bữa ăn đồ nướng này sẽ có lợi hơn bình thường anh làm đủ chuyện nhiều. Cơ hội này nhất định phải nắm chắc. Quyển 14, chương 8-11. Miêu ca, mùi thịt nướng từ đâu truyền sang vậy, thơm thật. Mẹ nó chứ, làm tôi phải chảy nước miếng, ở đâu thế? Mẹ kiếp, cái mũi của cậu thính như chó vậy, nhìn khói từ bên kia kìa, qua xem một chút. Tiếng ồn ào từ sườn núi bên kia vang lên làm mọi người đang ăn vui vẻ không nhịn được khẽ nhíu mày. Tuy nói có thêm ba người Cổ Tiểu Âu, nhưng ba người khá hòa hợp với Vương Lệ Mai, Vương Lệ Mai cũng biết cách ăn mặc. Tuy nói cô ở Ninh Lăng nên không thể bằng mấy người Cổ Tiểu Âu nhưng bình thường cũng đều chọn các loại mốt mới nhất ở Ninh Lăng, một năm, nửa năm cũng sẽ dành thời gian lên An Đô hoặc là Bắc Kinh, Thượng Hải để đi dạo mua sắm một lần. Hơn nữa Vương Lệ Mai giỏi nói chuyện nên không khó để làm ba cô Cổ Tiểu Âu vui vẻ. Bốn nam thanh niên dẫn theo hai cô gái xinh đẹp xuất hiện trên sườn núi nhìn xuống thấy một đám người đang ăn uống vui vẻ. Triệu Quốc Đống nhìn qua rồi không quá để ý, Lam Quang và Mã Nguyên Sinh cũng đã gặp nhiều việc nên cũng không thèm để ý đến đối phương, vẫn ngồi đó mà ăn. Sáng nay mọi người dậy sớm uống cốc sữa, chiếc bánh bao nên sớm đói bụng. Bây giờ đồ nướng ngon như vậy nên đương nhiên không ai khách khí cả. Hơn nữa hai cô gái xinh đẹp Cổ Tiểu Âu, Đồng Úc cắt thịt. Đưa tới tay cho thì càng làm người ta thêm muốn ăn. Ồ, thật là có người nướng thịt rừng đó chứ. Là con hoãng phải không? Bảo sao lại thơm như vậy? Chu Tam, bạn của cậu không phải nói trên núi sớm không còn thỏ rừng sao? Sao đám người này lại có? Một người đàn ông cao gầy mặc đồ ra nhìn người đàn ông béo ở bên cạnh. Mấy người bạn của cậu làm gì vậy hả? Có phải định diễn trò không thế? Người đàn ông béo mặt xa sầm lại một chút nói. Chu lão ngũ. Mẹ nó chứ, anh là người địa phương, không phải nói ở đây sớm không còn con hoãng sao? Vậy những người này lấy con hoãng từ đâu? Anh có phải muốn tôi mất mặt với Miêu ca không hả? Mấy người đàn ông cao to phía sau nhìn qua là biết người dân địa phương, nhất là một người nói với giọng thuần Ninh Lăng lên tiếng. Khâu ca, không phải đâu. Tôi hỏi bận bên này, bọn họ nói hoãng ở đây khó kiếm, hơn 10 năm trước thì có, 2 năm nay đâu có. Tôi đâu dám lừa anh. Ai biết đám người này kiếm từ đâu chứ? Không chừng là dê thì sao? Mày lừa tao à? Chẳng lẽ tao ngay cả thịt hoãng và thịt dê cũng không nhìn ra sao? Mày nhìn cái móng kia xem là dê ư? Họ Chu đi tới, ánh mắt đầu tiên nhìn thẳng vào người y và Kiều San.
chiếc áo ngoài của Kiều San đã được cởi ra, một chiếc áo len đỏ bó sát người càng làm ngực cô thêm cao út, làn da trắng nõn cùng má lúm đồng tiền đỏ hồng trông rất đẹp. Họ Chu thấy vậy không khỏi ngẩn ra, mùi thịt hoắng cùng với vẻ hấp dẫn của Kiều San làm y thiếu chút nữa chảy nước miếng. Nhìn họ Chu như vậy, mấy người Triệu Quốc Đống đều có chút khó chịu. Hơn nữa người này tùy ý đi tới không coi ai ra gì, bây giờ lại nhìn chằm chằm vào phụ nữ không chớp mắt nên dù là ai cũng không nhìn được. Thằng kia, cậu biết cậu nhìn gì thế không hả? Có biết giáo dục không? Mã Nguyên Sinh xuất thân cảnh sát hình sự nên nói chuyện cũng có chút mùi giang hồ. Ồ, con chó kia, tao giẫm vào đuôi mày hay ngủ với con gái nhà mày? Ông muốn nhìn ai thì nhìn, ảnh hưởng mẹ gì đến mày? Tao nhìn nhiều một chút là để mắt đến à? Chẳng lẽ mày là trâu già còn có thể gặm cỏ non? Cẩn thận mệt chết đó. Lời nói này quá độc ác, chẳng những mắng Mã Nguyên Sinh còn kéo cả Kiều San vào. Kiều San tức giận vung tay lên tát nhưng họ Chu sớm để phòng túm được. Y cười hì hì nói. Cô bé, đi chơi với mấy thằng nhà quê này làm gì, đừng phí tuổi trẻ của mình. Đi theo mấy anh đi, muốn gì có đó. Mấy người Triệu Quốc Đống ăn mặc khá đơn giản. Triệu Quốc Đống mặc chiếc áo khoác dày, Lam Quang cũng tương tự như Triệu Quốc Đống. Mã Nguyên Sinh còn mặc bộ đồ Âu phục cũ nên nhìn qua đúng là có vẻ giống người nhà quê. Triệu Quốc Đống thấy mặt Kiều San tái mét lại vì dễ thoát khỏi tay đối phương. Nhưng tay kia của họ Chu còn đưa ra định giở trò. Triệu Quốc Đống cũng không muốn nói gì mà nghiêng người vung chân đập thẳng vào bắp chân đối phương. Đánh hay, anh, phải dạy cho bọn thối miệng này một trận. Y cũng xoay người sang vỗ tay khen hay. Thậm chí còn định lao tới trước để ra tay. Cũng may Đồng Úc phản ứng nhanh kéo cô lại. Họ Chu không ngờ Triệu Quốc Đống phản ứng nhanh như vậy, không một tiếng động ra tay nên y không kịp đề phòng ngã ra sau, đồng thời cũng bỏ cổ tay Kiều San ra. Y gào lên. Bọn mày còn chờ gì, đánh cho tao, không cho thằng chó này một trận đến mẹ nó không nhận ra nó thì tao không phải họ Chu. Thấy họ Chu bị thiệt, mấy tên kia vội vàng lao lên giúp đỡ. Nhưng thật ra thằng thanh niên và hai cô gái chỉ lạnh lùng đứng bên nhìn. Mã Nguyên Sinh cả đời ở Ninh Lăng chưa từng gặp việc này. Nghe giọng họ Chu là người Ando, tên đằng sau hình như là giọng ngoại tỉnh nhưng mấy tên xông lên đúng là người Ninh Lăng, không ngờ còn có người muốn vây đánh mình và bí thư thị ủy Ninh Lăng, đúng là trò cười cho thiên hạ. Nhưng lúc này bên mình có ba người, đối phương có 6-7 người vừa nhìn là biết đám ngoài xã hội. Nếu đánh nhau thì mấy người đàn ông bên mình không sợ nhưng mấy cô gái chưa chắc thoát thân được. Ồ, đánh với tội phạm cả đời, hôm nay còn gặp phải chuyện bị côn đồ vây đánh. Mã Nguyên Sinh tức giận nói. Dừng tay Chu Tam. Tên thanh niên phía sau nhìn mấy người một chút, y thoáng dừng trên người ba cô y lâu một chút. Tất nhiên nhìn ba cô gái dáng như người mẫu làm y rất rung động. Ở nơi hoang dã này mà có thể gặp các cô gái đẹp như vậy, từ dung mạo, khí chất đến trang phục đều hơn xa hai cô bạn gái mình mang từ Ando đến. Mà hai cô này đều là nữ tiếp viên hàng không thuộc diện xuất sắc nữa chứ. Miêu ca, anh đừng quản việc này. Hôm nay tôi nếu không đánh cho thằng này một trận tôi không phải họ Chu. Mẹ nó chứ, từ khi tôi ra đời đến giờ chưa ai dám làm như vậy với tôi. Họ Chu mặt mày đầy hung tợn nói. Y vừa xoa đùi vừa trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Được rồi mấy vị. Như vậy các vị để con hoắng cùng gia vị lại, mọi người đi, chúng tôi hôm nay đi nửa ngày cũng đói rồi, ở đây ăn một chút. Hôm nay coi như người anh em của tôi bị oan một cú đá thế nào. Vẻ kiêu ngạo của họ Miêu làm Triệu Quốc Đống và Lam Quang thấy khó chịu. Thằng này vừa nhìn qua là biết con nhà quan chức, y nhìn thẳng vào Triệu Quốc Đống và Lam Quang vì có thể nhận ra hai người là cầm đầu trong đám người. Chẳng qua Triệu Quốc Đống tuổi nhỏ một chút nên y không chắc là ai mới là chủ bên phía đối phương. Miêu ca, không thể, tôi cứ bị một cú đá như vậy sao? Trên đời đâu có chuyện như vậy, bọn chúng không? Họ Chu kêu lên. Chu Tam, sao, còn cần người ta trả mấy ngàn cho anh sao? Anh thiếu chút tiền đó sao? Họ Miêu lạnh lùng nói. Đừng có chấp nhặt với đám người này, chúng ta cũng không phải người cùng đường với chúng. Họ Chu còn định nói gì đó nhưng bị đối phương trừng mắt nhìn nên lẩm bẩm nói. Ít nhất cũng phải bắt bọn nó xin lỗi chứ. Tôi bị một đá đến giờ vẫn còn đau. Vậy cũng được, các người xin lỗi một câu coi như không có chuyện gì. Các người muốn ở lại ăn cũng được. Họ Miêu đảo mặt nhìn lướt qua mấy cô y, ngực y đang đập rất mạnh, môi mím lại trông khá mê người. Triệu Quốc Đống tức quá hóa cười. Đối phương đúng là có chút lai lịch nhưng không nên ngông cuồng như vậy chứ. Cái tính cách này không biết là con nhà quan lớn nào nữa.
Triệu Quốc Đống không phải chưa gặp đám con cháu gia tộc trên Bắc Kinh, đúng là có một số kẻ không chịu làm ăn gì, chỉ biết phá. Nhưng người ta căn bản sẽ không ra vẻ như thế này, nếu muốn đấu thì có đủ cách, đủ nơi để người ta thể hiện, chứ việc gì phải tác oai tác quái như thế này. Nhưng hắn cũng thấy họ Miêu kia trông khá quen mặt như gặp ở đâu đó. Nhưng hắn lại không có ấn tượng về người này, điều này làm hắn có chút tò mò. Quyển 14, chương 82. Hừ, mấy người nằm mơ giữa ban ngày à? Không nhìn mình là như thế nào sao? Không ai dẫm lên đuôi các người để các người như kẻ điên chạy tới. Đúng là hàng năm luôn có việc lạ, năm nay đặc biệt nhiều. Cũng không biết từ đâu chạy đến mấy thằng sinh ra không ai nuôi tới đây dương oai diễu võ. Sao, con hoáng này thả chúng tôi ném xuống nước cho cá, ném vào rừng cho chó cũng không cho mấy con chó không có mắt ăn. Tôi muốn xem các người có thể làm như thế nào. Vương Lệ Mai nhìn mấy tên kia không coi ai ra gì, chỉ trỏ tay chân mà rất tức giận. Vì thế cô mới tức mình nói. Mai tỉ mắng rất hay, đúng là không biết trong đầu đám người này có gì nữa. Nghĩ rằng mình là bí thư tỉnh ủy hay lãnh đạo chính phủ sao? Núi này là nhà các người mua thầu sao? Kiều San lúc này đang xoa tay và nói. Trên cổ tay cô còn hằn rõ hai vệt xanh vì vừa bị cầm. Nói rất đúng. Cũng không biết đám này từ đâu chui ra nữa, cũng không biết bố mẹ chúng dạy dỗ chúng như thế nào nữa. Mã Nguyên Sinh cũng rất tức giận, y làm cục trưởng cục công an đã nhiều năm mà chưa bao giờ gặp kẻ ra lệnh với thái độ này như vậy với mình. Không ngờ còn bảo mình cút đi nữa chứ. Nghe thấy đối phương không thèm để ý tới mình, họ Miêu Sa sầm mặt lại. Tên họ Chu cũng lộ rõ vẻ hung dữ. Tốt rồi, Miêu ca cho bọn mày cơ hội mà bọn mày không nhận, vậy đúng là điều tao đang mong. Y liếc nhìn họ Miêu thì thấy đối phương đã xoay mặt đi có vẻ như không muốn để ý bên này nữa, y hiểu ý ngay. Đạm cho tao, đánh chết thằng danh con kia, đánh cho mẹ nó không nhận ra nó. Nói xong họ Chu lao lên trước tiên nhằm thẳng vào Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống vốn đang có tâm trạng tốt bây giờ đã mất hết. Lại nghe đối phương mắng mình, hắn đâu nhịn được nên cũng muốn ra tay cho đối phương một bài học. Hổ không ra uy nên bị người nghĩ là mèo bệnh. Quan làm càng lớn, cơ hội ra tay càng ít, ở phương diện này không được thoải mái bằng khi hắn còn làm công an ở đồn công an Giang Miếu, gặp một đám hổ báo là đánh thoải mái. Họ Chu rõ ràng cũng tập võ vài năm, đừng nhìn y béo nhưng khá linh hoạt, vung tay vung chân cũng có chút khí thế. Chẳng qua đối với Triệu Quốc Đống từ cơ quan công an đi ra thì đâu đáng gì. Mặc dù mấy năm nay hắn làm quan càng lúc càng lớn nhưng quyền không rời tay, một thân quyền cước không bị suy giảm. Mỗi ngày đều kiên trì tập luyện. Hôm nay gặp gỡ cơ hội để ra tay, hắn sao có thể bỏ qua được. Dù sao đối phương bây giờ cũng không có ai nhận ra mình, đánh cũng không sao cả. Nếu bị đánh coi như mình không bằng người ta, hắn tin rằng đối phương cũng có tâm lý như thế. Ở nơi hoang vu này đánh xong là vỗ mông rời đi, anh có thể tìm được người ta sao? Vì thế chẳng bên nào nương tay cả. Nhìn họ Chu lao lên trước, mấy tên phía sau cũng nhao nhao lao theo. Hiện trường trở nên hỗn loạn. Bát đĩa rất nhanh vỡ vụn, Vương Lệ Mai cũng vội vàng kéo Cổ Tiểu Âu sang bên định gọi điện báo cảnh sát nhưng đã bị Cổ Tiểu Âu ngăn lại. Cổ Tiểu Âu biết công phu của Triệu Quốc Đống, đối phó mấy người là đơn giản. Hơn nữa nhìn Triệu Quốc Đống thì cô biết hắn không muốn làm lớn chuyện. Vẫn là Cổ Tiểu Âu hiểu rõ Triệu Quốc Đống, nếu không muốn đánh nhau thì hắn có đủ cách ngăn lại. Nhưng thứ nhất hắn tức giận muốn phát tiết, bây giờ tìm được cơ hội để ra tay thì sợ gì chứ? Đánh xong rồi chạy, ai có thể chứng minh hắn tham gia đánh nhau, dù sau này có người nghi ngờ thì cũng phải có chứng cứ mà. Tránh một đấm của họ Chu, Triệu Quốc Đống cũng không muốn dây dưa nhiều mà vung tay đấm vào bụng dưới đối phương. Họ Chu tuy béo nhưng không chịu nổi đòn mạnh của Triệu Quốc Đống nên khụm xuống. Hai tên khác thấy thế cũng vội vàng xông lên vây lấy Triệu Quốc Đống. Nhìn đối phương lao lên, Mã Nguyên Sinh cũng không chịu được. Tuy tuổi không nhỏ nhưng tính cách của Mã Nguyên Sinh không hề đổi. Nhìn bí thư thị ủy tự mình ra trận, y làm cục trưởng cục công an sao có thể nấp phía sau. Như vậy chức bí thư đảng ủy chính pháp của mình coi như không có hy vọng. Mã Nguyên Sinh lên, Lam Quang cũng chỉ có thể lên theo. Y đã hơn 40, cũng đã là phó bí thư thị ủy mà còn phải tham gia đánh nhau như thế này. Đây là chuyện Lam Quang chưa bao giờ nghĩ tới vậy mà nó lại thành sự thật. Nhưng anh không lên thì cũng không thể để bí thư thị ủy và cục trưởng cục công an lên phía trước mà. Hơn nữa gặp chuyện này mà anh lui ở phía sau chỉ sợ cũng bị mấy người phụ nữ phía sau không coi vào đâu. Lam Quang thầm mắng một câu và đành phải lao tới.
Bây giờ không có cơ hội gọi đám thư ký lái xe ở chân núi lên, nhưng nếu đánh nhau mà người ngoài thấy thì sẽ nghĩ như thế nào? Triệu Quốc Đống đã có rất nhiều năm không đánh nhau như thế này. Tuy nói đối phương có mấy người vây hắn nhưng hắn càng lúc càng hưng phấn, dù cho chúng hai đấm vào eo cũng không thấy đau. Một tên lao tới ôm thắt lưng hắn, một tên khác ôm đầu hắn dùng đầu gối đánh, chiêu nào cũng manh. Hắn đương nhiên cũng không chịu đứng yên bị đánh, khuỷu tay đánh ra dễ dàng đánh ngã tên ôm eo hắn, ngoài ra cũng vung tay chặn tên còn lại, sau đó đánh một đấm vào bụng đối phương, làm đối phương cuộn tròn trên mặt đất. Bên này hai mắt Mã Nguyên Sinh đã thâm lại, đối phương không vì hắn trông già mà bỏ qua. Mã Nguyên Sinh mặc dù lúc còn trẻ đã tham gia quân đội nhưng đã về hơn 20 năm, gân cốt kém nhiều. Chỉ vài hiệp đã thấy sức lực không đủ. Lam Quang cũng không tốt hơn, tuy nói lên cuối cùng chỉ có một đối thủ nhưng đối phương chiêu rất độc, vài cú đã làm mặt Lam Quang sưng lên. Nếu như không phải Triệu Quốc Đống đuổi tới đánh ngã đối phương xuống đất, chỉ sợ người ngã đầu tiên là Lam Quang. Triệu Quốc Đống rất nhanh giải quyết bốn tên vây lấy mình, sau đó đánh ngã tên đánh Lam Quang, lúc này mới tăng viện cho Mã Nguyên Sinh. Hắn vung chân đạp trúng sườn đối phương làm y lăn ra ngoài vài mét, thiếu chút nữa còn ngã lăn xuống sườn núi, may là có bụi cây chặn, nếu không lăn xuống có khi xảy ra án mạng. Mã Nguyên Sinh cũng tốn rất nhiều sức lực mới đánh được một tên khác ngã xuống mặt đất. Chẳng qua Triệu Quốc Đống thấy tên họ Miêu, họ Chu và hai ả phụ nữ đã sớm chạy ra ngoài vài chục mét gọi điện. Hắn biết không hay, xem ra đối phương còn có người chờ bên dưới, nếu không sẽ không đứng đợi ở đây như vậy. Hiện trường lúc này rất lộn xộn, cũng may cũng không có gì. Triệu Quốc Đống vội vàng bảo mấy cô gái mau chạy đi, nếu đối phương thêm mấy người nữa lên thì dù có gọi đám thư ký, lái xe lên cũng thành khó giải quyết. Sau khi đánh nhau xong, Triệu Quốc Đống mới cảm thấy mình hơi xúc động, vì thế cũng biết nên chạy. Lam Quang và Mã Nguyên Sinh cũng nhận ra điều này. Mấy người phụ nữ thấy bên mình thắng nhưng vội vàng chạy, liền đoán được gì đó nên cũng chạy theo. Bên phía đối phương cũng nhanh chóng có phản ứng, lập tức đuổi theo. Chạy một mạch xuống sườn núi, xe của Mã Nguyên Sinh và Lam Quang đỗ cạnh nhau, thấy đối phương đuổi xuống, mọi người vội vàng lên xe rồi bảo lái xe mau chạy. Lái xe của Mã Nguyên Sinh và Lam Quang chờ bên dưới không biết là có chuyện gì, nhưng thấy lãnh đạo chạy xuống, lên xe rồi bảo chạy gấp nên đâu dám chậm trễ. Hai lái xe đều khởi động máy chạy như điên. Hai xe Việt dã cuốn theo một đống bụi rời đi, họ Chu chạy xuống dưới không đuổi kịp thì rất tức giận nói. Miêu ca, tôi nhớ biển số rồi, tôi lập tức sai người điều tra xem đám đó từ đâu chui ra. Họ Miêu xa sầm mặt lại nói. Chu Tam, tôi thấy đám người này có lai lịch không đơn giản, mấy người này không giống làm kinh doanh mà giống người trong quan trường. Ha ha, Miêu ca, vậy không quá tốt sao? Về nói với lão gia tử nhà anh một câu là xử lý được ngay nơi nhà quê Ninh Lăng này mà. Mắt họ Chu sáng lên nói. Không chừng còn có tác dụng đối với chuyến đi này của chúng ta đó. Quyển 14, chương 83. Hai xe lao đi thật nhanh khiến người trong xe đều kêu lên sợ hãi. Triệu Quốc Đống ngồi xe của Mã Nguyên Sinh. Lên xe cùng Triệu Quốc Đống còn có Đồng Úc cùng Kiều San, Cổ Tiểu Âu cùng với Giản Hồng, Vương Lệ Mai lên xe Lam Quang. Nếu lúc này mọi người bị người ngoài thấy còn không biết đã đi làm việc gì vụng trộm kinh thiên gì nữa. Mặc dù là xuống núi nhưng từ con đập đi xuống đường vẫn khá gập ghềnh, đường không dễ đi. Tốc độ xe lại khá nhanh khiến mọi người bị lắc lư rất nhiều. Kiều San bị nảy lên đặt mông ngồi xuống trên tay Triệu Quốc Đống làm cô thiếu chút nữa kêu lên. Cô mặc váy ngắn vì muốn đẹp, muốn pong độ, bên trong váy mặc chiếc quần tất bó sát người. Vì thế vừa đặt mông ngồi xuống. Bờ một nằm thẳng trên mu bàn tay Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cũng không chú ý mấy. Xe quá lắc khiến hắn một tay vịn cửa xe, tay kia đặt trên ghế. Xe nghiêng sang trái, Kiều San bị nảy lên, tay hắn cũng trượt về bên trái nên mới trùng hợp như vậy. Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ đang định thu tay lại nhưng bởi vì nãy chạy quá nhanh khiến ngực Kiều San đập phập phồng trông rất đẹp. Hơn nữa Mã Nguyên Sinh đỏ mặt quay lại nhìn hắn đầy oán trách khiến hắn không biết sao run lên trong lòng. Tay đang định lui lại thì bây giờ đưa tới khẽ véo mông Kiều San. Cái véo này làm Kiều San thiếu chút nữa kêu lên, nhất là khi thấy ánh mắt uy hiếp của Triệu Quốc Đống càng làm cô hoảng loạn. Mấy năm qua Kiều San vẫn mâu thuẫn, cô không thoáng như Cổ Tiểu Âu, cũng không sống nội tâm như Đồng Úc, có chuyện gì cũng không chỉ giữ trong lòng. Đúng bởi vì tâm trạng này khiến cô rất đau lòng. Có mấy lần lãnh đạo, đồng nghiệp giới thiệu đối tượng cho cô, nhưng các lần gặp mặt cô đều vô thức so sánh với Triệu Quốc Đống. Dù là về bề ngoài, tính cách, khí độ,
giọng điệu đều muốn so sánh với Triệu Quốc Đống một lần. Nhưng mỗi lần đều làm cô thấy thất vọng. Từng có một người đàn ông có các phương diện khá giống Triệu Quốc Đống đi vào cuộc sống của cô, nhưng đối phương rất nhanh phát hiện Mã Nguyên Sinh coi mình là người thay thế, trong lòng Kiều San luôn có một hình bóng nên đối phương đã quyết đoán chia tay. Nhưng trước khi chia tay y đã nói chuyện rất lâu với Kiều San. Y nói Kiều San một là ném hình bóng trong lòng ra, hoặc là không để ý theo đuổi người đó nếu không cứ như vậy sẽ đau khổ cả đời. Quần tất rất mỏng, bàn tay Triệu Quốc Đống truyền tới hơi ấm làm Kiều San thấy mình như chìm trong lửa. Cô muốn thoát khỏi tay hắn nhưng lại không nỡ. Theo xe sóc này, tay đối phương như có tiết tấu vân vê mông mình. Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể tạo thành dòng suối khiến cô vô thức nắm chặt tay lại và muốn kẹp chặt chân mình lại. Bí thư Triệu, hôm nay đánh thoải mái thật. Lão Mã tôi hơn 20 năm nay chưa đánh nhau trực diện như vậy. Mẹ kiếp, tuổi đúng là không buông tha người. Nếu là 20 năm trước thì lão Mã tôi nếu không đánh ngã ba tên bọn chúng thì không phải họ Mã. Vẫn là bí thư Triệu lợi hại, một người đánh ngã 5 người, đúng là làm cho lão Mã nhiệt huyết sôi trào. Mã Nguyên Sinh đột nhiên lên tiếng khiến Triệu Quốc Đống và Kiều San đang chìm trong tâm trạng mập mờ phải giật mình. Kiều San thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Triệu Quốc Đống cũng thiếu chút nữa rút tay về. Cũng may hai người ngồi sát cạnh nhau, váy của Kiều San vừa vặn che lại bàn tay của Triệu Quốc Đống. Đúng là đã lâu không đánh như vậy. Lão Mã, không ngờ anh cũng có chút công phu, lấy một đánh hai mà không kém mấy. Không như lão Lam không rèn luyện gì. Triệu Quốc Đống ngồi gần lại một chút sát vào Kiều San để tay mình càng giấu sâu hơn. Kiều San cũng cảm nhận được điểm này làm lý trí của cô dần biến mất một chút. Tay kia của Triệu Quốc Đống có vẻ muốn co ra nhưng mà nó lại chuyển lên trên vuốt ve phía trên quần tất của cô, đẩy quần tất ra để chui vào quần lót, cứ như vậy mà vuốt ve mông cô. Cô cảm thấy mình như ngồi trong lò lửa, dần dần tan chảy. Ha ha bí thư Triệu, đi với ngài đúng là sảng khoái, muốn đánh là đánh, không cần phí lời làm gì. Chúng ta đánh trận này không tính là thua phải không? Tâm trạng Mã Nguyên Sinh lúc này cũng khá tốt. Có thể cùng đánh nhau với bí thư thị ủy thì có vô số người không bao giờ được trải qua. Y cũng cảm thấy tâm trạng Triệu Quốc Đống đang rất tốt. Ha ha, đánh rồi chạy không có nghĩa là thua. Đây là đấu trí đấu dũng, chúng ta đánh ngã bọn họ, chúng ta đánh thoải mái, không cần phải tìm bọn họ để lý luận nữa mà. Triệu Quốc Đống nhớ đến trận đánh vừa rồi mà khá hưng phấn. Đã lâu hắn không phát tiết như vậy, mặc dù hai cú đấm vào mặt vẫn khá ê ẩm nhưng đáng giá. Bí thư Triệu. Chuyện này không dễ gì gặp được, đi đến vị trí của ngài sợ là về sau cả đời cũng không gặp được lần nữa. Mã Nguyên Sinh nói, cái này thì đúng, lão Mã, đúng là phải cảm ơn lời mời lên núi hôm nay của anh, nếu không sao có thể chơi vui như vậy. Triệu Quốc Đống đang khá vui vẻ, đánh nhau tốt hơn làm bất cứ chuyện gì, phát tiết sự trầm lắng trong lòng khiến cho người ta vui lên. Chỉ cần bí thư Triệu chơi vui vẻ là được, phải có cả văn cả võ thì mới thả lỏng mình được. Mã Nguyên Sinh thở dài nói. Đến tuổi của tôi đúng là không được rồi. Ồ, anh mới hơn 50 mà, thị ủy còn dự định thêm trọng trách cho anh, sao đã kêu già được. Thấy sắp hết đường núi, tiến vào quốc lộ 915, Triệu Quốc Đống có chút núi tiếp thu tay lại. Kiều San đỏ mặt kéo quần tất của mình lên. Câu nói của Triệu Quốc Đống làm tim Mã Nguyên Sinh muốn lao ra ngoài. Lâu như vậy, thông qua vô số quan hệ tác động chính là muốn nghe câu nói này của Triệu Quốc Đống. Mã Nguyên Sinh thậm chí có chút chán nản, ủ rũ. Dù sao tuổi mình từng đó, lần này coi như cố gắng cuối cùng. Y cũng đã có chuẩn bị tư tưởng không thành công, nếu như vậy y cũng thanh thản ổn định làm hết khóa này rồi lui về. Không ngờ bây giờ lại nghe thấy tiếng mà mình vẫn mong muốn được nghe. Bí thư Triệu, tuổi lão Mã mặc dù hơi cao một chút, sức khỏe không được mấy nhưng cái khác không dám nói chứ ở hệ thống chính pháp thì tôi dám vỗ ngực, tôi... Mã Nguyên Sinh trong lúc nhất thời không biết nói gì nữa. Vừa nói ra mới thấy mình nói hơi quá, đối phương cũng không nói muốn mình làm bí thư đảng ủy chính pháp cơ mà. Triệu Quốc Đống cũng nhận ra Mã Nguyên Sinh có chút xấu hổ thì khá buồn cười. Mã Nguyên Sinh coi như là người thành thật, khác hẳn so với Nghiêm Lập Dân. Chẳng qua người như vậy mới có lợi, có chuyện gì giao cho y thì cứ yên tâm, không phải suy nghĩ. Lão Mã, anh đừng suy nghĩ nhiều. Thị xã có bố trí của mình nhưng cũng phải cân nhắc đến toàn cục. Công tác của Cục Công an 2 năm nay tiến bộ rất lớn, có tác dụng đảm bảo sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng chúng ta. Thị ủy rất hài lòng, hy vọng Cục Công an tiếp tục duy trì. Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều mà vuốt ve mặt mình.
Cú đấm của họ Chu đúng là không nhẹ, bây giờ hắn mới thấy đau. Bí thư Triệu, ngài yên tâm, ngài phân công công việc, chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm túc. Đúng như ngài nói, Ninh Lăng chúng ta đang phát triển kinh tế, các phương diện khác cũng cần đuổi theo. Chuyện thí điểm kia thì sang thứ hai tôi sẽ tổ chức hội nghị đảng ủy của cục nghiên cứu, cố gắng nhanh chóng triển khai công việc này. Mã Nguyên Sinh hưng phấn cười nói. Ừ lão Mã, cũng không nên quá gấp, phải theo trình tự công việc mới được. Triệu Quốc Đống cười nói. Đúng, anh cho người điều tra mấy người kia, tôi đoán mấy tên này sợ có chút lai lịch. Mã Nguyên Sinh run lên nói. Tôi lập tức yêu cầu Lê Túc cho người điều tra. Ừ, chú ý không nên mở rộng, chuyện này cũng không vinh quang gì, truyền ra lại tưởng chúng ta thích chơi chiến tranh. Điện thoại di động vang lên khi Triệu Quốc Đống đang nửa mê nửa tỉnh. Hắn nhìn đồng hồ thấy là gần 1 giờ sáng rồi, ai gọi muộn như vậy chứ? Cổ Tiểu Âu cũng bị đánh thức, cô biết bây giờ có điện nhất định không phải việc tốt. Cô như con rắn quấn lấy Triệu Quốc Đống, đôi tay ôm cổ hắn. Triệu Quốc Đống nhìn một chút thấy là Mã Nguyên Sinh gọi nên ấn nghe. Bí thư Triệu, chúng tôi điều tra được đám người kia rồi. Mã Nguyên Sinh nói khá nghiêm túc kèm theo cảm giác lo lắng. Triệu Quốc Đống cũng nhận ra nên nhíu mày nói. Có lai lịch gì? Quyển 14, chương 814. Họ Miêu là con của phó bí thư tỉnh ủy Miêu, còn họ Chu là con của phó thị trưởng thường trực thành phố An Đô, Chu Hoành Vĩ. Mã Nguyên Sinh có chút lo lắng nói. Không phải sợ gì đến cái đó sao? Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Chu Hoành Vĩ không tính gì vì chỉ là phó thị trưởng An Đô, nhưng Miêu Trấn Trung lại khác, nhất là vào lúc này. Con của Miêu Trấn Trung. Triệu Quốc Đống lập tức có phản ứng, bảo sao mình thấy tên họ Miêu đó quen mắt. Đúng, bọn họ đến Ninh Lăng là để bàn chuyện kinh doanh. Tin tức của Mã Nguyên Sinh khá nhạy bén, rất nhanh thông qua nguồn tin biết đám người kia ở khách sạn Hilton. Sau đó điều tra được mục đích đối phương tới Ninh Lăng. Bàn chuyện làm ăn. Triệu Quốc Đống cảm thấy trong lời của Mã Nguyên Sinh có vấn đề. Vụ làm ăn gì? Bí thư Triệu, theo tôi biết bọn họ nói muốn đấu giá hơn 10 khu đất ở Đại Lộ Tân Hà, Giang Đông. Mã Nguyên Sinh do dự một chút rồi nói. Hình như bọn họ tìm phó thị trưởng Cố. Cố Vĩnh Bân. Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Đại Lộ Tân Hà được xây dựng rất đẹp. Theo quy hoạch của Ủy ban thị xã thì nơi đây sẽ xây dựng không ít các công trình công cộng, cũng chuyên môn bỏ ra một bộ phận đất để xây dựng những công trình kiến trúc nổi bật của Ninh Lăng. Trong đó hầu hết là các căn nhà 2-3 tầng sát sông, vị trí đặc biệt tốt, có thể quan sát được dòng sông, còn bố trí chỗ đỗ xe, cùng lúc đó nơi này chỉ cách vài km là đến trung tâm giải trí của khu Giang Đông. Đồng thời cũng có thể thông qua quy hoạch thống nhất của thị xã làm cho các công trình sát bờ sông càng phù hợp phong cách kiến trúc của đô thị Ninh Lăng. Còn có một nhân tố quan trọng là thông qua việc bán quyền sử dụng các khu đất này để thu về một khoản tài chính lớn, tăng cường năng lực tự khai thác và phát triển của công ty đầu tư tài chính Ninh Lăng. Công ty này mặc dù thuộc về mảng xây dựng nhưng về nghiệp vụ do Phó Thị trưởng Trúc Văn Khôi phụ trách, còn sử dụng tài chính lại do Phó Thị trưởng Thường trực Cố Vĩnh Bân nắm giữ. Bắt đầu từ Vưu Liên Hương đã là như vậy, bây giờ chuyển sang cho Cố Vĩnh Bân, đây là vì tăng cường quản lý tài chính. Đương nhiên số lượng vượt quá quy định thì phải trình lên thị trường, thậm chí là hội nghị thường trực ủy ban và hội nghị thường ủy nghiên cứu quy định. Đại Lộ Tân Giang tổng cộng xây dựng hơn 10 công trình kiến trúc 2-3 tầng, diện tích sử dụng từ 300 đến 500 mét vuông, quyền sử dụng đất là 20 năm. Mỗi căn đấu giá thấp nhất là 1 triệu, hơn 10 công trình này đều dùng vật liệu xây dựng bảo vệ môi trường từ tre để làm, có lẽ thu tài chính tầm 20 đến 30 triệu. Việc sử dụng vật liệu xây dựng từ tre khiến cho công ty sản xuất ở Phong Đình trở thành công ty hàng đầu của huyện, chỉ riêng giá trị sản lượng nửa cuối năm đã đạt trên 8 triệu USD, vượt gấp đôi tổng giá trị sản lượng của toàn Phong Đình năm trước. Thị xã dự định phân các công trình kiến trúc này làm nhiều đợt đấu giá. Tin sau khi được chính thức công bố cũng khiến nhiều nhà đầu tư từ bên ngoài chào đón. Lão Mã, ý của anh là mục đích của bọn họ muốn nắm toàn bộ quyền sử dụng của mười mấy công trình đó. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi đứng lên. Tôi thấy mục đích của bọn họ là như vậy. Mã Nguyên Sinh khá lo lắng, hai tên kia cũng không phải kẻ bình thường, nếu như biết chuyện hôm nay là do bên mình làm ra thì còn không biết chuyện phiền toái đến đâu. Đương nhiên không phải là Mã Nguyên Sinh sợ, bọn họ muốn như thế nào cũng có thể tiếp. Nhưng bây giờ vừa lúc mình có thể lên chức, ôi, đây là chuyện gì chứ, sao vừa lúc gặp chuyện này vậy? Phải biết rằng mình muốn vào thường vụ thì phải thông qua được cửa của Miêu Trấn Trung. Triệu Quốc Đống ngồi xuống dựa lưng vào giường.
hắn biết Mã Nguyên Sinh đang lo điều gì. Hắn cười cười một tiếng, cũng khó trách, khó khăn lắm mới có cơ hội lại xảy ra chuyện bất ngờ, đây không phải khiến người ta lo âu sao? Lão Mã, có phải là có chút lo lắng không? Ha ha, không cần khẩn trương như vậy đâu, tôi nói luôn thực hiện được. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Về phần chuyện đấu giá anh không cần hỏi nhiều, biết có chuyện như vậy là được rồi. Bí thư Triệu, tôi lo lắng không chỉ riêng chuyện của tôi. Bởi vì biển số xe của chúng ta có thể bị đối phương nhìn thấy. Tôi nghĩ với quan hệ của hai bọn họ thì muốn điều tra là rất dễ. Xe tôi thì không sao, dùng biển một xe địa phương, là biển từ một xe bỏ đi của công ty, y tra cũng không tác dụng gì. Chỉ là nếu như biển số xe của Bí Thư Lam bị nhìn thấy thì sao? Mã Nguyên Sinh nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Ồ, nếu vậy cũng là vấn đề. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút. Không có gì đâu, bọn họ tra ra đó là xe của Lão Lam thì sao chứ? Hừ, tôi không tin bọn họ dám đến thị ủy Ninh Lăng hỏi chuyện này. Đúng rồi, anh hỏi xem phân cục Đông Giang có nhận được báo án hay không là biết mà. Tôi hỏi rồi, không có. Mã Nguyên Sinh vội vàng nói. Hừ, vậy là được rồi. Bọn họ chỉ cần không dám rõ ràng điều tra là không sao. Về phần bọn họ đoán được cũng tốt, ngầm điều tra cũng tốt, không quan trọng. Triệu Quốc Đống cười nói. Sao, Lão Mã, chỉ chuyện này đã làm anh lo không ngủ được sao? Hắc hắc, Bí Thư Triệu, nghe ngài nói kìa, tôi chỉ là lo ngài gặp phiền phức không cần thiết mà thôi. Mã Nguyên Sinh thấy Triệu Quốc Đống nói rất dễ dàng thì cũng yên tâm đôi chút. Năng lực của Triệu Quốc Đống thì ngay cả Nghiêm Lập Dân cũng đã nhắc y, coi thường ai cũng được chứ đừng coi thường Triệu Quốc Đống. Ha ha, Lão Mã, có một số việc đừng nghĩ nó quá phức tạp. Chúng ta làm gì cứ làm, thời buổi này cũng không phải thiên hạ của ai, chúng ta không nên tự dọa mình mà, phải không? Triệu Quốc Đống cười ha hả khiến Mã Nguyên Sinh bớt khẩn trương hơn. Nếu không phải vào thời khắc quan trọng này thì Mã Nguyên Sinh đã không như vậy. Đúng thế, Bí Thư Triệu, tôi không làm phiền ngài nghỉ ngơi. Bỏ máy xuống, Triệu Quốc Đống không ngủ được, lúc nãy đã điên đảo một trận làm Cổ Tiểu Âu chết đi sống lại. Bây giờ mình mới ngủ chưa đầy tiếng, chẳng lẽ mình lại dũng mãnh đến thế? Biến hóa này của Triệu Quốc Đống làm Cổ Tiểu Âu nhận ra, cô ôm chặt lấy hắn. Trời vào đông càng khiến đôi nam nữ quấn lấy nhau. Cổ Tiểu Âu quen ngủ một mình, thời tiết Ando là như vậy, dùng đệm điện thì hơi quá, điều hòa lại thấy khó chịu. Cô chỉ bật đệm nhiệt một lát rồi tắt, đến nửa đêm là lạnh. Nhưng có hắn ở bên lại khác, không mặc gì cả, đắp chăn cũng thấy nóng. Anh, có phải chuyện hôm nay làm anh phải suy nghĩ không? Cổ Tiểu Âu mặc dù không quá quan tâm công việc của Triệu Quốc Đống, nhưng cô cũng biết thân phận của Triệu Quốc Đống đã khác. Từ thân phận những người bên cạnh Triệu Quốc Đống làm cô nhìn ra được vấn đề. Vì thế có người ngoài cô rất chú ý lấy thân phận cô em gái của Triệu Quốc Đống mà đối đãi với người ngoài. Phiền toái ư, con người sao có thể không có phiền toái? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Không có gì cả, Lão Mã chỉ tự dọa mình mà thôi. Đối phương có phải có lai lịch không anh? Em nghe giọng đối phương khá lớn lối. Cổ Tiểu Âu rất thích dựa sát vào người Triệu Quốc Đống, đây là điều cô cảm thấy thoải mái nhất, thậm chí còn mê say hơn khi quan hệ. Lớn lối thì có thể làm gì chứ? Xã hội này đâu phải kẻ biết lừa gạt, khoe khoang sẽ thống trị đâu. Triệu Quốc Đống điều chỉnh cơ thể một chút, làm cho cô càng cuộn tròn vào lòng mình hơn. Em cảm thấy vị cục trưởng Mã hình như hy vọng có thể nhanh chóng gạt đám người kia đi để không sinh chuyện. Cổ Tiểu Âu khá thông minh, cô nãy nghe được vài câu nên đoán ra đôi chút. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhìn Cổ Tiểu Âu mà thầm nghĩ cô bé này quá thông minh, tinh quái. Hi hi, anh, có phải là thấy em rất thông minh không? Cổ Tiểu Âu nhận ra ánh mắt Triệu Quốc Đống đang nhìn chằm chằm vào mình nên có chút đắc ý chu miệng nói. Tự khoe khoang, đoán không sai. Tay Triệu Quốc Đống đưa vào trong chăn vỗ mông Cổ Tiểu Âu, trên mặt lại lộ ra vẻ suy nghĩ. Chỉ tiếc có vài nguyên tắc là không thể giao dịch. Cổ Tiểu Âu bị Triệu Quốc Đống vỗ liền ưỡn éo người, làm cho Triệu Quốc Đống vốn có lập trường không yên giờ càng mất khống chế. Ý của Mã Nguyên Sinh thì hắn đương nhiên biết, nhưng hắn bây giờ không nghĩ đến chuyện đó, hắn cần là hưởng thụ. Quyển 14, chương 85. Chẳng qua cuộc sống tốt đẹp luôn bị nhiều việc ảnh hưởng. Đúng 3 giờ đêm, Cổ Tiểu Âu nhận được điện của Đồng Úc nói Kiều San bị sốt. Một phen vất vả mới đưa được Kiều San không muốn vào bệnh viện đến bệnh viện nhân dân số 1.
viện trưởng bệnh viện đang giao lưu học tập ở Thượng Hải cũng phải gọi điện về cho lãnh đạo phụ trách, bố trí phòng bệnh. Có lẽ sáng nay Kiều San mặc ít, gặp gió lạnh nên sốt. Triệu Quốc Đống cũng không yên, hắn vốn tưởng có một đêm thoải mái mà chỉ có thể bỏ dở nửa chừng. Chờ đến khi đưa Kiều San lên giường bệnh truyền dịch đã là 5 giờ sáng. Ngủ nướng là điều các cô gái thích nhất, Cổ Tiểu Âu và Đồng Úc cũng không ngoại lệ. Căn phòng bệnh này ở tầng cao nhất bệnh viện, điều kiện thiết bị tốt, rộng rãi, có điều hòa, TV, WS. Cả bệnh viện cũng chỉ có mấy căn phòng như thế này. Chỉ có các ông chủ lớn bỏ tiền ra hoặc là cho lãnh đạo với cấp bậc nhất định mới có thể vào được. Cổ Tiểu Âu và Đồng Úc chen nhau nằm trên giường dành cho người nhà ngủ. Nơi này đã không có chuyện gì của Triệu Quốc Đống. Cũng may Kiều San không bị nặng, chỉ bị sốt cao nên truyền vài chai dịch là dần ổn định lại. Triệu Quốc Đống cũng biết mình không nên ở đây. Mình ở đây, mấy lãnh đạo bệnh viện cũng thấy, ba cô gái xinh đẹp tuy nói Cổ Tiểu Âu vẫn gọi hắn là anh nhưng người khác nghĩ như thế nào cũng khó biết. Vì thế hắn dặn Kiều San nghỉ ngơi cho tốt, bảo Cổ Tiểu Âu và Đồng Úc ở đây, hắn đi trước. Triệu Quốc Đống không muốn làm lớn chuyện cho nên cũng không nói với ai. Ngay cả Vương Lệ Mai gọi điện hỏi hôm nay bố trí như thế nào thì hắn cũng từ chối, nói là mấy người Cổ Tiểu Âu có chuyện khác. Triệu Quốc Đống đến bệnh viện lần sau đã là hơn 1 giờ chiều. Thời tiết hôm nay khá ấm áp, Triệu Quốc Đống một mình đến bệnh viện, thậm chí còn đeo kính râm để tránh người nhận ra. Ồ! Triệu Quốc Đống đẩy cửa vào thì thấy chỉ có mình Kiều San nằm trên giường, giường bên đã không còn ai. Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào làm căn phòng trông rất yên bình. Triệu Quốc Đống đóng cửa lại, đi vào. Kiều San ngủ rất ngon. Tất nhiên tối qua cô ngủ không ngon nên giờ mới ngủ say như vậy. Hai má cô vẫn đỏ thể hiện rõ cô vẫn còn sốt. Tiếng thở nhẹ nhẹ vang lên trong tai Triệu Quốc Đống. Nhìn môi Kiều San hơi khô, Triệu Quốc Đống cầm chén nước rót thêm nước nóng và đặt lên đầu giường. Có lẽ là cảm nhận được gì đó nên Kiều San thoáng tỉnh lại. Đập đầu tiên vào mắt cô là Triệu Quốc Đống đứng ở cạnh giường. À, anh đến bao giờ thế? Kiều San vui mừng nói. Vừa đến, nhìn em ngủ rất ngon là biết tối qua em mất ngủ. Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng nói, sau đó đưa tay đặt lên trán cô thì thấy vẫn hơi nóng. Động tác thân mật này của hắn làm cho Kiều San đỏ mặt thêm nữa, tình ý trong mắt càng đậm rồi lặng lẽ nhìn hắn. Triệu Quốc Đống không nói gì mà chỉ cầm chén nước lên. Em uống đi, anh thấy môi em khô hết rồi đó. Kiều San hơi nghiêng người ngồi dậy để hắn đặt chén nước lên môi mình chứ không đưa tay ra cầm. Triệu Quốc Đống lắc đầu để cô uống vài ngụm sau đó bỏ chén, ngồi xuống bên cạnh. Anh không sợ người khác nhìn thấy anh là bí thư thị ủy lại chăm cho một cô gái như thế này sao? Kiều San nằm xuống nở nụ cười trêu chọc. Em không sợ thì anh sợ gì? Triệu Quốc Đống cũng không yếu thế. Hừ, em sợ gì? Em là người tự do, có gì phải sợ? Kiều San chu miệng lên nói. Cùng lắm là người khác nói em quyến rũ anh, muốn làm vợ bé thôi. Triệu Quốc Đống cười cười không đáp, câu này không dễ trả lời, càng nói càng phức tạp. Không đúng, em nếu muốn làm cũng không phải vợ ba phải không? Là vợ bốn hay vợ năm? Kiều San đột nhiên ngồi dậy trừng mắt nhìn hắn. Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ thở dài một tiếng. San San, sao lại phải khổ như vậy? Hừ, em cũng muốn hỏi một câu sao khổ như vậy, nhưng nó đâu có dựa vào em. Ai bảo anh để lại ấn tượng rất sâu cho bọn em? Ai bảo anh ưu tú như vậy, ai bảo anh lại cùng Tiểu Âu có chuyện kia? Kiều San nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống, mặt đỏ bừng lên. Tiểu Âu và Đồng Úc đi đâu rồi? Triệu Quốc Đống đánh trống lảng. Anh đừng có chuyển đề tài. Lệ Mai tỷ đưa bọn họ đến Lý Trang xem rồi, phải vài tiếng nữa mới về. Tâm trạng Kiều San lúc này khá kích động, bộ ngực phập phồng làm người ta một khi chạm vào khó có thể rời đi. Em khác Tiểu Úc chỉ biết nhịn, anh nói bọn em nên làm như thế nào bây giờ? Triệu Quốc Đống rất hối hận vì sao lại đến đây rồi quấn vào đề tài này. Dù nói như thế nào cũng tự chuốc họa vào thân, nhất là nghĩ đến chuyện hôm qua mình làm trên xe thì hắn càng thấy phiền phức. Nhưng cuộc sống là như vậy, không có phiền toái sao tìm được niềm vui. Tất cả đều thuận lợi, bình thản thì không phải quá nhàm chán sao. Thấy Triệu Quốc Đống im lặng không nói, Kiều San càng lấn tới. Nếu anh không hề thích gì bọn em sẽ ẩn sâu suy nghĩ này vào trong lòng. Nhưng tại sao anh lại tốt với bọn em như vậy? Là cố ý muốn bọn em không thể quên anh sao? Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng, mình cố ý như vậy sao? Nói thật,
lúc đầu hắn không có tâm tư gì với mấy cô, đương nhiên nếu nói hắn không bị các cô hấp dẫn là nói dối. Lúc trước bốn cô như hoa như ngọc, bây giờ đã là quả chín mọng. Sau vài năm thi thoảng gặp mặt thì càng làm cho người ta có tình ý. Chuyện tình cảm Triệu Quốc Đống tự nhận mình không phải người thu được, bỏ được, không phải người tàn nhẫn trong chuyện tình cảm. Vì thế hắn thường lấy mấy câu chân anh hùng để tự an ủi mình. Nhưng nếu như có nhiều quá quan hệ ngoài luồng sẽ rất nguy hiểm, xác suất xảy ra chuyện là rất lớn. Cho nên lúc đầu Triệu Quốc Đống cũng không muốn có qua lại kia với Cổ Tiểu Âu, chẳng qua nhiều chuyện không phải do hắn, có đôi khi là tự chui đầu vào lưới rồi cuối cùng không thể rút ra và mãi chìm trong con suối hạnh phúc nhưng lại là nghiệt duyên đó. Hai hàng lệ khẽ lăn trên má của Kiều San, cô run lên. Tay cô đặt bên ngoài chăn, hai điểm xanh trên cổ tay thấy rất rõ càng làm người ta thêm thương xót. Triệu Quốc Đống có chút hoảng hốt, lúc này chỉ có hai người thì tâm trạng khó có thể khống chế được. Mặc dù có cánh cửa bên ngoài nhưng nếu bác sĩ, y tá vào kiểm tra thì sao? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng chuyển ghế lại gần giường một chút, nhẹ nhàng cầm tay của Kiều San mà vuốt ve. Hắn muốn an ủi cô. Bàn tay lạnh được hắn cầm giống như tìm được chỗ dựa, Kiều San nhẹ nhàng nhích vào lòng Triệu Quốc Đống. Mái tóc đen dài buông xuống cổ trắng, đôi mắt rưng rưng, đôi môi đỏ, má đỏ như lửa, hơi thở nhẹ nhàng. Vẻ quyến rũ như vậy làm Triệu Quốc Đống không chỉ có thương tiếc còn bị hấp dẫn. Cảnh này sao có thể chịu nổi? Triệu Quốc Đống không thể từ chối, ngoài việc ôm lấy eo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi kia thì có thể làm gì? Cánh tay giữ cổ cô, Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng nhưng không hề do dự hôn xuống. Gần như là đang đợi giây phút này khi môi chạm nhau, Kiều San hoàn toàn mở lòng ra, mở miệng để lưỡi hắn tiến vào. Kiều San hoàn toàn quên mình ở đâu, lúc này cô chỉ muốn tận tình hưởng thụ sự vui sướng, dù là ai vào cũng không thể quấy dày cảm giác ngọt ngào của cô lúc này. Mới đầu Triệu Quốc Đống còn có chút lo lắng, run sợ nhưng rất nhanh hắn đã bị tình cảm của Kiều San ảnh hưởng. Tay chui vào trong áo. Dọc theo vùng bụng phẳng tiến lên trên cởi khuy áo lót đằng trước của cô. Không biết qua bao lâu khi có tiếng bước chân ngoài hành lang truyền tới mới làm đôi nam nữ đang chìm đắm trong bể dục bừng tỉnh lại. Kiều San hốt hoảng phát hiện tay đối phương đã sớm đặt ở nơi bí ẩn, quý giá nhất của người con gái, mà bộ ngực cô cũng đã lộ ra dưới ánh nắng. Vội vàng thu dọn, cũng may tiếng bước chân bên ngoài là đến phòng khác nhưng đủ để làm cả hai biết nơi này không thích hợp. Kiều San như khỏe hơn nhiều. Má cũng bớt đỏ vì sốt, vẻ mặt càng thêm quyến rũ. Cô chỉ nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống mà không nói gì. Triệu Quốc Đống sau cơn xúc động lại có nhiều vấn đề cần cân nhắc. Cũng may Kiều San không phải cô gái không hiểu chuyện, bây giờ đã làm sáng tỏ thì hắn tự nghĩ đi sẽ có đường. Quyển 14, chương 86. Miêu Trấn Trung rất bình tĩnh nghe điện, nghe con trai kể khổ. Một lúc lâu sau Miêu Trấn Trung nói một câu. Bố biết rồi, anh về Ando đi. Đừng ở đó làm loạn nữa. Nếu Ninh Lăng đã có quy định thì sao có thể phá vỡ quy định của bọn họ. Đầu bên kia đương nhiên không chịu mà không ngừng líu lo gì đó nhưng Miêu Trấn Trung đã có chút không nhịn được. Chuyện này không nói nữa, mấy chuyện tin đồn nhảm mà thôi. Hừ, đáng đời anh, sao không đánh chết mấy người các anh ở trên núi đi. Không xem đó là đâu mà ra oai, anh nghĩ rằng tôi không biết đám bạn bè của anh là như thế nào sao. Thằng họ Chu sớm muộn gì cũng gây họa cho Chu Hoành Vĩ, lập tức cút về cho tôi. Tiền kiếm hay không cũng không sao, kiếm nhiều cũng không thể đưa vào quan tài. Bên kia không cam lòng nhưng Miêu Trấn Trung không muốn nói nhiều mà trực tiếp dập máy. Ngồi xuống sofa, mặt Miêu Trấn Trung dần xa sầm lại. Đánh chó cũng phải xem mặt chủ, xem ra có người cảm thấy mình đủ cứng nên nghĩ muốn làm gì thì làm. Cố Vĩnh Bân xem ra không phải con chó có thể giữ nhà. Không biết hắn không khống chế được cục diện hay là bịt thằng kia thu phục mà không nể mặt mình. Hừ, mình đúng là không nhìn ra thằng kia có bản lĩnh đó. Chẳng qua đường còn dài. Tâm trạng Triệu Quốc Đống mấy hôm nay có vẻ không được tốt. Ngày thứ ba chính là đợt đấu giá quyền sử dụng 20 năm của các công trình kiến trúc trên đại lộ Tân Hà. Hội nghị thường ủy đã bác bỏ việc đấu thầu toàn bộ mà dùng cách đấu giá từng căn một. Như vậy vừa có thể dùng cách công khai. Công chính để đối mặt với các nhà kinh doanh, nhà đầu tư, giá có thể thu cao, thể hiện sự công bằng. Tập đoàn Hoa Kiện, Ando vẫn hy vọng có thể dùng cách nhận thầu toàn bộ, việc này cũng được vài lãnh đạo thị xã ủng hộ. Nhưng lúc trước đã đưa ra nguyên tắc là công khai đấu thầu, hơn nữa phải tìm cách thu về tài chính lớn nhất nên việc phân chia để đấu thầu là thích hợp nhất.
Vì thế trên hội nghị thường ủy mặc dù có chút tranh cãi việc đấu thầu tổng hay chia ra, nhưng cách chia ra đã được hầu hết các thường vụ thị ủy ủng hộ. Trong cuộc đấu giá này tập đoàn Hoa Kiện chỉ dơ mấy lần là thôi. Nếu như đấu thầu tổng, một lần bỏ ra 20, 30 triệu thì cần phải có tài chính và sự quyết đoán mới dám làm. Nhưng chia ra thì đơn giản, 2 hay 3 triệu đối với rất nhiều người không phải áp lực lớn. Đồng thời với việc khu đất ở cạnh đại lộ Tân Giang thì có lẽ cũng không giảm giá. Quyền kinh doanh 20 năm tính ra tiền thuê một năm chỉ là 100 ngàn mà thôi. Với việc kinh doanh nhà hàng, quán bar mà làm tốt thì từng đó tiền cũng không phải vấn đề. Hiệu quả cuộc đấu giá rất tốt, nó mang tới danh tiếng mạnh cho Ninh Lăng. Cuộc đấu giá này hấp dẫn rất nhiều nhà kinh doanh từ trong và ngoài thị xã đến tham gia. 15 công trình kiến trúc được đấu giá với giá thấp nhất là 2,6 triệu, căn cao nhất đạt 5,9 triệu. Tổng kim ngạch vượt qua 58 triệu. Vượt quá dự tính ban đầu của thị xã chỉ là 40 triệu. 15 công trình kiến trúc này từ việc bồi thường đất, xây dựng tính ra không đầy 4 triệu vậy mà có thể cho thuê với giá trên 50 triệu trong 20 năm, điều này đủ để chứng minh các nhà kinh doanh coi trọng sự phát triển của khu vực này như thế nào. Hơn nữa tham gia cạnh tranh hơn phân nửa là nhà kinh doanh bên ngoài đến từ An Đô, Tân Châu, Vĩnh Lương, Thông Thành, Nam Hoa, Tương Tây, Trường Sa. Trong 15 căn có 9 căn do nhà kinh doanh bên ngoài nhận được. Đề cử Mã Nguyên Sinh làm bí thư đảng ủy chính pháp lên tỉnh ủy không có gì bị ngăn cản. Lam Quang và Mã Nguyên Sinh cũng đã sớm trao đổi được với đảng ủy chính pháp tỉnh ủy, cho nên đưa ra hội nghị thường vụ tỉnh ủy chỉ là theo trình tự mà thôi. Điều này tuy làm Mã Nguyên Sinh yên tâm nhưng lại khiến Triệu Quốc Đống rất kinh ngạc. Hắn vốn đoán việc bổ nhiệm Mã Nguyên Sinh sợ rằng có chút khó khăn. Hắn thậm chí đã chuẩn bị tư tưởng nếu gặp vấn đề khó khăn thì mình sẽ chủ động tranh thủ sự ủng hộ, nhưng không ngờ lại là kết quả này khiến hắn vừa bất ngờ vừa lo lắng. Miêu Trấn Trung không rộng lượng đến mức như vậy, nhất là trong cuộc đấu thầu lần này họ Miêu kia không đạt được gì. Việc này cũng đồng nghĩa còn có nhiều mâu thuẫn ẩn giấu sau lưng. Triệu Quốc Đống không bao giờ tin rằng Miêu Trấn Trung sẽ nhân từ bỏ qua hết. Nhưng con người không thể mãi sống trong lo lắng, cần làm vẫn phải làm. Bộ máy lãnh đạo thị ủy, ủy ban đã được xác định xong, đó là thời cơ tốt để làm việc. Một năm mới đi tới là một năm quan trọng để đột phá, mà nó không chỉ ở vấn đề công tác kinh tế. Nhưng công tác kinh tế vẫn là trọng tâm chính, có câu như thế này, vạn sự khởi đầu nan, có khởi đầu tốt thì anh muốn ngăn cản cũng không được. Công ty Liên Hợp chất bán dẫn Nam Hoa cùng công ty Phong Hoa nửa cuối năm 2003 đã lục tục đi vào sản xuất. Vừa vặn kịp giai đoạn giá nguyên liệu đa tinh thể silicon tăng rất nhanh, sang năm mới có thể đạt đến mức 100 USD một cân. Thị trường pin năng lượng mặt trời ở châu Âu phát triển rất nhanh, hơn nữa Bộ Năng lượng cũng lục tục đưa ra các chính sách dẫn hướng cho ngành năng lượng mặt trời phát triển, nhất là hệ thống lưới điện cho năng lượng mặt trời và năng lượng gió đã được khởi động từ nửa cuối năm 2003. Nó khiến cho ngành năng lượng mặt trời của Trung Quốc dần đi vào quỹ đạo. Tin tức tốt ở trong và ngoài nước mang đến khiến tài chính càng được dồn thêm vào ngành này. Bởi vì nửa cuối năm có một loạt công ty trong lĩnh vực năng lượng mới tiến vào khiến khu khai phát Ninh Lăng càng thêm hoàn thiện về việc xây dựng trụ sở năng lượng mới. Mà quan trọng nhất chính là do Ủy ban Thị xã Ninh Lăng quyết định bỏ ra 60 triệu tệ xây dựng hạng mục trung tâm xử lý nước thải công nghiệp trong khu khai phát. Đây là hạng mục đầu tư xây dựng lớn nhất dùng chung của Ninh Lăng, nó là tin tức rất tốt cho việc xử lý nước thải của khu khai phát. Cũng khiến cho sức hấp dẫn của ngành năng lượng mới của Ninh Lăng tăng lên nhiều lần. Cuối tháng 10, công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng mặt trời Hán Đức đầu tư vào khu khai phát Ninh Lăng, tuyên bố tiến quân vào hạng mục pin năng lượng mặt trời. Một loạt các công ty lớn nhất trong lĩnh vực năng lượng mặt trời tiến vào Ninh Lăng khiến cho các công ty liên quan cũng tiến vào khu khai phát Ninh Lăng, khu công nghiệp Đông Giang với số lượng đông hơn nhiều. Triệu Quốc Đống bắt đầu đã rất chú ý hành động của mình. Các hạng mục công nghiệp thuần túy hắn không có ý định tham gia, để Trung Dược Quân ra mặt là chính xác nhất. Nhưng hạng mục pin năng lượng mặt trời của Hán Đức thì thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Tề Hoa tham gia, hắn không thể không có mặt. Tương tự như vậy vài hạng mục khác khi lãnh đạo tỉnh tham gia thì hắn cũng phải đi tham gia. Đầu tháng 12, công ty đảm bảo tài chính Bảo Lợi chính thức thành lập chi nhánh ở Ninh Lăng. Đây vốn là một nghi thức bình thường nhưng Triệu Quốc Đống tự mình kéo công ty này tới Ninh Lăng để giúp đỡ sự phát triển của các công ty tư nhân của Ninh Lăng, vì thế hắn cùng Trung Dược Quân, Cố Vĩnh Bân cùng đến tạo thế cho công ty này. Cùng lúc đó văn phòng tài chính thị xã Ninh Lăng cũng bắt đầu kinh doanh xây dựng hệ thống tín dụng cho các công ty và đại diện pháp nhân trong thị xã. Điều này khiến Sở Tài chính tỉnh,
ngân hàng nhà nước tỉnh đều thấy tò mò, đều cử tổ công tác đến giúp đỡ Ninh Lăng làm các thủ tục thành lập hệ thống tín dụng này. Cùng lúc cũng muốn thông qua việc thí điểm ở Ninh Lăng để tìm hiểu kinh nghiệm công việc. Một loạt động tác liên tiếp của Ninh Lăng làm tỉnh chấn động. Ninh Lăng cũng không dừng bước vì nửa cuối năm có tốc độ tăng trưởng cực nhanh mà lại thực hiện liên tiếp để chứng minh sang năm Ninh Lăng còn có bước phát triển lớn hơn nữa. Quyển 14, chương 8-17. Bỏ máy xuống, Triệu Quốc Đống không nhịn được thở dài một tiếng. Thở dài là một thói quen xấu làm người ta có tâm trạng chán nản, đây là điều khoa học đã chứng minh. Nhưng đối với Triệu Quốc Đống mà nói thì việc thở dài cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Tranh đoạt trước thị trường Ando đã trở nên rõ ràng hơn. Diêu Văn Chí rời khỏi Ando coi như được quyết định nhưng đến đâu vẫn không xác định. Điện thoại là Chu Ích Minh gọi tới. Sau mấy lần tiếp xúc với Chu Ích Minh, Triệu Quốc Đống đã kéo gần quan hệ với đối phương. Một phần do Chu Ích Minh khâm phục Triệu Quốc Đống vì ở tuổi này có thể lên chức nhanh như vậy, có quan hệ với người có tương lai như Triệu Quốc Đống thì ở góc độ nào cũng có lợi. Hơn nữa Triệu Quốc Đống cũng có chút bản lĩnh, khiến cho Ninh Lăng hơn năm trước phát triển vừa phải trở thành đứng đầu toàn tỉnh, không phải ai cũng có thể làm được. Đương nhiên điều càng quan trọng hơn là Chu Ích Minh cảm thấy Triệu Quốc Đống có quan hệ tốt với trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Hàn Độ. Vưu Liên Hương sở dĩ có thể nhảy trực tiếp lên làm thị trưởng thị xã Đường Giang là có công lớn của Triệu Quốc Đống. Mà người tích cực ủng hộ nhất là trưởng ban Hàn, chỉ riêng điểm này Chu Ích Minh cũng đã phải quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống. Theo tin của Chu Ích Minh thì Long Ứng Hoa, Đàm Lập Phong cùng với chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh, Dương Thiếu Bằng đều được tỉnh ủy chú ý. Đương nhiên cũng có Triệu Quốc Đống, chẳng qua tỉnh có tranh luận không ít vì sự phát triển rất nhanh trong năm 2003 của Ninh Lăng, vì thế trong việc phân công công việc của Triệu Quốc Đống là có điểm khác nhau. Có vài lãnh đạo cảm thấy Triệu Quốc Đống am hiểu công tác kinh tế, mà Ando mấy năm qua phát triển chậm chạp, thiếu hành động mới, cần lãnh đạo trẻ tuổi có đầu óc sáng tạo phụ trách. Như vậy Triệu Quốc Đống là lựa chọn thích hợp nhất. Mà có lãnh đạo cảm thấy Triệu Quốc Đống dù sao còn quá trẻ. Ninh Lăng mặc dù phát triển nhanh nhưng do trụ cột của Ninh Lăng kém, mà Ando không chỉ là thành phố lớn nhất tỉnh, còn là thành phố trung tâm quan trọng nhất của khu vực đất liền, có địa vị quan trọng trong cả nước. Với lý lịch và thành tích hiện nay của Triệu Quốc Đống mà làm thị trưởng thành phố cấp phó tỉnh với trên 10 triệu dân là không thích hợp. Cũng có lãnh đạo không quá đồng ý việc xếp Triệu Quốc Đống làm ứng viên cho chức thị trưởng Ando. Lý do của bọn họ là Triệu Quốc Đống mới làm bí thư thị ủy Ninh Lăng một năm rưỡi, công việc Ninh Lăng mới khởi sắc cần củng cố thêm, khiến Ninh Lăng phát triển thêm nữa. Mà lúc này bộ máy Ninh Lăng mới được điều chỉnh xong, cũng là lúc phát huy lực lượng tốt nhất. Nếu động tới bộ máy Ninh Lăng sẽ khiến Ninh Lăng mất cơ hội tốt để phát triển. Hai quan điểm đầu có tranh cãi nhiều nhưng quan điểm thứ ba đưa ra được không ít lãnh đạo vốn không tỏ rõ thái độ đồng ý, chỉ có mấy vị lãnh đạo chủ yếu là chưa tỏ thái độ. Triệu Quốc Đống có dự cảm không quá tốt, mặc dù hắn biết mình không có nhiều hy vọng trong đợt này. Đương nhiên không gấp gáp là do khả năng thành công không cao, nếu thật sự có thể thành công thì Triệu Quốc Đống đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nhưng cục diện lúc này đang thay đổi rất nhiều. Miêu Trấn Trung còn chưa tỏ rõ thái độ, Tần Hạo Nghiên cùng Ứng Đông Lưu còn không có tỏ thái độ, đây là tin tức mà Chu Ích Minh vừa đạt được. Nói cách khác ba người này vẫn còn thái độ không rõ ràng ai vào làm thị trưởng Ando. Đương nhiên ai làm thị trưởng Ando không phải do tỉnh ủy tự quyết định được, còn cần ban tổ chức cán bộ trung ương quyết định. Nhưng bình thường thì ý kiến của tỉnh ủy ít khi bị trung ương bác bỏ trừ khi trung ương có phân công khác. Mà lúc này ai nói Triệu Quốc Đống không suy nghĩ chút gì là không thực tế. Nhưng nếu dồn quá nhiều tâm trí vào việc này cũng chưa chắc đạt thành công, thậm chí còn phản tác dụng. Nhất là thái độ kỳ quái của ba vị lãnh đạo chủ yếu đã nói rõ không ít vấn đề. Không chừng ngay cả Trung ương cũng chưa xác định điều người từ nơi khác đến hay chọn người ở Ando. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút, hắn vẫn còn yếu một chút, sức ảnh hưởng vẫn thiếu một chút. Đây là còn do việc Ninh Lăng lên, Nhật báo Nhân dân cùng Nhật báo Kinh tế nếu không càng kém hơn nữa. Biểu hiện của kinh tế là rất quan trọng, nhưng chỉ riêng thành tích về kinh tế còn chưa đủ. Đây cũng là một nguyên nhân mà Triệu Quốc Đống từ từ chuyển sang việc thăm dò đổi mới việc xây dựng hệ thống. Nếu như có thể tìm ra điều mới ở phương diện này sẽ tạo thêm không ít vầng sáng cho hắn. Tiếng bước chân dồn dập vang lên giống như là tính cách của Trúc Văn Khôi, nhưng bước đi của Trúc Văn Khôi không nặng như vậy nên khiến Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu. Đến khi nghe được Vân Duệ cung kính nói, thị trưởng Trung, thì Triệu Quốc Đống mới biết Trung Dược Quân tới. Chẳng qua tâm trạng Trung Dược Quân có vẻ gấp là điều hắn không rõ.
Bí thư Triệu, ra rồi. Mặt Trung Dược Quân đỏ bừng lên, không biết là do đi nhanh hay hưng phấn quá độ. Dược Quân, ra gì cơ? Triệu Quốc Đống khó hiểu hỏi. Tỉnh đã có các số liệu cơ bản, bên kia báo cho tôi trước. Trung Dược Quân vung vung trang giấy lên đầy hưng phấn nói. Ồ, có rồi à? Triệu Quốc Đống run lên, từ vẻ mặt của Trung Dược Quân thì ai cũng có thể thấy thành tích năm 2003 của Ninh Lăng là rất đáng tự hào. Có rồi, có rồi. Trung Dược Quân mặt đỏ bừng, y lấy lại bình tĩnh một chút nói. Tôi đã xem tốc độ tăng trưởng GDP, căn cứ thống kê của tỉnh thì tốc độ tăng trưởng cả năm 2003 của Ninh Lăng chúng ta đạt 146% so với cùng kỳ năm trước. GDP đột phá 48 triệu, đây là kỷ lục lịch sử của toàn Trung Quốc. 48 tỷ. Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu. Đó là điều bình thường, năm ngoài quốc gia tăng cường đầu tư vào ngành điện. Nhất là việc toàn diện triển khai cải tạo hệ thống lưới điện quốc gia và nông thôn khiến cho ngành thiết bị điện và tài liệu của Ninh Lăng tăng tốc nhanh chóng. Có thể nói chỉ riêng ngành này đã đủ để đảm bảo tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng trong năm nay sẽ không chậm. Mà ba công ty trong lĩnh vực năng lượng mặt trời hoàn thành xây dựng, đi vào sản xuất hồi nửa cuối năm vừa vặn lúc nguyên liệu đa tinh thể silicon tăng vọt. Cùng lúc đó một loạt các công ty cũng đi vào sản xuất khiến nửa cuối năm 2003 là năm phát triển vượt bậc của Ninh Lăng. Ừ, đầu tư tài sản cố định của Ninh Lăng chúng ta đã vượt qua Ando, lần đầu tiên đứng đầu toàn tỉnh, đây là lần đầu một thị xã vượt thành phố, cũng là lịch sử. Đối với điểm này Trung Dược Quân cũng rất tự hào, một thị xã mà đầu tư tài sản cố định vượt qua một thành phố cấp phó tỉnh, điều này ở khu vực Duyên Hải còn có thể nhưng ở khu vực đất liền là điều chưa từng có. Dược Quân, hai số liệu này không phải hai chúng ta sớm đoán được sao? Có thể khiến anh cao hứng như vậy sao? Triệu Quốc Đống trêu chọc. Bí thư Triệu, nói là như vậy nhưng bây giờ thông qua miệng của tỉnh thì mới chính thức được tỉnh tán thành. Tết năm nay chúng ta có thể vui vẻ rồi. Trung Dược Quân không giấu sự tự hào. GDP của Hoài Khánh đứng thứ hai, đạt 128%, đột phá 56 tỷ. Xem ra năm nay vượt qua Miên Châu cùng Kiến Dương là không vấn đề gì. Vĩnh Lương đứng thứ ba đạt 109%, đạt 65,5 triệu tiếp tục vị trí thứ hai. Dược Quân, Ninh Lăng chúng ta so sánh với mấy thành phố, thị xã đứng đầu vẫn còn có chút chênh lệch. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Xem ra sự phát triển của toàn tỉnh không cân bằng, nhanh khỏi bệnh nhanh, chậm khỏi bệnh chậm. Tôi nghĩ Bí thư Đông Lưu cùng Chủ tịch Hạo Nhiên nhìn số liệu kinh tế toàn tỉnh sẽ nửa mừng nửa lo, hơn nữa lo nhiều hơn. Triệu Quốc Đống nói làm Trung Dược Quân bình tĩnh lại nhiều. Đúng thế, Lô Hóa, Đường Giang cùng Vinh Sơn tăng tốc chỉ đạt có 4-5%. Ando tăng trưởng kinh tế có 5,1%, quá thê thảm. Lam Sơn cũng không quá tốt, chỉ chưa đầy 7%. Tôi thấy Kiếm Dân đến Lam Sơn, thị trưởng Liên Hương đi Đường Giang đều gặp rất nhiều khó khăn. Đúng, thu nhập của dân chúng là như thế nào? Triệu Quốc Đống quan tâm nhất là việc này. Ha ha, Bí thư Triệu, chẳng lẽ nói kinh tế Ninh Lăng tăng tốc nhanh như vậy mà còn có thể kém sao? Đều đứng đầu toàn tỉnh. Thu tài chính của tài chính tăng lên rất nhiều khiến các thành phố, thị xã anh em phải đỏ mắt. Số liệu kinh tế tốt như vậy đủ để cho Trung Dược Quân tham gia bất cứ hội nghị nào của tỉnh đều có thể ưỡn thẳng lưng, đủ để tự tin. Chúng ta đạt được thành tích cũng là do chúng ta đã làm rất nhiều việc. Trên trời không tự nhiên ban phước, phát triển là đi ngược dòng nước, không tiến sẽ lui. Anh xem Miên Châu cùng Kiến Dương xem, chỉ chậm 2-3 năm mà đã bị Vĩnh Lương vượt qua, Hoài Khánh đến gần. Nếu năm 2004 này bọn họ không có hướng đi mới thì sẽ bị Hoài Khánh vượt qua. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút và nói. Bí thư Triệu, mục tiêu năm nay của chúng ta là gì? Trung Dược Quân có thể nghe ra khí thế mãnh liệt trong câu nói của Triệu Quốc Đống. Ha ha, Dược Quân, anh nói xem mục tiêu của Ninh Lăng trong năm 2004 nên là gì? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Quyển 14, chương 88. Trung Dược Quân cười cười, Triệu Quốc Đống cũng cười cười không nói. Hai người chỉ nhìn nhau là đủ hiểu. Năm nay là một năm để Ninh Lăng ra mặt. Mặc dù từ Trung ương đã truyền ra ít tin tức về việc nguy cơ do phát triển quá nóng, nhưng đây không phải vấn đề đối với Ninh Lăng. Chính thức muốn điều chỉnh là nhằm vào các ngành truyền thống lạc hậu. Đối với ngành như năng lượng mới, tài liệu ISS và ngành bảo vệ môi trường thì quốc gia vẫn sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Có thể nói năm nay giá trị sản lượng của khu khai phát có thể đột phá 10 tỷ, tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy đã phá vỡ mọi quy tắc.
Bí thư Triệu, tôi thật ra cảm thấy với thực lực hiện nay của khu khai phát chúng ta thì tỉnh có phải nên tính tới việc giúp khu khai phát Ninh Lăng tranh thủ một suất cấp quốc gia không? Trung Dược Quân đã bình tĩnh lại, y nhấp một ngụm trà nóng để mình thêm bình tĩnh. Dược Quân, anh cảm thấy khu khai phát Ninh Lăng có thể có cần cái này để chứng minh mình không? Triệu Quốc Đống hỏi. Cũng đúng, số liệu là chứng minh hữu hiệu nhất, đúng là không cần cái danh kia. Tốt nhất là dồn tâm tư vào các công việc thực tế. Trung Dược Quân suy nghĩ một chút rồi đồng ý với quan điểm của Triệu Quốc Đống. Văn phòng tài chính thị xã chuẩn bị tổ chức lễ biểu dương long trọng, biểu dương các quận, huyện có công tác xuất sắc trong việc xây dựng hệ thống tín dụng. Tôi cũng chuẩn bị tham gia. Tôi cảm thấy việc xây dựng hệ thống này có tập đoàn rất quan trọng đối với sự phát triển của các công ty tư nhân cùng công ty vừa và nhỏ Ninh Lăng chúng ta trong vài năm tới. Thậm chí nó có thể có tác dụng không thể tưởng tượng nổi đối với sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng mấy năm tới. Ừ, Dược Quân, anh có cái nhìn giống tôi. Bây giờ rất nhiều người đều cảm thấy Ninh Lăng phát triển là dựa vào các hạng mục lớn kéo lên, thậm chí cho rằng đó là cách phát triển của Ninh Lăng. Nhưng tôi cảm thấy quan điểm này có sự thành kiến. Nghe tin tốt cũng làm Triệu Quốc Đống vui vẻ. Hắn nói. Đúng thế, hiện nay sự phát triển của Ninh Lăng là dựa vào các hạng mục lớn trong ngành năng lượng mới, tài liệu mới mà kéo lên. Nhưng tôi thấy nó chỉ là trong ngắn hạn mà thôi, Ninh Lăng không thể mãi thu hút các hạng mục lớn tới, cũng không có nhiều hạng mục lớn như vậy mà. Dựa nền kinh tế của một nơi vào một hai công ty lớn là rất nguy hiểm. Hơn nữa các hạng mục lớn còn cần rất nhiều công ty nhỏ đi theo. Chỉ có là ngành này không ngừng kéo dài, hình thành sản nghiệp lớn hơn nữa mới có năng lực chống nguy cơ. Mà tôi cảm thấy việc giúp đỡ các công ty vừa và nhỏ mạnh lên là bước đi đầu tiên, cũng là mấu chốt trong công việc của chúng ta sau đây. Nó sẽ quyết định tương lai của Ninh Lăng chúng ta trong vài năm tới. Mắt Trung Dược Quân sáng lên, quan điểm của Triệu Quốc Đống rất phù hợp với suy nghĩ của y. Bây giờ trong thị xã có một quan điểm thịnh hành đó là trụ cột chính của Ninh Lăng là các hạng mục lớn. Chỉ cần các hạng mục này đầu tư giai đoạn 1, 2, 3 thì kinh tế Ninh Lăng sẽ không ngừng tăng cao. Điều này làm Trung Dược Quân có chút lo lắng, không ngờ Triệu Quốc Đống cũng đã nghĩ ra. Bí thư Triệu, lời ngài nói rất đúng. Tôi thấy chúng ta cần phải nhấn mạnh điểm này trong các hội nghị. Tôi cảm thấy được một số cán bộ thậm chí là cán bộ lãnh đạo của Ninh Lăng chúng ta nhận thức không rõ ở việc này, có thành kiến, chỉ nhìn chằm chằm vào các mình lớn, chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt. Không chú ý đầy đủ sự phát triển của các công ty tư nhân, nhất là đối với việc thành lập cơ chế, hệ thống giúp các công ty tư nhân phát triển thì không quá đủ nhiệt tình. Điểm này cần phải sửa lại cho đúng. Trung Dược Quân nói rất nghiêm túc làm Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Xem ra Trung Dược Quân có cái nhìn với Cố Vĩnh Bân và Lý Đại Phú ở việc này, nhất là Cố Vĩnh Bân. Cố Vĩnh Bân sau khi làm phó thị trưởng thường trực thì không có quan hệ với Trung Dược Quân được như Vưu Liên Hương. Nhất là Cố Vĩnh Bân ở nhiều vấn đề không nhất trí với Trung Dược Quân. Ví dụ như việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, Trung Dược Quân chủ trương xây dựng để tăng sức hấp dẫn của khu khai phát. Nhưng Cố Vĩnh Bân cho rằng xây dựng phải xây dựng nhưng không muốn đầu tư quá lớn, phải thông qua yêu cầu nghiêm ngặt để hạ giá, quy mô không cần quá lớn và cần phải có luận chứng khoa học. Thứ ba về cách vận hành của trung tâm xử lý nước thải này thì Cố Vĩnh Bân cũng không nhất trí với Trung Dược Quân. Cố Vĩnh Bân bề ngoài khiêm tốn nhưng lại là người quật cường. Theo Triệu Quốc Đống thấy Cố Vĩnh Bân mặc dù đến Ninh Lăng chưa lâu nhưng đã nhanh chóng tạo được quan hệ, rất nhanh kéo được Lý Đại Phú thành đồng minh. Trong hạng mục xây dựng trung tâm xử lý nước thải, tính giá thành như thế nào thì Cố Vĩnh Bân và Lý Đại Phú đã trực tiếp tranh cãi với Trung Dược Quân và Trúc Văn Khôi. Đương nhiên Triệu Quốc Đống cũng không cho rằng quan điểm của Cố Vĩnh Bân có gì không đúng. Đối phương đưa ra vấn đề về quy mô và tính khoa học của trung tâm xử lý nước thải khu khai phát cũng là đúng. Một hạng mục do chính quyền đầu tư lớn như vậy đương nhiên phải được khoa học kiểm chứng. Nhưng nó cũng cần tính đến tình hình phát triển đặc thù của khu khai phát. Nó vừa phải đảm bảo tính khoa học của hạng mục, đồng thời cũng cần phải đáp ứng nhu cầu của các công ty trong khu khai phát. Làm như thế nào xử lý tốt hai vấn đề này chính là thử thách năng lực làm việc của Ủy ban thị xã. Đối với việc chính quyền thị xã có tranh luận thì Triệu Quốc Đống về cơ bản không có hỏi. Theo hắn thấy Trung Dược Quân là thị trưởng, dù Cố Vĩnh Bân có quan điểm khác nhưng cũng nên giải quyết trong hội nghị thường trực ủy ban. Nếu vượt qua giới hạn này mà phải giải quyết trong hội nghị thường ủy thì cũng nên do Trung Dược Quân nói ra. Dược Quân, đối với các ý kiến khác thì chúng ta nên tăng cường học tập, trao đổi. Có vấn đề gì cũng có thể thông qua nhiều phương thức giao tiếp mà. Tôi cảm thấy không khí làm việc ở Ninh Lăng chúng ta khá tốt,
có ý kiến khác nhau đều là thảo luận trong phạm vi quy định. Không khí này rất tốt, từ góc độ nào đó mà nói đã chứng minh chế độ tập trung dân chủ của Ninh Lăng chúng ta đã tiến hành tốt. Đây là thành công khá lớn. Triệu Quốc Đống nói, quan điểm đối với mỗi sự vật sự việc của từng người là khác nhau, xử lý một chuyện cũng có ý kiến khác nhau. Chủ yếu nằm ở chỗ anh có thể thảo luận và đưa ra quyết định chung cuối cùng. Mà ở điểm này Triệu Quốc Đống tự nhận mình làm khá tốt ở Ninh Lăng. Trung Dược Quân vốn còn có chút suy nghĩ nhưng câu nói của Triệu Quốc Đống làm y không thể nói thêm. Nhưng y cũng phải thừa nhận Triệu Quốc Đống nói là đúng. Cố Vĩnh Bân và Lý Đại Phú mặc dù ở nhiều vấn đề không cùng ý kiến với mình nhưng thảo luận chỉ trong vòng tròn bên chính quyền, không mở rộng ra ngoài. Triệu Quốc Đống có thể nghe thấy một chút nhưng bên thị ủy không quan tâm. Nói cách khác tất cả vẫn trong phạm vi khống chế của thị trưởng là mình, nếu như mình nói ra thì nó sẽ chứng minh mình không thể khống chế được cục diện bên chính quyền thị xã. Trung Dược Quân tuyệt đối không muốn Triệu Quốc Đống có ấn tượng này. Mặc dù Triệu Quốc Đống bây giờ khá tin tưởng mình, nhưng hắn là bí thư thị ủy sẽ luôn có quyền chủ động, khó nói về sau có ý khác không. Nếu muốn được hắn tôn trọng thì điều đầu tiên mình phải thể hiện được năng lực của mình. Trung Dược Quân rất sáng suốt đổi đề tài sang việc thưởng cho cán bộ đợt cuối năm. Hai năm trước khi Hoàng Lăng làm bí thư thị ủy, tốc độ tăng trưởng GDP của Ninh Lăng mặc dù không chậm nhưng thu tài chính không quá cao, nó khiến tài chính của Ninh Lăng luôn ở trạng thái đói. Cán bộ, nhân viên được tiền thưởng không cao mấy. Năm 2002, tài chính của Ninh Lăng tăng nhiều nhưng do cần đầu tư xây dựng cơ sở vật chất lớn nên vẫn khá thiếu. Nhưng năm 2003 lại khác, tài chính của Ninh Lăng tăng vọt, thu tài chính tăng vài lần. Ninh Lăng trước đây đều bị kêu là nghèo về tài chính nhưng năm nay đã đổi khác. Nó khiến cho cán bộ, nhân viên toàn thị xã rất mong chờ vào khoản tiền thưởng cuối năm. Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân sau khi bàn bạc đã xác định một điều đó là thu tài chính tăng mạnh có công lớn của cán bộ toàn thị xã, nhưng cũng cần phải tính tới tăng thu nhập của dân chúng, đưa ra chế độ thưởng cho cán bộ cơ sở cao hơn cán bộ ở cơ quan. Quyển 14, chương 8-19. Đối với các cơ quan nhà nước mà nói cuối năm là lúc bận nhất. Đủ các cuộc hội thảo, tổng kết, khen thưởng cần tổ chức. Công tác cả năm dù như thế nào cũng phải có lời tổng kết chứ. Đây là chấm tròn cho công việc cả năm, đối với các ngành, đơn vị mà nói đó cũng là nhận định thành tích của họ trong năm. Nhưng năm nay Ninh Lăng khác các năm trước, không khí của cả thị xã đều vui tươi. Gần như bắt đầu từ ngày 20 trụ sở các ban ngành đều treo đèn lồng đỏ, các con đường chính cũng được trang hoàng lại. Không thể nghi ngờ năm 2003 Ninh Lăng đứng đầu toàn tỉnh trong nhiều chỉ tiêu quan trọng. Nó không chỉ làm cho lãnh đạo thị xã hãnh diện, cán bộ và người dân bình thường cũng cảm thấy vui mừng và tự hào. Nhật báo Ninh Lăng đã in màu về chỉ số kinh tế của Ninh Lăng cùng các nơi trong tỉnh để so sánh khiến không ít cán bộ oán thầm. Không cần biết như thế nào đối với dân chúng mà nói ít nhất bộ mặt thị xã thay đổi mạnh, cơ sở vật chất dùng chung ngày càng kiện toàn, số dân cư ở đô thị tăng lên, buôn bán, kinh doanh phồn vinh là điều mọi người đều mong chờ. Mặc dù chỉ cách một con sông nhưng khu nội thành cũ vẫn là nơi dân chúng nội thành ở chính. Nhưng không thể nghi ngờ khu Giang Đông và Hà Nam phát triển thêm nữa sẽ khiến cho dân chúng dần chuyển sang đó, đây là xu thế không thể thay đổi. Mặc dù cầu chính Ô Giang chưa xây dựng xong nhưng đất hai bên đại lộ Huy Hoàng, khu Giang Đông đã là điểm nóng được mọi người mua. Ai cũng biết một khi cầu xây dựng xong thì núi Diệu Phong chính là trục trung tâm của cả khu Giang Đông. Nội thành cũ có giá đất rất đắt, hơn nữa theo quy hoạch của Ninh Lăng thì đây là nơi gần như cấm tiến hành xây dựng nhà hiện đại. Mà nếu muốn hợp nhất khu nội thành mới và cũ lại với nhau thì biện pháp tốt nhất chính là dựa vào đại lộ Huy Hoàng. Khách sạn Vương Triều, khách sạn Kiến Quốc đang được xây dựng về sau sẽ thành trục trung tâm của cả đô thị Ninh Lăng. Ngoài đại lộ Huy Hoàng, đoạn giữa đại lộ Huy Hoàng và quốc lộ 512, Cục Xây dựng Thị xã cũng quy hoạch ra vài con đường nối thẳng đến bờ sông Ô Giang, qua đó hình thành quy hoạch như hình bàn cờ. Theo việc xây dựng cơ sở vật chất và các công trình công cộng của khu Giang Đông không ngừng được hoàn thiện, đất khu Giang Đông nhanh chóng ấm lên. Các khu đất căn cứ vào vị trí khác nhau mà có giá tăng vọt từ mấy chục ngàn lên đến mấy trăm ngàn, thậm chí là trên triệu một mẫu. Giá đất tăng nhanh cũng khiến cho Ninh Lăng trước đây không ai hỏi mua dần nóng lên. Nhất là các nhà đầu tư bất động sản từ An Đô, Trường Sa càng cạnh tranh kịch liệt khu đất này. Việc xây dựng khu Giang Đông cũng vào cao trào khiến Ninh Lăng xuất hiện một nhóm lớn các công ty bất động sản và công ty xây dựng. Chính quyền Ninh Lăng cũng muốn bồi dưỡng các công ty xây dựng địa phương nên đưa ra nhiều chính sách ủng hộ các công ty này. Có nhiều công trình yêu cầu bắt buộc phải là các công ty Ninh Lăng nhận thầu,
nếu là các công ty bên ngoài tiến vào cũng yêu cầu phải thành lập chi nhánh ở Ninh Lăng. Theo ý của thị ủy, Ủy ban Ninh Lăng đó chính là các nơi có vị trí địa lý phồn hoa nhất, điều đầu tiên cần phải có đủ các cơ sở vật chất thiết yếu. Các hạng mục như trung tâm thanh thiếu niên, cung văn hóa, thư viện, rạp chiếu phim, đều dùng hình thức chuyển giao xây dựng đầu tiên, sau đó mới tới các khu đất dành cho cơ quan nhà nước. Như vậy có thể đảm bảo tính hợp lý trong quy hoạch của khu Giang Đông, vừa thỏa mãn yêu cầu tăng lên hình tượng của Ninh Lăng, cũng có thể thông qua việc nhường các khu đất vàng để thu lại tài chính dành cho xây dựng. Xây dựng khu Giang Đông là thành tích vinh quang nhất trong năm qua của Đảng ủy, chính quyền Ninh Lăng. Mà quan trọng hơn chính là thành tích này được dân chúng tán thành. Rất nhiều lúc các công trình mà Đảng ủy, chính quyền cho rằng là điểm sáng lại bị dân chúng coi là công trình mặt mũi, không đáng tán thành, thậm chí còn bị đả kích. Nhưng thị ủy, Ủy ban Ninh Lăng biến khu Giang Đông trước đây là nơi hoang vu thành một nơi tươi đẹp, rất nhiều công trình công cộng, khu vui chơi, giải trí, mua sắm được xây dựng khiến cho nơi đây rất thu hút dân chúng. Nó chẳng những trở thành nơi để dân cư nội thành cũ chuyển sang, cũng là nơi ở dành cho nhiều nhân viên, công nhân các công ty đến đầu tư xây dựng nhà máy ở Ninh Lăng. Văn Khôi, việc quy hoạch về việc xây dựng nhà cho thuê của Ủy ban thị xã đến đâu rồi? Triệu Quốc Đống đứng trên cầu nhìn dòng ô Giang mà nói. Trúc Văn Khôi ngẩn ra một chút, vừa nãy bí thư Triệu còn đầy hứng thú nghe mình giới thiệu về khu Giang Đông, yêu cầu cần phải khống chế chặt đất đai, đảm bảo nguồn cung đất trong vài năm tới, cũng có nhiều suy nghĩ về hiện tượng nóng lên của khu Giang Đông. Bây giờ bí thư Triệu đột nhiên hỏi câu này làm y cảm thấy chỉ sợ bí thư Triệu đã có ý gì đó. Bí thư Triệu, về vấn đề nhà cho thuê thì bên chính quyền vẫn có tranh luận nhiều. Ngài cũng biết do khu Giang Đông xây dựng cơ sở vật chất quá lớn, hiện nay tập đoàn đầu tư Ninh Lăng nợ khá nhiều, mà tài sản chủ yếu lại là đất. Tuy nói giải tỏa và bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 của khu Giang Đông không quá nhiều nhưng phải tốn không ít cho san nền, thêm vào đó là giai đoạn 2 cũng gặp áp lực đền bù giải phóng mặt bằng khiến áp lực của tập đoàn đầu tư thị xã là rất lớn. Ngoài ra tài chính của thị xã cũng khống chế rất nghiêm đối với tập đoàn, không ít các công trình công cộng ở nội thành cũ cũng muốn tập đoàn phụ trách vay vốn cho nên. Cho nên bên ủy ban mới kéo dài như vậy mà không đạt được gì ư. Giọng Triệu Quốc Đống hơi kém đi đôi chút. Trúc Văn Khôi run lên, y gần như chưa từng nghe Triệu Quốc Đống nói với giọng điệu này cùng mình bao giờ. Bình thường Triệu Quốc Đống có đôi khi nghiêm khắc một chút nhưng chỉ là nhằm vào sự việc cụ thể, hiếm khi kéo cả ủy ban vào. Bí thư Triệu, Trúc Văn Khôi trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Tôi nói với anh, sáng nay tôi không có việc gì nên một mình đạp xe chạy ở bên nội thành cũ. Chạy quanh chợ, bờ sông, bến xe, tôi cũng đi bộ một vòng và gặp không ít thứ mà bình thường chúng ta không được thấy. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy, Trúc Văn Khôi run lên. Y sợ nhất việc lãnh đạo chủ yếu tự mình đi điều tra. Bây giờ dân chúng rất bất mãn với chính quyền, mặc kệ chính quyền làm gì thì luôn có lời đồn đãi không hay. Dân chúng không hiểu sẽ nói chính quyền lắm chuyện, nếu không sẽ nói chính quyền không có quy hoạch tổng thể, hoặc là nói anh muốn ăn chia từ công trình. Trúc Văn Khôi không phủ nhận có hiện tượng này, y có thể cam đoan mình không dính vào nhưng không dám cam đoan mọi người bên dưới đều vậy. Nhưng có những công trình nếu điều chỉnh quy hoạch thì có lẽ khi anh khởi công sẽ gặp không ít lời mắng mỏ. Đừng có ra vẻ sợ sệt như vậy, có đến mức thế không? Triệu Quốc Đống dịu giọng đi đôi chút. Tai tôi nghe được lời không hay, nhưng cũng nghe được không ít cách nói không công bằng. Thứ nhất chúng ta xây dựng khu Giang Đông là chuyện tốt vì nó biến một nơi đầy rác thành công viên lớn. Thứ hai chính là nó không có quan hệ nhiều với dân chúng nghèo khó. Có người nói chính quyền thị xã lên báo miêu tả tương lai của khu Giang Đông tốt như thế nào, sẽ mang tới bao hy vọng cho dân chúng nhưng bây giờ không thấy. Bọn họ không thể nào mỗi ngày đều đạp xe qua sông xem công viên mà. Anh hiểu ý tôi chứ? Cho nên tôi rất muốn hỏi một câu mục đích của sự phát triển là gì? Trúc Văn Khôi có thể không hiểu sao? Trên thực tế khi quy hoạch khu Giang Đông, trên hội nghị thường vụ thị ủy Triệu Quốc Đống đã đưa ra yêu cầu cần cân nhắc bố cục quy hoạch của khu Giang Đông, thích hợp cân nhắc việc giúp đỡ dân chúng nghèo khó và điều này đã được ghi vào trong biên bản của hội nghị. Mặc dù lúc ấy khiến không ít lãnh đạo chú ý nhưng theo thời gian trôi qua, theo việc xây dựng khu Giang Đông tiến triển nhanh chóng, theo giá đất tăng nhanh, các nhà đầu tư đều đỏ mắt tranh nhau các khu đất ở khu Giang Đông, ở tình huống này nếu muốn cho thị xã đưa ra chính sách nhà cho thuê mới đúng là rất khó khăn. Nhưng dù khó khăn thì anh cũng phải suy nghĩ, bởi vì đây không chỉ là yêu cầu về chính trị, dân sinh mà còn là yêu cầu của Triệu Quốc Đống. Quyển 14, chương 90.
Bí thư Triệu, ở vấn đề này bên ủy ban cũng không phải không suy nghĩ đến, nhưng mà mọi người đều cho rằng Ninh Lăng đang gặp cơ hội lớn để phát triển, chúng ta cần làm là đưa tài chính vào đúng mục đích, làm như thế nào nhanh chóng hoàn thiện cơ sở vật chất, tiến thêm một bước xúc tiến kinh tế Ninh Lăng phát triển, đây là chuyện liên quan đến vấn đề phát triển mấy năm sau của Ninh Lăng cho nên. Trúc Văn Khôi thấy vẻ mặt Triệu Quốc Đống càng lúc càng khó coi nên ngậm miệng lại. Đây là lý do khách quan, nhưng từ chủ quan mà nói không khó để nói việc xây dựng nhà cho thuê sẽ khiến cho giảm, thành tích, thu tài chính lại. Xây dựng nhà cho thuê sẽ khiến tiền thu từ đất đai giảm đi, hơn nữa hiện nay cũng không có quy định rõ ràng về chính quyền địa phương các nơi phải chịu trách nhiệm xây dựng nhà cho thuê. Cho nên trong công việc thực tế chính quyền địa phương các cấp rất lạnh nhạt với việc xây dựng nhà cho thuê, đây không phải chỉ là hiện tượng riêng ở Ninh Lăng. Tôi cảm thấy chúng ta trước đây hình như quá chú trọng vào thành tích kinh tế mà quên đi một vấn đề. Triệu Quốc Đống cố nhịn cơn khó chịu trong lòng rồi lạnh nhạt nói. Điều này cũng không trách được Trúc Văn Khôi, trên thực tế giai đoạn trước ngay cả bản thân Triệu Quốc Đống cũng chú tâm vào phát triển kinh tế mà. Bây giờ đã đến lúc từng bước giải quyết một vài vấn đề. Phát triển kinh tế tuy quan trọng nhưng mục đích cuối cùng của phát triển kinh tế chính là đề cao cuộc sống của dân chúng lên. Mà việc giúp đỡ dân chúng nghèo khó chính là công tác quan trọng nhất trong đó. Chúng ta phát triển kinh tế chính là để liên tục nâng cao cuộc sống của dân chúng Ninh Lăng lên, tạo ra hoàn cảnh công tác tốt đẹp hơn, xây dựng hoàn cảnh sống dễ chịu hơn. Điều này là rất quan trọng, nhưng chúng ta cũng phải xem đến một nhóm lớn dân chúng có điều kiện sống thiếu thốn, chỉ dựa vào điều kiện bản thân là không thể đạt được việc cải thiện cuộc sống như các quần thể dân chúng khác. Vì thế chính quyền cần phải cân nhắc giải quyết vấn đề này. Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói, khu Giang Đông đúng là trọng tâm phát triển hiện nay của Ninh Lăng chúng ta, nhưng tôi cho rằng người dân Ninh Lăng có tư cách hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì thế tôi cảm thấy trong công việc sau đây của ủy ban cần trọng điểm cân nhắc việc này. Miệng Trúc Văn Khôi đã khô lại, sao chuyện này lại rơi vào đầu mình? Nó sẽ khiến cho ủy ban có nhiều sóng gió, nhưng Triệu Quốc Đống nói ra ai có thể không làm. Văn Khôi, tâm trạng thị trường chung trong thời gian này khá tốt. Tôi không muốn dội gáo nước lạnh vào y. Chuyện này vốn nên để sang năm mới nói, nhưng sang năm sau tôi có thể ra ngoài học tập một thời gian, cho nên tôi hy vọng anh là phó thị trưởng phụ trách cần chủ động đưa chuyện này ra trong hội nghị thường trực ủy ban, còn cần phải chứng thực nó nữa. Triệu Quốc Đống nói. Bí thư Triệu, ngài sẽ đi học. Trúc Văn Khôi phản ứng rất nhanh. Trường Đảng Trung ương. Ừ, có thể sang năm sẽ đi trong 3 tháng, công việc hàng ngày của Ninh Lăng sẽ do thị trưởng Trung phụ trách. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Công tác kinh tế đã đi vào quỹ đạo, tôi không có gì lo lắng. Nhưng về việc áp dụng xây nhà cho thuê, tôi hy vọng anh gánh vác, chủ động đẩy mạnh triển khai công việc này. Đây là trách nhiệm của chính quyền, càng là trách nhiệm của anh. Câu nói cuối cùng của Triệu Quốc Đống làm Trúc Văn Khôi chấn động cả người. Triệu Quốc Đống biết mình sẽ đến trường Đảng Trung ương học chưa lâu. Phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Vi Sùng Thái gọi điện cho hắn. Coi như chính thức thông báo với hắn. Hết Tết hắn sẽ lên Bắc Kinh học 3 tháng. Nghe nói đây là do Phó Bí thư tỉnh ủy Miêu chọn hắn, trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy đã nói cần tăng cường bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi xuất sắc, đề cao tố chất của cán bộ trẻ, kết quả Triệu Quốc Đống lọt vào danh sách. Cả tỉnh An Nguyên lần này có 3 người tham gia, ngoài Triệu Quốc Đống còn có một vị làm cục trưởng cục thuế tỉnh, còn lại là Phó Hiệu trưởng Đại học Nông nghiệp Trung Nam. Vào học ở trường đảng có nghĩa gì ai cũng hiểu. Nhưng đây mới là điều kiện cơ bản, cũng không phải nói anh học xong sẽ mặc định đến một vị trí nào đó. Hàng năm đều có các đợt học tập như vậy, anh học ở trường đảng cũng không đại biểu gì, chỉ có thể đại biểu anh có tố chất. Đương nhiên con đường về sau của anh như thế nào thì không thể cam đoan. Nhưng dù như thế nào thì đó cũng là cơ hội hiếm có, Miêu Trấn Trung yêu ái Triệu Quốc Đống như vậy sao? Đương nhiên là không. Miêu Trấn Trung phí công sức đẩy Triệu Quốc Đống đi học là do cảm thấy thành tích của Ninh Lăng trong năm 2003 là quá chói mắt, khiến khả năng cạnh tranh chức thị trưởng An Đô của Triệu Quốc Đống cao lên. Như vậy tìm một lý do công khai đẩy Triệu Quốc Đống rời khỏi tỉnh An Nguyên một thời gian là tốt nhất, sẽ khiến Triệu Quốc Đống mất đi tư cách tranh đoạt. Chiêu này của Miêu Trấn Trung có thể nói là một đao quang minh chính đại. Nếu như Triệu Quốc Đống thật sự quá hy vọng có thể làm thị trưởng An Đô thì đao này sẽ làm hắn đau đến chết. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không quá để ý, thứ vốn không thuộc về hắn thì hắn sẽ không để ý. Hắn thậm chí còn phải cảm ơn kế này của Miêu Trấn Trung. Triệu Quốc Đống cũng không phải không muốn tranh chức thị trưởng An Đô, nhưng tin mà Hàn Độ truyền tới làm hắn thay đổi chủ ý.
Ninh Lăng năm 2003 phát triển cực nhanh làm bí thư ứng rất hài lòng. GDP đã vượt lên để sánh ngang với Lam Sơn, chỉ còn kém Tân Châu không đầy 1 tỷ, đứng thứ 6 toàn tỉnh. Mà theo xu thế phát triển của Ninh Lăng thì tốc độ tăng trưởng của năm 2004 cũng sẽ cực nhanh, vượt qua Miên Châu, Kiến Dương để đạt thứ tư cũng là trong tầm tay, còn có dấu hiệu tranh đoạt vị trí với Hoài Khánh. Bởi vì như vậy nên có không ít lãnh đạo tỉnh ủy bao gồm Ứng Đông Lưu, Nhâm Vi Phong, Tề Hoa, Dương Kính Quang đều cho rằng vị trí của Triệu Quốc Đống hiện giờ không nên dễ dàng điều chỉnh, muốn Ninh Lăng ổn định thêm thời gian nữa, đảm bảo kinh tế Ninh Lăng đi vào quỹ đạo phát triển nhanh chóng. Chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nghiên không quá đồng ý cách nói Ninh Lăng phát triển là do công lao của mình Triệu Quốc Đống, nhưng y cũng thừa nhận hiện giờ điều chỉnh Triệu Quốc Đống là không quá thích hợp. Mặc dù y rất hy vọng Triệu Quốc Đống điều đi để chung dược quân thế chỗ. Nhận được tin này, Triệu Quốc Đống đã phải suy nghĩ nhiều. Chức thị trưởng An Đô làm người ta thèm muốn, mình nếu như hết sức tranh đoạt, đi lại trên Bắc Kinh một chút không phải không có hy vọng. Nhưng mấy thường vụ bao gồm cả bí thư Ứng đều cho rằng trước mắt mình không nên điều chỉnh, hắn không thể không suy nghĩ. Nếu mạo muội ra tay không chừng phản tác dụng, chẳng những không thể làm thị trưởng An Đô mà còn bị bí thư Ứng phản cảm. Suy nghĩ mãi Triệu Quốc Đống quyết định im lặng, bỏ qua cơ hội này, tiếp tục làm tốt công việc trên cương vị bí thư thị ủy Ninh Lăng của mình. Không ngờ Miêu Trấn Trung lại cho hắn một niềm vui bất ngờ như vậy, có lẽ do Miêu Trấn Trung cảm thấy danh tiếng của Triệu Quốc Đống đang cao, khả năng giành chức thị trưởng An Đô khá lớn. Triệu Quốc Đống nghĩ mà có chút buồn cười. Tin Triệu Quốc Đống lên trường Đảng Trung ương học 3 tháng rất nhanh truyền khắp Ninh Lăng, Trung Dược Quân có chút nuối tiếc. Vốn có lời đồn Triệu Quốc Đống là người có thể cạnh tranh chức thị trưởng An Đô, y cũng từng bóng gió hỏi qua Triệu Quốc Đống, nhưng Triệu Quốc Đống đều nói đó là đồn thổi. Xem ra lần này Triệu Quốc Đống không có ý đó thật rồi. Nghĩ cũng đúng, Triệu Quốc Đống lên làm cán bộ cấp giám đốc sở mới có 3 năm, nếu lên cấp phó tỉnh ngay thì hơi quá. Bí thư thị ủy Vĩnh Lương Long Ứng Hoa nghe nói là người có khả năng nhất hiện nay, nhưng y còn gặp phải chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh khiêu chiến mạnh mẽ, biết ai thắng ai thua. Nhưng tất cả đều không quan hệ đến Ninh Lăng. Chính quyền Triệu Quốc Đống cũng coi như được sự an ủi, học tập ở trường Đảng Trung ương không phải lúc nào cũng có thể có, không biết có phải tỉnh ủy làm vậy là để an ủi hắn không. Trung Dược Quân vốn cũng có suy nghĩ, mặc dù y cảm thấy mình phối hợp với Triệu Quốc Đống rất ăn ý nhưng nếu nói y không có suy nghĩ tiến bộ là dối trá. Trước mặt Triệu Quốc Đống, Trung Dược Quân cũng không giấu điểm này. Vì thế hai người từng thảo luận cơ chế phân công cán bộ. Triệu Quốc Đống cũng không phải người hẹp hòi, thậm chí có thể nói cộng tác với hắn được nhiều lợi ích. Chỉ là lần này cơ hội hiếm có mà lại bỏ lỡ. Chủ tịch Tần Hạo Nghiên có lần nói hy vọng Triệu Quốc Đống có thể tranh đoạt vị trí thị trưởng An Đô, cho rằng Triệu Quốc Đống có khả năng tranh, nhất là khi lai lịch của Triệu Quốc Đống lớn, hoàn toàn có thể thông qua các quan hệ ở tầm cao ảnh hưởng ý kiến của tỉnh. Nếu là như vậy tức là Trung Dược Quân có cơ hội, không ngờ cuối cùng ý đồ này không thể thực hiện. Quyển 14, chương 91. Quốc Đống, lên trường Đảng Trung ương học không phải là rèn luyện bình thường. Bí thư Miêu rất coi trọng cậu, y cho rằng cậu có kinh nghiệm công tác phong phú, có năng lực về công tác kinh tế, trình độ lý luận cũng cao nhưng làm như thế nào kết hợp lý luận và kinh nghiệm thực tế lại, làm tăng hiệu quả thì học ở trường Đảng chính là vật dẫn. Hàn Độ cũng có chút bất ngờ với việc Miêu Trấn Trung đề cử để Triệu Quốc Đống đi học. Đương nhiên không phải Hàn Độ không rõ ý đồ thực tế của Miêu Trấn Trung. Thành tích của Ninh Lăng năm qua là quá chói mắt khiến tỉnh có không ít tiếng nói cho rằng Triệu Quốc Đống có năng lực để chấn hưng nền kinh tế An Đô lên, trong đó bao gồm cả bản thân Hàn Độ. Ngay cả Nhâm Vi Phong, Tề Hoa cũng cho rằng như vậy. Chẳng qua do cân nhắc đến cục diện hiện nay của Ninh Lăng không nên dễ điều chỉnh vì thế Hàn Độ mới đề nghị tạm thời không điều động Triệu Quốc Đống. Nhưng nó cũng mang tới áp lực rất lớn cho Miêu Trấn Trung. Miêu Trấn Trung không hy vọng một nhân vật như Triệu Quốc Đống làm thị trưởng An Đô mới dùng chiêu rút củi đáy nồi đó. Làm cho Triệu Quốc Đống tạm thời rời khỏi tỉnh An Nguyên, tạm thời không tham dự việc cạnh tranh chức thị trưởng An Đô. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của riêng Miêu Trấn Trung. Nếu Triệu Quốc Đống thật sự muốn tranh chức thì không phải đưa hắn lên trường đảng là không làm được gì, cùng lắm coi như đưa Triệu Quốc Đống ra xa một chút mà thôi. Vậy đúng là phải cảm ơn bí thư Miêu tin tưởng. Cơ hội học tập này không phải ai cũng có thể có, tôi đúng là rất ngạc nhiên, không biết lần này có học được nhiều không. Triệu Quốc Đống nói rất nhẹ nhàng và uyển chuyển, hắn và Hàn Độ đều rõ mục đích của Miêu Trấn Trung nên không nói ra. Quốc Đống, cậu đừng quá khiêm tốn,
đây là cơ hội để dung hợp kinh nghiệm thực tế và lý luận chính trị. Tôi tin cậu chỉ cần nghiêm túc học tập sẽ thu được kết quả rất tốt. Hàn Độ nói, hơn nữa thực tế mà nói trường đảng Trung ương là nơi bồi dưỡng nhân tài tốt nhất cả nước, thời gian 3 tháng dài không dài, ngắn không ngắn, phải xem cậu nắm bắt cơ hội như thế nào. Học tập rất quan trọng, trao đổi, thảo luận, nghiên cứu với bạn học còn quan trọng hơn. Như vậy không chỉ có thể phong phú thêm tầm nhìn của cậu, hơn nữa có thể nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Thông qua thảo luận, nghiên cứu và tranh luận, cậu có thể đạt được rất tài nguyên chính trị mà trước đây mình không đạt được. Triệu Quốc Đống cẩn thận suy nghĩ lời nói của Hàn Độ. Tất nhiên lần lên học ở trường đảng Trung ương lần này khác các đợt học tập hắn từng tham gia. Trong lời của Hàn Độ đã lộ ra nhiều ý. Lớp tập huấn đầu năm này có ý nghĩa khác lạ, thường thường đều có ý nghĩa tượng trưng. Mặc dù chưa chắc thật sự đã đạt được mục tiêu của mình nhưng có một điều chắc chắn là rất nhiều người chú trọng lớp tập huấn này. Trưởng ban Hàn yên tâm, tôi nhất định chăm chú, cần cù, hoàn thành chương trình học, cũng hy vọng lần đi này có thể làm cho các phương diện của mình tăng cao lên. Triệu Quốc Đống có chút hưng phấn nói. 3 tháng tôi cũng có thể thả lỏng một chút, học tập là không ngừng nạp điện, đồng thời là cơ hội tốt nhất để điều chỉnh tâm trạng của mình. Tôi cảm thấy tâm trạng mình cần một cơ hội như thế này. Cậu thấy được như vậy là tốt rồi, sau khi học xong tôi hy vọng cậu đạt kết quả về mọi mặt, nó sẽ có nhiều tác dụng với sự phát triển sau này của cậu. Hàn Độ cười nói, về vấn đề thị trưởng An Đô thì không nên suy nghĩ quá nhiều, tái ông thất mã mà. Mong rằng những lời của ngài có thể mang tới một dấu hiệu tốt cho tôi. Triệu Quốc Đống không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi câu nói này. Đúng rồi trưởng ban, vậy đã xác định ai làm thị trưởng An Đô chưa vậy? Bây giờ tỉnh ủy có khuynh hướng chọn Long Ứng Hoa nhưng Trung ương chưa cho ý kiến. Trung ương rất chú trọng việc phát triển An Đô thành thành phố trung tâm về chính trị, kinh tế, tài chính, khoa học kỹ thuật của khu vực Trung Tây. Nhưng biểu hiện 2 năm qua của An Đô đã phụ kỳ vọng của Trung ương. Cho nên Trung ương rất thận trọng khi chọn ai làm thị trưởng Trung ương. Nghe nói Trung ương có ý điều người từ Trung ương đến, đây là tin không tốt đối với tỉnh ủy. Hàn Độ có chút nuối tiếc nói. Nếu như chức thị trưởng này kéo dài thêm 5 khi đó cục diện Ninh Lăng đã ổn định, mà lý lịch của cậu đủ để chinh phục bất cứ ai. Trưởng ban, nói thật là chức thị trưởng An Đô không dễ ngồi. Tổng thể kinh tế của An Đô quá lớn, ai cũng nói thuyền nhỏ dễ quay đầu, thuyền lớn phải ra biển. Kinh tế An Đô quá lớn, ảnh hưởng đến xu thế phát triển của cả tỉnh An Nguyên, không giống đô thị nhỏ như Ninh Lăng, chỉ cần có quy hoạch khoa học, hợp lý là có thể thay đổi hẳn. Nhưng An Đô không được. 1-2 ngành nghề không thể khiến kinh tế An Đô bay lên, phải điều chỉnh kết cấu Âu rộng, cũng có nghĩa làm thị trưởng không chỉ được thị ủy toàn lực ủng hộ, còn phải được tỉnh ủy, thậm chí trung ương ủng hộ mạnh mẽ. Mà ở tình hình hiện nay theo tôi thấy là rất khó khăn. Triệu Quốc Đống nói ra khiến Hàn Độ phải im lặng không nói. Triệu Quốc Đống nói đúng, Tôn Liên Bình làm phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy An Đô, tiếng nói rất lớn. Phong cách của Tôn Liên Bình có thể nói khá giống Miêu Trấn Trung, thậm chí còn bảo thủ hơn. Trong việc phân công cán bộ thì thị trưởng gần như không có quyền mấy. Mà cán bộ bên dưới không có ai thân tín, dễ bảo thì sao chấp hành được quan niệm của anh. Ai làm thị trưởng cũng chỉ sợ đi vào vết xe đổ mà thôi. Quốc Đống, nhưng nếu cậu làm thị trưởng An Đô thì sao? Hàn Độ hỏi. Tôi làm. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng như sớm biết Hàn Độ sẽ hỏi như vậy. Trưởng ban Hàn. Tôi làm nhất định cũng sẽ làm được một chút gì đó nhưng vẫn có nhiều khó khăn. Làm như thế nào xử lý tốt quan hệ với bí thư thị ủy, thậm chí có thể tranh đoạt chút quyền lực là quan trọng nhất. Phải xem làm thị trưởng sẽ vận dụng như thế nào. Ha ha, còn cách cụ thể thì mỗi nhà đều có cách của mình mà. Hàn Độ biết Triệu Quốc Đống không muốn nói nhiều ở việc này. Triệu Quốc Đống nói đúng, dù là ai làm thị trưởng thì phong cách cũng khác nhau. Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa. Triệu Quốc Đống lại hỏi về nơi Diêu Văn Chí sẽ đi. Hàn Độ cũng nói vấn đề này mặc dù đang được bàn bạc nhưng Diêu Văn Chí là cán bộ do ban tổ chức cán bộ trung ương phụ trách, tỉnh ủy chỉ có quyền đề nghị chứ không phải quyết định. Nhưng về cơ bản Diêu Văn Chí sẽ không ở lại tỉnh An Nguyên, chẳng qua chưa rõ điều lên cấp bộ hay đến tỉnh thành khác nhận chức. Triệu Quốc Đống có chút nuối tiếc, năng lực của Diêu Văn Chí không kém, từ biểu hiện của y ở Lộc Sơn là biết ngay. Khi làm phó thị trưởng và phó thị trưởng thường trực An Đô đều thể hiện xuất sắc, nhất là ý tưởng muốn kinh tế An Đô chuyển mình thành trung tâm tài chính của cả khu vực Trung Tây, toàn lực đẩy mạnh việc xây dựng trung tâm tài chính An Đô. Thực tế chứng minh Diêu Văn Chí đã đạt được vài hiệu quả.
Nhưng về sau quan hệ giữa Miêu Trấn Trung và Diêu Văn Chí khá căng thẳng, Chu Hành Vĩ lên làm phó thị trưởng thường trực khiến Diêu Văn Chí gặp trở ngại nhiều. Mà Tôn Liên Bình lên càng khiến quan hệ hai bên xấu đi. Theo Triệu Quốc Đống thấy Diêu Văn Chí cũng mắc sai lầm như mình là không xử lý tốt quan hệ với bí thư thị ủy nên tạo thành cục diện như bây giờ. Đương nhiên quan hệ không hòa hợp này do nhiều nhân tố, vừa do đối phương, vừa do mình, nhưng làm như thế nào hóa giải nhân tố bất lợi thì hắn và Diêu Văn Chí cần phải nghiêm túc tổng kết lại. Lúc ấy mình được Thái Chánh Dương giúp mà lên được bộ năng lượng, còn Diêu Văn Chí thì sao? Diêu Văn Chí thực ra cũng không quá chán trường, tâm trạng y bây giờ lại khá bình tĩnh. Bên ngoài bàn tán nhiều nhưng y vẫn vững vàng, thời gian này đều đi làm đúng giờ, mặt nở nụ cười đầy vui vẻ. Thậm chí ngay cả cán bộ trong chính quyền thành phố đều nhận ra thị trưởng Diêu bây giờ khá dễ gần. Đương nhiên có không ít người cho rằng y biết mình sẽ đi nên mua chuộc lòng người. Mua chuộc lòng người, Diêu Văn Chí thi thoảng nghe tin này chỉ cười cười tự giễu. Nếu cách này mà có thể quyết định việc mình đi hay ở thì quá buồn cười. Quyển 14, chương 92. Máy bay tiến vào địa phận Nam Việt, không khí trở nên ấm áp hơn nhiều. Ando bay tới Dương Thành có nhiều chuyến, Diêu Văn Chí chọn chuyến bay muộn. Y không muốn nhiều người biết, ngoài Lô Vệ Hồng đưa mình tới sân bay ra, người khác không ai biết y tới Nam Việt. Là Bí Thư Ninh gọi hắn tới, hắn đương nhiên biết ý nghĩa chuyến đi này làm hắn rất kích động. Ân Chi Ngộ có thể nói là rất chính xác trong quan hệ giữa hắn và Ninh Pháp. Từ Bí Thư huyện ủy Lộc Sơn đến Phó Thị trưởng thành phố Ando. Rồi phó thị trưởng thường trực, rồi thị trưởng, mỗi một bước mặc dù do cố gắng của mình nhưng nếu không có Bí Thư Ninh tin tưởng và đề bạt thì y không thể thuận lợi như vậy. Diêu Văn Chí tự nhận mình làm khá tốt, nhất là lúc làm phó thị trưởng và phó thị trưởng thường trực thì đều biểu hiện chói mắt trong vị trí của mình. Khi hắn làm thường vụ thị ủy, phó thị trưởng phụ trách mảng công nghiệp, xây dựng đô thị đã khiến khu khai phát đứng đầu khu vực Trung Tây. Khi làm phó thị trưởng thường trực thì thu tài chính tăng tốc rõ ràng. Bắt đầu có dấu hiệu làm trung tâm tài chính khu vực Trung Tây, nhiều thể chế tài chính tiến vào Ando, nhiều nhà đầu tư và ngân hàng bên ngoài đều tiến vào Ando, sản nghiệp tài chính có thể nói là phát triển cực nhanh khiến cho nhiều ngành công nghệ cao bắt đầu ưu ái Ando. Nhưng tất cả đã dừng lại khi hắn làm thị trưởng. Quan niệm giữa hắn và Miêu Trấn Trung khác nhau khiến cho nhiều hạng mục công việc của Ando bị hạn chế, sự phát triển bị ảnh hưởng. Ando bắt đầu xuống dốc, hết đợt Miêu Trấn Trung. Diêu Văn Chí vốn nghĩ sẽ có thay đổi không ngờ lại đến một tên còn bảo thủ hơn Miêu Trấn Trung. Diêu Văn Chí không rõ Trung ương suy nghĩ như thế nào mà đưa người như vậy đến làm bí thư thị ủy Ando. Tôn Liên Bình vừa đến đã lật đổ nhiều tư tưởng của Diêu Văn Chí, hơn nữa ở vấn đề dùng người còn kiên trì cái gọi là đảng ủy quyết định, liên tiếp điều chỉnh nhân sự, mấy thân tín của Diêu Văn Chí đều bị điều chỉnh khiến hắn thành thị trưởng cô đơn. Đừng nhìn Tôn Liên Bình không giỏi về phát triển kinh tế nhưng lộng quyền lại rất giỏi. Đẩy Chu Hành Vĩ lên làm phó thị trưởng thường trực, liên tiếp giở trò với mình. Vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ là kẻ chỉ biết phục tùng cấp trên. Ở hoàn cảnh như vậy Diêu Văn Chí sớm muốn đổi lại nơi công tác, buồn cười là nhiều kẻ cho rằng mình vẫn lưu luyến chức thị trưởng Ando. Diêu Văn Chí không có nói nhiều về công việc của mình với Ninh Pháp. Nhưng Ninh Pháp thi thoảng gọi tới hỏi tình hình, có lẽ cũng từ báo cáo số liệu của Ando mà biết tình hình của Ando. Ninh Pháp từng làm bí thư thị ủy Ando nên rất có tình cảm với nơi này. Nhưng bây giờ Ando phát triển quá chậm, bị các thành phố cấp phó tỉnh, thậm chí các thành phố bình thường ở khu vực Duyên Hải đuổi kịp, vượt qua, đó là điều Ninh Pháp không mong thấy. Diêu Văn Chí cảm thấy mình phụ kỳ vọng của Ninh Pháp nhưng y không thẹn với lòng. Chẳng qua y vẫn có chút xấu hổ, dù là như thế nào thì tình hình phát triển của Ando cũng có một phần trách nhiệm của y. Vì thế lần này Ninh Pháp gọi tới. Y vừa cảm động vừa có chút lo lắng. Lần trước Ninh Pháp hỏi qua tình hình của hắn, hắn mặc dù cố gắng che giấu nhưng dưới cặp mắt của Ninh Pháp thì hắn biết có giấu cũng không được. Vì thế hắn đã thẳng thắn thừa nhận muốn đổi vị trí công tác. Ninh Pháp không nói nhiều mà chỉ nói tiếp tục làm việc. Hai tháng trước Ninh Pháp đột nhiên gọi tới hơn nữa lúc ấy gần cuối năm, mặc dù đối phương không nói gì nhưng Diêu Văn Chí đã mơ hồ cảm nhận điều khác lạ. Một xe buýt trông rất bình thường của tỉnh ủy Nam Việt đến đón Diêu Văn Chí. Đến đón Diêu Văn Chí là một vị phó trưởng phòng của văn phòng tỉnh ủy Nam Việt. Mấy lần Diêu Văn Chí đến Nam Việt đều thấy trưởng phòng Lương này đi theo Ninh Pháp. Mặc dù không thân cận bằng thư ký riêng của Ninh Pháp nhưng là nhân vật thân tín của Ninh Pháp. Nghe nói sắp lên làm trưởng phòng nào đó. Thị trưởng Diêu, Bí thư Ninh bảo ngài đến khách sạn nghỉ trước. Bây giờ Bí thư Ninh còn có cuộc tiếp đón,
có thể đến 10 giờ mới rảnh nên bảo ngài chờ một chút. Tôi đưa ngài đến khách sạn. Họ Lương nói chuyện mang theo tiếng Chiết Giang nên nghe khác với tiếng Nam Việt. Chẳng qua Diêu Văn Chí nghe quen tiếng của Ninh Pháp nên lại thấy thân thiết. Cảm ơn trưởng phòng Lương. Diêu Văn Chí khách khí nói. Không nên khách khí, thị trưởng Diêu có thể đến Nam Việt chúng tôi cũng là khách quý mà. Đối phương cười nói. Khách quý gì chứ, lão lãnh đạo gọi, tôi đương nhiên phải nghe lời rồi. Diêu Văn Chí mỉm cười đáp lại. Hai mắt họ Lương sáng lên nhưng không nói nhiều. Trưởng phòng Lương ngồi trong khách sạn nói chuyện với Diêu Văn Chí đến hơn 10 giờ 30 tối thì điện thoại di động của y mới vang lên. Hai người lúc này vội vàng đến tỉnh ủy Nam Việt. Ninh Pháp trông khá vui vẻ. Dịch SARS trong năm 2003 đã ảnh hưởng không nhỏ đến Trung Quốc, thậm chí là thế giới. Nhưng Nam Việt là nơi xuất phát dịch bệnh lại không ảnh hưởng mấy, lại được cho rằng xử lý kịp thời, khiến SARS ở Nam Việt được khống chế tốt. Điều này làm danh tiếng của Ninh Pháp được nâng cao lên. Tình hình An Đô thì Ninh Pháp hiểu khá rõ. Trên thực tế lúc Miêu Trấn Trung làm bí thư thị ủy An Đô, Ninh Pháp đã có ý kiến với ban tổ chức cán bộ Trung ương, nhưng Trung ương cuối cùng vẫn bổ nhiệm Miêu Trấn Trung. Phong cách của Diêu Văn Chí không hợp với Miêu Trấn Trung là tất nhiên. Có một lần Ninh Pháp từng hy vọng Miêu Trấn Trung có thể điều chỉnh quan điểm của mình nhưng không hiệu quả. Đến khi rời khỏi tỉnh An Nguyên, Ninh Pháp chỉ có thể hy vọng vào việc Trung ương chú ý đến tình hình đặc biệt của An Đô mà tính lại bí thư thị ủy An Đô. Nhưng không ngờ Miêu Trấn Trung lên chức lại khiến Tôn Liên Bình đến còn bảo thủ hơn Miêu Trấn Trung. Đây không chỉ vì cá nhân Diêu Văn Chí, mà nó còn ảnh hưởng đến sự phát triển của cả An Đô. Không ngoài suy đoán của Ninh Pháp, tốc độ tăng trưởng của An Đô mấy năm luôn thấp, khiến cho vị trí của An Đô trong 16 thành phố cấp phó tỉnh không ngừng tụt xuống, là thành phố duy nhất trong 16 thành phố có tốc độ tăng trưởng giảm liên tục trong 3 năm. Theo Ninh Pháp thấy đó là sự sỉ nhục. Nếu như không phải tỉnh An Nguyên có mấy nơi khác phát triển cực nhanh thì tốc độ tăng trưởng của cả tỉnh An Nguyên càng tụt sâu hơn. Điều này làm Ninh Pháp rất lo lắng đến cục diện chính trị của tỉnh An Nguyên. Nhưng làm bí thư tỉnh ủy Nam Việt, y chỉ có thể lo lắng mà thôi, điều duy nhất có thể làm có lẽ là giúp Diêu Văn Chí một chút. Ninh Pháp có chút nuối tiếc vì những gì mà Diêu Văn Chí gặp phải. Theo y thấy dù Miêu Trấn Trung và Tôn Liên Bình là phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy có thể chèn ép Diêu Văn Chí, nhưng Ứng Đông Lưu và Tần Hạo Nghiên hoàn toàn thấy rõ nguyên nhân này, cũng có thể có biện pháp mà. Nhưng bây giờ Ứng Đông Lưu và Tần Hạo Nghiên vì nguyên tắc đoàn kết, vô vị mà buông tha nguyên tắc. Nếu như vậy thì Ninh Pháp còn gì để nói? Nhìn Diêu Văn Chí có chút kích động, Ninh Pháp thở dài nói. Ngồi đi Văn Chí, anh không mấy khi đến được Nam Việt. Theo tôi nhớ tôi đến Nam Việt hơn năm rưỡi mà anh đến có 3 lần, mỗi lần đến đều về gấp. Làm thị trưởng vất vả như vậy sao? Bí thư Ninh, vất vả không sợ, chỉ cần làm vui vẻ, lãnh đạo giải thích và ủng hộ thì có mệt chết tôi cũng cam lòng. Trước mặt Ninh Pháp, Diêu Văn Chí cũng tùy tiện hơn. Ha ha, xem ra có chút tâm trạng. Tôi nói với anh, dù làm quan lớn hay nhỏ bảo trì được tâm trạng bình tĩnh là rất quan trọng. Nó có thể làm đầu óc anh tỉnh táo nhất là gặp khó khăn khiến anh hiểu được nhiều thứ bình thường không hiểu nổi. Anh hiểu chứ? Ninh Pháp nói rất ôn hòa. Diêu Văn Chí nâng chung trà nhấp một ngụm làm mình bình tĩnh lại. Bí thư Ninh, cảm ơn sự chỉ điểm của ngài. Anh còn có điều không hiểu, từ từ sẽ tới, công việc không làm cái là xong mà. Ừ. Ban tổ chức cán bộ Trung ương gần đây có thể sẽ nói chuyện với anh, chắc trong 2-3 ngày tới. Cho nên tôi gọi anh tới để trao đổi với anh một chút. Ninh Pháp trực tiếp nói thẳng. Tôi đã trao đổi với ban tổ chức cán bộ Trung ương. Một vị phó chủ tịch Nam Việt sẽ vào thường vụ, trưởng ban tổ chức cán bộ, không làm phó chủ tịch tỉnh nữa. Tôi hy vọng anh có thể đến Nam Việt công tác nên muốn hỏi ý kiến của anh một chút. Quyển 14, chương 9-13. Diêu Văn Chí chấn động toàn thân, thậm chí hốc mắt bắt đầu cay cay. Mặc dù y đã nghĩ tới việc Ninh Pháp điều mình tới Nam Việt công tác, nhưng hắn không ngờ Ninh Pháp sẽ để mình làm phó chủ tịch tỉnh. Khí phách đó đúng là không phải người bình thường có thể so sánh. Bí thư Triệu, chỉ cần có thể làm việc dưới sự lãnh đạo của ngài, dù làm gì Diêu Văn Chí tôi cũng tình nguyện. Diêu Văn Chí chân thành nói. Ninh Pháp cười cười xua tay nói. Đây chỉ là tôi đại biểu tỉnh ủy Nam Việt và ban tổ chức cán bộ Trung ương trao đổi. Đương nhiên còn phải lấy ý kiến của ban tổ chức cán bộ Trung ương làm chuẩn. Bọn họ về cơ bản đồng ý với tôi cũng hy vọng nếu anh thật sự tới Nam Việt công tác thì phải vứt hết áp lực bên kia đi, mạnh mẽ đổi mới, cầu thành tích. Nam Việt là nơi đi đầu trong cải cách,
chỉ cần có lợi cho sự phát triển thì có thể thử hết. Bí thư Ninh, ngài yên tâm, nếu như tôi có thể tới Nam Việt công tác nhất định sẽ nhanh chóng làm quen tình hình, tiến vào trạng thái. Mặt Diêu Văn Chí đỏ bừng lên, nếu như mình có thể điều đến làm phó chủ tịch tỉnh Nam Việt cũng có nghĩa mình không chỉ là điều ngang hàng mà còn có thể nói là lên chức. Ando là thành phố cấp phó tỉnh, nếu như lên làm phó chủ tịch ở tỉnh An Nguyên hoặc tỉnh bình thường khác có lẽ là điều ngang nhưng Nam Việt lại khác. Nam Việt là tỉnh có kinh tế mạnh nhất cả nước, yêu cầu làm phó chủ tịch tỉnh ở đây cao hơn các tỉnh khác. Có thể nói Nam Việt đi đầu về đổi mới quan niệm trong nước, cũng dẫn dắt không khí cả nước. Muốn đến đây làm cán bộ lãnh đạo tốt thì người chấp nhận kiên định làm việc là không đủ. Nghĩ tới đây Diêu Văn Chí cảm thấy áp lực trên vai mình không hề nhỏ. Văn Chí, tôi báo trước với anh một chút mà thôi. Theo lý thuyết là đi ngược nguyên tắc, chẳng qua tôi đoán là sang thứ hai ban tổ chức cán bộ trung ương sẽ đến trao đổi với tỉnh ủy An Nguyên là rõ ràng. Anh có 2 ngày chuẩn bị coi như sớm bàn giao công việc. Ninh Pháp nâng chung trà nhấp một ngụm và nói tiếp. Về phân công công việc của anh thì đợi sau khi được Đại hội đại biểu nhân dân thông qua, tỉnh sẽ có phân công. Nhưng dù phân công phụ trách mảng nào anh cũng phải toàn tâm toàn ý. Diêu Văn Chí gật đầu rồi đột nhiên nhớ đến gì đó nên nói. Bí thư Ninh, vậy ai làm thị trưởng Ando? Ninh Pháp do dự một chút mới nói. Chắc là Trung ương điều người tới. Nghe nói vì việc này mà tỉnh ủy An Nguyên tranh luận không ít với ban tổ chức cán bộ Trung ương. Tỉnh ủy An Nguyên hy vọng bí thư thị ủy Vĩnh Lương Long Ứng Hoa làm nhưng Trung ương không đồng ý. Có lẽ là do không hài lòng với việc khảo sát Long Ứng Hoa. Vấn đề bảo vệ môi trường của Vĩnh Lương bị Tổng cục Bảo vệ Môi trường Quốc gia không ngừng phê bình, có lẽ đây là nguyên nhân ảnh hưởng lớn nhất. Diêu Văn Chí thở dài một tiếng, không ngờ Long Ứng Hoa lại bị ảnh hưởng ở vấn đề này. Một tay đưa kinh tế Vĩnh Lương đứng thứ hai tỉnh An Nguyên, có thể nói là công lao lớn của Long Ứng Hoa. Nhưng mảng bảo vệ môi trường lại làm mát hy vọng tiến bộ của y. Sao, anh cảm thấy nuối tiếc cho Long Ứng Hoa sao? Ninh Pháp nhận ra vẻ biến hóa trên mặt Diêu Văn Chí. Vâng, Bí thư Ninh, nói thật tính cách của Long Ứng Hoa khá thích hợp làm thị trưởng Ando. Đương nhiên y làm thị trưởng Ando có thể sẽ có xung đột với Bí thư Tôn Liên Bình. Nhưng tôi cảm thấy với tính cách của y sẽ mang tới hơi thở tươi mới cho Ando. Mặc dù y chưa chắc đã thành công nhưng ít nhất có thể khiến Trung ương chú trọng, qua đó giải quyết triệt để vấn đề Ando. Diêu Văn Chí cẩn thận nói. Ninh Pháp nghe ra ý trong câu nói của Diêu Văn Chí. Bỏ qua cấp tỉnh mà nói thẳng khiến Trung ương chú trọng, xem ra Diêu Văn Chí có chút ý kiến với thái độ của hai vị lãnh đạo chủ yếu trong công việc của Ando. Anh có phải cho rằng người từ Trung ương phái tới không giải quyết được cục diện khó khăn hiện nay của Ando? Ninh Pháp cười nói. Vâng. Tôi cho là như vậy, Bí thư Tôn Liên Bình không xấu nhưng quá ngang ngạnh, bảo thủ. Đối với Ando là thành phố có địa vị đặc thù ở khu vực Trung Tây mà nói thì phản ứng chậm chút có lẽ bị các thành phố xung quanh vượt qua ngay. Các thành phố xung quanh đều có dã tâm thành ông lớn của khu vực đất liền, đều muốn vượt lên. Người ta đều đi lên mới nhìn lại, thậm chí đi 2-3 bước rồi mình vẫn không chịu đổi mới thì sao có thể đuổi kịp. Diêu Văn Chí thở dài nói. Thời gian không đợi người. Có những lúc đi chậm nửa bước đã không có cơ hội gì. Bây giờ Ando thậm chí không bằng một số thị xã. Hạng mục rượu Hoa Giang Nam tôi vốn hy vọng đầu tư vào khu công nghệ cao Ando, nhưng một chính sách ưu đãi đưa ra thảo luận trong chính quyền thành phố, sau đó đưa sang hội nghị thường vụ lại mãi không được quyết định, khiến người ta chờ 3 ngày trong khách sạn, cuối cùng không thành mà đầu tư vào Ninh Lăng, làm cho tôi phải xấu hổ. Như vậy sao có thể cạnh tranh với các thành phố lớn như Thành Đô, Trùng Khánh cùng Vũ Hán? Có đôi khi ngồi trên chức thị trưởng làm tôi không cam lòng, ăn không ngon, ngủ không yên. Đúng là chịu khổ. Ninh Pháp có thể nhận ra sự bất đắc dĩ trong lòng của Diêu Văn Chí. Khả năng cạnh tranh của Ando nếu còn kém hơn cả các thị xã trong An Nguyên, như vậy sao có thể cạnh tranh với các thành phố cấp phó tỉnh khác ở khu vực đất liền, bại là chuyện sớm muộn, lạc hậu là đương nhiên. Điều này có quan hệ lớn đến quan niệm, tác phong của bộ máy đảng ủy, chính quyền. Văn Chí. Mọi việc đều có lúc lên lúc xuống. Ando mấy năm trước phát triển rất nhanh nhưng mấy năm nay rơi xuống là bình thường. Hy vọng thị ủy, ủy ban Ando có thể ngã một lần, khôn một lần. Bộ máy đảng ủy, chính quyền có thể hợp tác đổi lại những gì đã mất. Ninh Pháp cười nói. Cũng không nên xem thường cán bộ từ trung ương xuống, bọn họ rất nhiều người đều có kinh nghiệm công tác cơ sở. Bí thư Ninh, tôi không phải nói cán bộ từ trung ương có gì khác với cán bộ địa phương. Chủ yếu là anh có khí phách, quyết tâm hay không?
Tôi cảm thấy mình thiếu quyết tâm và sự mềm dẻo nên mới thành như vậy. Diêu Văn Chí cũng không giấu khuyết điểm của mình. Nếu lúc ấy tôi có thể kiên quyết một chút thì dù không giải quyết vấn đề về căn bản cũng tốt hơn. Ồ, vậy theo anh thấy nhân vật như thế nào mới thích hợp làm thị trưởng Ando? Ninh Pháp thuận miệng nói. Bí thư Ninh, nếu do tôi nói thì ở An Nguyên cũng có người thích hợp. Diêu Văn Chí cười nói. Triệu Quốc Đống là người tôi thấy thích hợp nhất. Triệu Quốc Đống. Ninh Pháp cười nói. Sao cậu ta lại thích hợp nhất? Thứ nhất cậu ta còn trẻ, có sự mạnh mẽ, chịu một chút khó khăn cũng còn có cơ hội lấy lại. Thứ hai Triệu Quốc Đống có khí phách, người này mặc dù còn trẻ nhưng sự quyết đoán không thua gì bí thư thị ủy lâu năm. Năm nay Ninh Lăng sáng tạo kỳ tích phát triển kinh tế trong toàn tỉnh có quan hệ lớn đến việc y khống chế tốt cục diện thị xã Ninh Lăng. Một năm rưỡi qua người này có thể nắm giữ cục diện Ninh Lăng là bản lĩnh rất lớn. Đã xác định rời khỏi An Nguyên, tâm trạng Diêu Văn Chí bình tĩnh hơn nhiều, cũng có thể đứng ở góc độ khách quan phân tích ưu khuyết điểm của người khác. Đây là sở trường của Diêu Văn Chí. Triệu Quốc Đống cũng được Ninh Pháp đánh giá cao, chẳng qua không cao như Diêu Văn Chí nói mà thôi. Lúc đầu để Triệu Quốc Đống đi khỏi Hoài Khánh lên bộ năng lượng, Ninh Pháp cũng đã suy nghĩ nhiều. Bây giờ xem ra để Triệu Quốc Đống lên rèn luyện hơn nửa năm ở bộ năng lượng đã có hiệu quả. Có thể nói muốn bay lên thì phải thấy vài thứ, mà Ninh Lăng đã làm được điểm này. Một bí thư thị ủy hơn 30 tuổi làm được như vậy đúng là không đơn giản. Không biết lúc ấy tôi quyết định để Triệu Quốc Đống rời khỏi Hoài Khánh có phải là quyết định sáng suốt hay không nữa? Ninh Pháp cười nói. Điều kiện của Hoài Khánh tốt hơn Ninh Lăng nhiều. Nếu lúc ấy tiếp tục để Triệu Quốc Đống làm thị trưởng Hoài Khánh, Trần Anh Lộc đi đến lượt Triệu Quốc Đống kế nhiệm thì có lẽ sẽ tạo kỳ tích ở Hoài Khánh phải không? Không, bí thư Ninh, Hoài Khánh và Ninh Lăng có điều kiện gần như trái ngược nhau. Ưu thế của Hoài Khánh là nhược điểm của Ninh Lăng và ngược lại. Diêu Văn Chí cười giải thích. Vị trí địa lý thì Hoài Khánh gần Ando, có ưu thế dựa vào nhưng lại bị Ando che giấu, có sự cạnh tranh. Nhưng Ninh Lăng cách xa Ando nên một khi phát triển thì có thể hình thành một trung tâm phụ. Hoài Khánh có cơ sở vật chất tốt nhưng muốn chuyển hình không dễ. Ninh Lăng không có sản xuất công nghiệp mấy nhưng có thể thích hợp tiến hành quy hoạch. Ừ, anh nói đúng, tình hình phát triển chủ yếu là do quy hoạch và quyết tâm nghị lực của bộ máy lãnh đạo, đây mới là quan trọng nhất. Ninh Pháp cười nói. Ở điểm này ánh mắt của Đông Lưu tốt hơn tôi. Có thể quyết đoán đưa Triệu Quốc Đống từ bộ năng lượng về vị trí bí thư thị ủy Ninh Lăng, dùng tốt một người làm phúc một phương. Bí thư Ninh, nếu như Triệu Quốc Đống không lên bộ năng lượng rèn luyện thì cũng chưa chắc có được ngày hôm nay. Diêu Văn Chí lắc đầu không đồng ý quan điểm của Ninh Pháp. Mỗi một vị trí đều phải trải qua rèn luyện nhiều vị trí khác mới có thể trưởng thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 55.